hắn và đoàn người Diệp Thạch đã nghe mấy tên đặc công nói lại chuyện xảy ra ở phòng trang điểm. Hơn nữa còn biết Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết đi tới đại sảnh này. Ngoài ra, vừa rồi ở cửa, bọn hắn cũng không được những lời cuồng ngạo của Bùi Đông Lai. Cho nên, khi bước vào cửa, thấy được Tần Đông Tuyết vẫn nắm lấy tay Bùi Đông Lai thì điều này đã làm cho Tần Hồng Sơn tức giận. Ở hắn xem ra, Tần Đông Tuyết làm như vậy quả thật chính là cho người của Tần Diệp, hai nhà mất mặt đây mà. Cảm nhận được giọng nói áp bách của Tần Hồng Sơn, nhận thấy được lửa giận trong mắt của Tần Hồng Sơn. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Tranh Vanh thì Tần Đông Tuyết chỉ cảm thấy được trái tim của mình đã bị cắt một đao. Rất đau, rất đau. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, thân mình cũng không khống chế được mà run lên. Buông hắn ra. Tần Hồng Sơn lại mở miệng, giọng nói không thể nghi ngờ. Hắn biết rõ nếu không làm cho Tần Đông Tuyết chủ động buông tay Bùi Đông Lai ra thì thể diện hôm nay của Tần gia sẽ bị mất hết. Thân là gia chủ của Tần gia, một trong những gia tộc có quyền lực của nước Cộng Hòa thì hắn tuyệt đối không cho phát sinh những chuyện như vậy. Không trả lời. Ở cái nhìn chăm chú của mọi người, mắt nàng đỏ lên, cả người run rẩy bước lên phía trước. Chỉ một bước, rất ngắn. Nhưng mà, nàng vẫn đứng ở bên người Bùi Đông Lai. Nàng muốn dùng phương thức này để biểu lộ thái độ của mình, con không buông tay. Không bao giờ. Bá. Thấy một màn như vậy thì sắc mặt của tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh liền biến đổi. Bọn hắn không ngờ rằng trước mặt Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch cùng các vị đại lão mà Tần Đông Tuyết dám làm ra hành động như thế. Trong đó Tiếu Ái Linh muốn mở miệng ngăn cản hành động của Tần Đông Tuyết nhưng mà lời nói đến miệng thì nàng liền nuốt ngược trở lại. Nàng biết được, trong trường hợp này nàng không có tư cách để mở miệng. Đông Tuyết! Giọng nói của Tần Hồng Sơn to lên. Vẫn không buông. Tay chân của Tần Đông Tuyết lạnh tanh, thân hình run rẩy, hàm răng va vào nhau tạo thành những tiếng lập cập. Giờ phút này nàng giống như cô gái nhỏ đứng giữa đồng vậy, lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi. Nữ nhân ngốc, nam nhân phải đứng trước nữ nhân để che mưa che gió. Chứ không phải đứng sau lưng nữ nhân để nữ nhân bảo vệ. Bùi Đông Lai dùng sức nắm lấy cánh tay của Tần Đông Tuyết, mỉm cười nhìn nàng. Sau đó, hắn đứng thẳng lưng nhìn vào ánh mắt của Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch rồi bước lên từng bước. Giống như một tòa núi lớn đứng chắn trước người Tần Đông Tuyết vậy. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế, cảm nhận được lực lượng trên bàn tay Bùi Đông Lai truyền đến, nhìn vào lưng cửa Bùi Đông Lai thì những nỗi sợ hãi cùng bất an trong lòng Tần Đông Tuyết đã dần dần biến mất. Vài giây sau, thân thể của nàng cũng không run lên nữa. Tiểu tử, lập tức rời khỏi đây. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước ra thì Tần Hồng Sơn nhìn vào Bùi Đông Lai rồi nói, giọng nói không thể nghi ngờ. Tần gia gia, cậu không có tư cách để gọi ba chữ này, rời đi khỏi nơi này. Chuyện phát sinh lúc nãy ta sẽ không truy cứu nữa. Bùi Đông Lai vừa mới hô lên ba chữ Tần gia gia thì Tần Hồng Sơn liền lên tiếng cắt đứt, hắn dùng phương thức này để nói cho Bùi Đông Lai biết đại cục đã định, Bùi Đông Lai không nên cố gắng làm gì nữa. Đồ Tần gia muốn, Bùi gia cũng có thể cấp nổi. Bùi Đông Lai nhìn vào khuôn mặt của Tần Hồng Sơn, gằn từng chữ. Bằng vào những sản nghiệp không thể lộ ra ánh sáng hay là bằng vào thằng cha què một chân của mày sao? Lúc này đây, không đợi Tần Hồng Sơn mở miệng, Diệp Tranh Vanh đã đi ra khỏi đám người. Nhìn vào Bùi Đông Lai rồi nói giống như là hoàng đế đang nhìn tên ăn mày vậy. Diệp Tranh Vanh, anh dựa vào cái gì mà nói như thế? Mắt thấy Diệp Tranh Vanh bước ra, vẻ mặt Tần Đông Tuyết lạnh như băng nhìn vào Diệp Tranh Vanh. Giọng nói vô cùng lãnh mạc. Mắt thấy Tần Đông Tuyết đi ra, Diệp Tranh Vanh cố nén cơn tức giận trong lòng. Lộ ra bộ dạng thái tử của Diệp gia đại thiếu, cuồng ngạo nói. Chỉ bằng vào những gì Diệp gia chúng ta cho Tần gia các cô. Hắn làm không được, người cha một chân của hắn cũng không được. Ai nói Bùi gia không được? Diệp Tranh Vanh vừa dứt lời, một giọng nói to như sấm nổ vang lên trong khắp đại sảnh. Giọng nói vang lên, cửa mở. Trước cửa đại sảnh, nam nhân một chân kia giống như là quân vương buông xuống, ngạo nghễ đứng đó. Bá! Nghe được giọng nói vang như sấm rền của Bùi Vũ Phu thì tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Rõ ràng thấy được Bùi Vũ Phu xuất hiện trước cửa đại sảnh. Ngày hôm nay, Bùi Vũ Phu không lộ ra bộ dạng lôi thôi giống như ở Trầm Thành mà lúc này hắn đi giày tây, râu được cắt gọn gàng. Thấy được Bùi Vũ Phu xuất hiện thì thành viên của hai nhà Tần Diệp đều mở to mắt ra nhìn vào,
phảng phất như muốn nhìn kỹ hơn một chút. Ánh mắt của những người này tỏ ra quái dị khi nhìn thấy Bùi Vũ Phu. Ở trong trí nhớ của những người đã từng thấy Bùi Vũ Phu ra tay ở trong khách sạn Yên Kinh năm xưa thì lúc ấy Bùi Vũ Phu giống như một thanh bảo kiếm sắc bén làm cho người muốn tránh đi mũi nhọn của thanh kiếm ấy. Nhưng mà hôm nay, trên người Bùi Vũ Phu không lộ ra vẻ sắc bén nào, mà hơi thở trên người Bùi Vũ Phu rất giống với một người bình thường. So với các thành viên hai nhà Diệp Tần thì khi thấy Bùi Vũ Phu xuất hiện thì phản ứng của Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch cũng không giống nhau. Tần Hồng Sơn thì nhíu chặt mày còn đôi mắt của Diệp Thạch thì lóe ra tinh mang, trên mặt nở ra nụ cười ẩm hiểm mà người ta không thể phát giác được, điển hình là loại người tiểu lý tàng đao. Mà mấy vị lão nhân của hai nhà Tần Diệp thấy Bùi Vũ Phu thì lại âm thầm lắc đầu. Cứng quá dễ gãy. Ở nhóm bọn hắn xem ra, thời gian qua Bùi Vũ Phu cũng đã thay đổi rất nhiều nhưng mà có một số việc không thay đổi được. Thay đổi sao? Trong đại sảnh chỉ có một mình Diệp Cô Thành người được xưng là Long Vương, đứng thứ nhì trong long bảng Diệp Cô Thành mới có thể biết được. Dưới ánh đèn, ánh mắt của hắn nhìn vào Bùi Vũ Phu tràn đầy vẻ phức tạp, trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai thấy được Bùi Vũ Phu xuất hiện thì giống như là một đứa trẻ thấy được người thân, hắn vô cùng kích động. Sau đó, hắn thấy Bùi Vũ Phu nhìn hắn rồi nở một người ngây ngô, phúc hậu. Mặc kệ là thân phận của Bùi Vũ Phu biến hóa như thế nào, đối với Bùi Đông Lai thì hắn vẫn nở ra nụ cười mà 18 năm qua hắn vẫn hay cười. Cười xong, Bùi Vũ Phu mang theo Quý Hồng, ở cái nhìn chăm chú của mọi người bước vào đại sảnh. Thấy Bùi Vũ Phu tới gần, tám gã thành viên tinh nhuệ Long Nha ở phía sau Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch đều lộ ra bộ dạng ngưng trọng. Đồng thời ánh mắt nhìn về Diệp Cô Thành để xin chỉ thị. Cảm giác kia chỉ cần Diệp Cô Thành ra lệnh một tiếng thì bọn hắn sẽ xông lên công kích Bùi Vũ Phu. Đối mặt với tám gã binh sĩ tinh nhuệ của Long Nha thì Quý Hồng có chút âm thầm kinh hãi, nàng có thể cảm nhận được hơi thở khủng bố của tám tên binh sĩ tinh nhuệ này. Trực giác và lý trí nói cho nàng biết, một người nào trong số bất kỳ tám người này cũng có thể đánh bại nàng. Hiểu được điểm này, đồng thời Quý Hồng cũng phát hiện được vẻ mặt của Bùi Vũ Phu cũng không có chút biến hóa này, bước chân vẫn đi về phía trước. Thấy một màn như thế, nghĩ đến Bùi Vũ Phu chỉ dùng một ngón tay mà có thể đỡ được một kiếm của sư phụ mình là Cô Độc Phong Ảnh thì trong lòng Quý Hồng không còn lo lắng nữa. Mà ánh mắt của Diệp Cô Thành vẫn nhìn vào Bùi Vũ Phu, thấy được thủ hạ của mình xin chỉ thị thì Diệp Cô Thành lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Diệp Cô Thành lắc lắc đầu thì tám gã binh sĩ tinh nhuệ của Long Nha liền tránh đường, bất quá ánh mắt vẫn tỏ ra cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bùi Vũ Phu và Quý Hồng. Một bước, hai bước, ba bước. Khi Bùi Vũ Phu mang theo Quý Hồng bước vào thì trong đại sảnh tất cả mọi người cảm thấy có một loại cảm giác áp bách, hơn nữa lại càng lúc càng rõ ràng. Phát hiện này khiến cho tất cả mọi người, kể cả Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch cũng âm thầm kinh hãi. Trong phút chốc, không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Sau đó, mắt thấy Bùi Vũ Phu mang theo Quý Hồng tới gần, mấy thành viên của hai nhà Tần Diệp liền sôi nổi tránh đường. Thấy một màn như vậy thì vẻ mặt của Diệp Tranh Vanh có chút khó coi. Hắn thật muốn mở miệng phản kích Bùi Vũ Phu nhưng mà đối mặt với khoảng cách càng lúc càng gần thì hắn chỉ cảm thấy trước ngực bị một tòa núi lớn đè lên làm cho hắn không đủ dũng khí để mở miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Vũ Phu bước qua. Bùi Vũ Phu đã hoàn toàn xem Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch thành không khí, thậm chí ngay cả mấy lão nhân của hai nhà Diệp Tần thì Bùi Vũ Phu cũng không hề để ý. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có con hắn cùng con dâu tương lai của hắn. Rốt cuộc, Bùi Vũ Phu cũng đã đến trước mặt của Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết rồi dừng lại. Bùi thúc thúc. Có lẽ thanh danh khi xưa của Bùi Vũ Phu quá lớn, có lẽ là sau khi xuất hiện thì Bùi Vũ Phu đã tạo ra hiệu quả kinh người như thế, có lẽ Bùi Vũ Phu là cha chồng tương lai của mình. Mắt thấy Bùi Vũ Phu đứng bên người thì Tần Đông Tuyết vô cùng khẩn trương. Nhà đầu, đây là vật gia truyền của Bùi gia truyền lại. Hôm nay ta giao nó cho con. Bùi Vũ Phu cười cười với Tần Đông Tuyết rồi sau đó lấy từ trong lòng ra một cái hộp có phong cách cổ xưa, không có mở ra mà trực tiếp đưa đến trước mặt Tần Đông Tuyết. Nghe được Bùi Vũ Phu nói thế thì Tần Đông Tuyết vô cùng kích động, nàng rất rõ ràng, Bùi Vũ Phu làm như thế là đã đem nàng trở thành con dâu của Bùi gia. Cùng lúc đó, sắc mặt của các thành viên hai nhà Tần Diệp đều đại biến. Phải biết rằng hôm nay là buổi lễ đính hôn của hai Tần Đông Tuyết và Diệp Tranh Vanh, Bùi Vũ Phu đem đồ gia truyền của Bùi gia giao cho Tần Đông Tuyết, điều này nói lên cái gì?
Đây là nói cho mọi người biết, ta Bùi Vũ Phu rất hài lòng với con dâu này, ta nhận nó rồi. Có lẽ là do quá kích động, Tần Đông Tuyết cũng không có lấy mà vẻ mặt ửng đỏ nhìn vào Bùi Đông Lai, dường như đang muốn hỏi ý kiến của Bùi Đông Lai. Lấy đi. Bùi Đông Lai cười cười, ý bảo Tần Đông Tuyết đón lấy. Đông Tuyết. Bùi Đông Lai vừa nói xong, không đợi Tần Đông Tuyết đưa tay ra lấy thì Tần Hồng Sơn lại mở miệng. Trong giọng nói hắn tràn đầy vẻ tức giận, càng nhiều hơn là lo lắng. Ở hắn xem ra, nếu Tần Đông Tuyết tiếp nhận đồ vật này thì mặt mũi của Tần gia đã bị ném đi, hơn nữa cũng không biết ăn nói với Diệp gia như thế nào. Nhà đầu, con đã quyết định làm con dâu của Bùi gia thì cứ yên tâm mà lấy. Nghe Tần Hồng Sơn nói như thế thì Bùi Vũ Phu cũng không quay đầu lại mà vẫn tươi cười như cũ. Không ai có thể ngăn cấm hai đứa ở một chỗ. Dầm. Lại nghe Bùi Vũ Phu nói như thế thì cả đại sảnh liền trở nên xôn xao, sắc mặt của mọi người liền đại biến. Cảm ơn Bùi thúc thúc. Sau đó, không đợi ai mở miệng ngăn cản, Tần Đông Tuyết đã lấy cái hộp kia rồi cúi đầu cảm ơn. T. Thấy một màn như vậy thì thành viên hai nhà Tần Diệp đều tức giận hít vào một hơi. Trong đó, một ít thành viên đời thứ ba và thành viên đời thứ tư của hai nhà Tần Diệp, nếu không phải bận tâm Tần Hồng Sơn và Diệp Thạch thì đã sớm lên tiếng ngăn cản. So với thành viên của hai nhà Tần Diệp thì khi thấy Tần Đông Tuyết nhận chiếc hộp kia thì ánh mắt của Quý Hồng lại lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị. Bùi Vũ Phu. Vẻ mặt của Tần Hồng Sơn tái nhợt nhìn vào Bùi Vũ Phu, giọng nói hoàn toàn lạnh xuống. Không để ý đến. Dường như Bùi Vũ Phu đã coi Tần Hồng Sơn là cái rắm. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về Bùi Đông Lai, khuôn mặt lại nở ra nụ cười ngây ngô. Qua tử ngốc. Thấy được bộ dạng kia của Bùi Vũ Phu thì trong lòng Bùi Đông Lai liền nhấc lên những tầng sóng lớn. Hắn có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ là hai mắt đỏ lên rồi cười mắng một câu. Bùi Vũ Phu cười cười rồi vỗ lên vai phải của Bùi Đông Lai một cái. Rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng. Tình thương của cha như núi. Bùi Vũ Phu, tôi mặc kệ hôm nay ông muốn làm gì. Tôi khuyên ông nên mang con của ông rồi rời đi khỏi nơi này. Mắt thấy Bùi Vũ Phu hoàn toàn coi thường mình thì Tần Hồng Sơn cảm thấy quyền uy của mình đang bị khiêu khích. Lửa giận trong lòng hắn đã bạo phát, giọng nói không còn khách khí nữa, mơ hồ mang theo vài phần uy hiếp. Lại nghe được Tần Hồng Sơn giống to lên, Bùi Vũ Phu quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt Tần Hồng Sơn. Tần Hồng Sơn, ông nghĩ rằng Bùi gia chúng ta muốn làm xui ra với ông lắm sao? Ách! Lời nói của Bùi Vũ Phu khiến cho thành viên hai nhà Tần Diệp đều nghi hoặc. Nếu Bùi gia không muốn Tần gia trở thành xui gia thì hôm nay tới cướp cô dâu để làm gì? Nếu không phải nha đầu này có tình ý thắm thiết với con ta thì cho dù người Tần gia các ông có đồng ý thì Bùi Vũ Phu ta cũng không đồng ý đâu. Bùi Vũ Phu mở miệng lần nữa, giọng nói làm cho người ta vô cùng kinh hãi. Ông! Nghe được lời nói nghiêu bức của Bùi Vũ Phu thì Tần Hồng Sơn tức giận đến cả người run lên, đưa tay chỉ vào Bùi Vũ Phu. Tần Hồng Sơn! Lúc trước ông lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, để hai nhà chúng ta đưa ra lễ hỏi. Mặc dù hành vi ấy có chút đê tiện nhưng mà rất thông minh. Như vậy có thể đem lại cho ông lợi ích lớn nhất. Hiện giờ tuy rằng ta không biết phần lễ hỏi của Diệp gia cho ông nặng như thế nào. Nhưng mà thấy ông đã lựa chọn như vậy thì ta cảm thấy đầu ông đã tràn đầy nước trong đó rồi. Không đợi Tần Hồng Sơn mở miệng nói tiếp, Bùi Vũ Phu lại mở miệng, ánh mắt nhìn vào Tần Hồng Sơn giống như một thằng ngu ngốc. Mặc dù thành viên của hai nhà Tần Diệp đã biết được Bùi Vũ Phu là một người vô cùng cuồng ngạo. Nhưng mà, lúc này nghe được Bùi Vũ Phu nói đầu của Tần Hồng Sơn tràn đầy nước trong đó rồi thì bọn hắn hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn thật sự muốn biết, nam nhân này dựa vào cái gì mà ngưu bức đến thế. Bùi Vũ Phu, ông muốn dẫm lên vết xe đổ năm xưa sao? Tần Hồng Sơn giận tím mặt, giống lớn. Dẫm lên vết xe đổ năm xưa ư? Ánh mắt Bùi Vũ Phu như đao quét về phía đám người Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch. 20 năm trước, ta không có quỷ mà bước ra khỏi Yên Kinh. Hôm nay, cho dù Thiên Vương Lão Tử đến đây thì cũng đừng hòng khiến con ta bước ra khỏi Yên Kinh nửa bước. Bùi Vũ Phu, ông thật sự cảm thấy rằng trên đời này không có ai có thể đối phó với ông sao? Bên tai vang lên lời nói của Bùi Vũ Phu, Diệp Thạch cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thành. Người đâu? Bắt tên mãng phu không biết trời cao đất rộng này lại cho ta. Vù vù vù.
Diệp Thạch vừa nói xong thì 8 gã thành viên tinh nhuệ của Long Nha đã động. Bọn hắn không có trực tiếp tấn công Bùi Vũ Phu mà là bước lên, đứng phía sau Diệp Cô Thành, đợi Diệp Cô Thành ra lệnh thì bọn hắn mới ra tay. Sở dĩ là như vậy là bởi vì Diệp Thạch không phải là người trong quân đội, hơn nữa Long Nha lại là một chi bộ đội đặc thù. Mặc dù là người ở trong quân đội nhưng mà có thể điều động được Long Nha cũng không có mấy ai. 3. Mắt thấy 8 gã thành viên Long Nha đi lên, Bùi Đông Lai buông cánh tay phải Tần Đông Tuyết ra rồi bước lên một bước, đứng bên cạnh Bùi Vũ Phu. Chiến ý trên người hắn liền bùng nổ, thanh thế kinh người. Không riêng gì Bùi Đông Lai mà sắc mặt của Quý Hồng cũng nghiêm túc đứng bên cạnh Bùi Vũ Phu, làm ra bộ dạng chuẩn bị ra tay. Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người của hai nhà Tần Diệp đều lui ra lại phía sau. Ở giữa đại sảnh, sắc mặt của Diệp Cô Thành hiện lên một tia dao động. Vẻ mặt hắn phức tạp nhìn vào Bùi Vũ Phu mà Bùi Vũ Phu cũng đem ánh mắt nhìn vào hắn. Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Không khí áp lực làm cho người ngạt thở. Còn đứng ngây đó làm gì? Lui lại phía sau chừng chục bước, Diệp Thạch thấy Diệp Cô Thành thờ ơ thì sắc mặt có chút khó coi, quát lên. Diệp Thạch, ông muốn để bọn hắn ra tay sao? Khí thế của Bùi Vũ Phu đột nhiên thay đổi, giống như thiên thần hạ phàm, đưa tay chỉ vào Diệp Cô Thành, cười lạnh nói. Chỉ bằng hắn và đám người Long Nha kia ư? Bên tai vang lên lời nói khinh thường của Bùi Vũ Phu, toàn bộ mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện gì đã ai? 18 năm trước không phải Bùi Vũ Phu bị Diệp Cô Thành phế đi một chân, đuổi ra khỏi Yên Kinh sao? Giờ phút này, đối mặt với Bùi Vũ Phu thì Diệp Cô Thành lại không lên tiếng, để cho Bùi Vũ Phu chủ động khiêu khích. Không có đáp án. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Cô Thành. Vẫn không trả lời, Diệp Cô Thành vẫn nhìn chằm chằm vào Bùi Vũ Phu. Mặc dù từ tin tình báo biết được 18 năm trước, Bùi Vũ Phu đã bị Diệp Cô Thành phế đi một chân chật vật cút ra khỏi Yên Kinh nhưng mà Bùi Đông Lai vẫn không tin. Hắn tuyệt không tin. Giờ phút này, mắt thấy Diệp Cô Thành không dám hành động thiếu suy nghĩ thì Bùi Đông Lai lại càng khẳng định điều này. Hắn chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang thiêu đốt lòng mình, làm cho máu hắn sôi trào lên. Diệp Cô Thành. 18 năm trước ông từng xuất lĩnh Long Nha đến bệnh viện vây công ta, ta từng nói với ông rằng, nếu ông đại biểu cho Diệp gia mà chết thì lão tử dùng một bàn tay sẽ bóp chết ông. Im lặng trong đại sảnh, giọng nói của Bùi Vũ Phu lại vang lên. Hôm nay, những lời này vẫn còn hiệu lực, ông vì ai mà đến? Thời gian dừng lại, hình ảnh đứng yên. Nếu ông đại biểu cho Diệp gia mà đến thì một tay của lão tử sẽ bóp chết ông. Những lời này của Bùi Vũ Phu giống như là ma pháp, không ngừng vang lên bên tai mọi người trong đại sảnh. Kinh ngạc, choáng váng, ngây người. Trừ Diệp Cô Thành và Bùi Vũ Phu ra thì toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều đứng nguyên tại chỗ, trừng to hai mắt há hốc mồm, vẻ mặt không tin tưởng nổi nhìn vào Diệp Cô Thành. Vẫn cứ như vậy mà nhìn vào, vẫn không có nhúc nhích. Thấy bộ dạng khinh thường của Bùi Vũ Phu thì trong đầu Diệp Cô Thành không khỏi hiện lên hình ảnh 18 năm trước. Ngày đó, mưa to như chút nước, bởi vì Diệp Vãn Tình sinh Bùi Đông Lai mà chết trên bàn mổ, điều này đã làm cho Diệp gia phẫn nộ, Diệp Cô Thành xuất lĩnh Long Nha đi vào bệnh viện, vây quanh phòng phẫu thuật. Cho đến ngày nay, Diệp Cô Thành vẫn nhớ rõ cảnh tượng hắn đi vào phòng phẫu thuật kia. Một màn kia giống như là đã khắc sâu vào trong lòng của hắn. Khi hắn mang thủ hạ tiến vào phòng phẫu thuật thì Vũ Thần người từng kiêu ngạo, đại náo Yên Kinh. Cuối cùng cướp đi đệ nhất mỹ nữ từ trong tay tứ đại thiếu gia của kinh thành đang quỳ trước giường, gắt gao nắm lấy cánh tay của Diệp Vãn Tình, rơi lệ. Thấy một màn kia thì Diệp Cô Thành không có hạ lệnh cho thủ hạ công kích Bùi Vũ Phu mà là lẳng lặng đứng thủ ở trước cửa phòng phẫu thuật. Diệp Cô Thành, nếu ông đại biểu cho Diệp gia mà chết thì lão tử dùng một bàn tay sẽ bóp chết ông. Ở trong lúc Diệp Cô Thành và thủ hạ đứng đợi trước phòng phẫu thuật thì Bùi Vũ Phu cũng không có lau đi những giọt nước mắt trên mặt mà đột nhiên đứng giật, nhìn vào Diệp Cô Thành. Lúc ấy, Bùi Vũ Phu vừa mới thốt lên xong thì thành viên của Long Nha liền nổi giận. Nhưng mà lúc ấy không đợi thành viên Long Nha động thủ, trên người Bùi Vũ Phu đã tràn ra một cỗ sát ý làm cho người ta không thể thở được. Cỗ sát ý này đã làm cho toàn bộ thành viên Long Nha lúc ấy đứng đơ lại, hai chân mềm nhũn ra. Là vì Vãn Tình mà đến. Đối mặt với sát ý của Bùi Vũ Phu thì Diệp Cô Thành trả lời một câu. Trong lòng tôi, mặc dù nó không cùng huyết thống nhưng nó vẫn là em gái của tôi. Tuy rằng,
tôi biết tôi không phải là đối thủ của ông nhưng tôi vì em gái của mình, tôi phải giáo huấn ông. Ngày đó, nói ra những lời này rồi Diệp Cô Thành ra lệnh cho thủ hạ của mình đi ra ngoài, kết quả là đám thành viên Long Nha lo lắng một mình đấu với Bùi Vũ Phu thì tương đương với chịu chết cho nên đã chống lại mệnh lệnh của Bùi Vũ Phu, đem họng súng nhắm vào Bùi Vũ Phu. Sau đó, ở cái nhìn chăm chú của mọi người, sát ý trên người Bùi Vũ Phu liền biến mất, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Mãi đến khi thành viên của Long Nha hiểu ra thì Bùi Vũ Phu bỗng nhiên huy trưởng, tự đoạn một chân của mình. Một màn kia, khiến cho mọi người rung động. Sau khi tự đoạn một chân, Bùi Vũ Phu không nói gì chỉ ôm lấy Diệp Vãn Tình rồi rời đi. Lúc ấy, đám người Diệp Cô Thành không có ngăn trở, bọn hắn tránh đường trơ mắt nhìn Bùi Vũ Phu kéo theo một chân, ôm Diệp Vãn Tình rời khỏi phòng phẫu thuật. Diệp Cô Thành vĩnh viễn cũng không quên được ngày nào đó. Ngày đó, hắn mất đi một người em gái của mình là Diệp Vãn Tình. Ngày đó, Diệp Cô Thành mới thật sự biết được thực lực chân chính của Bùi Vũ Phu. Hắn biết nếu Bùi Vũ Phu không trọng tình trọng nghĩa, áy náy ở trong lòng mà là đại khai sát giới thì hắn và toàn bộ thành viên Long Nha lúc ấy sẽ chết. Ở trước mặt Bùi Vũ Phu, ngay cả cơ hội nổ súng thì bọn hắn cũng không có. Lúc này, nghe Bùi Vũ Phu nói lại câu nói 18 năm trước thì Diệp Cô Thành nhớ lại sự việc năm đó. Mặc dù bây giờ Diệp Cô Thành không cảm nhận được một chút sát ý nào trên người của Bùi Vũ Phu nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, thực lực của Bùi Vũ Phu hôm nay đã đáng sợ hơn, cường đại hơn. Cô Thành, không cần bởi vì hắn từng ở chung một chỗ với Vãn Tình mà khiến cậu không đành lòng xuống tay. Diệp Cô Thành trầm mặc làm cho Diệp Thạch nghĩ đến cảm tình của Diệp Cô Thành dành cho Diệp Vãn Tình, hắn nói. Ngược lại, sở dĩ Diệp Vãn Tình đi sớm như thế là bởi vì tên mãng phu này. Hắn chẳng những hại chết Vãn Tình mà hôm nay hắn lại dẫn nghiệt chủng đến đây quấy rối, nhất định phải khiến hắn trả giá thật nhiều. Vũ Phu, trong lòng tôi trước có quốc, sau có gia. Không để ý đến Diệp Thạch, sắc mặt Diệp Cô Thành nghiêm túc nhìn vào Bùi Vũ Phu. Chỉ khi nào tổ quốc cần thì Long Nha mới xuất động. Hôm nay, tôi chỉ vì quốc, không vì gia. Tục ngữ có câu vì nước quên dân Vũ Phu. Năm đó tôi cảm thấy ông là một người anh hùng nên mới để ông đem Vãn Tình đi. Hôm nay, tôi vẫn cảm thấy rằng ông là một người anh hùng, tôi tin tưởng, ông sẽ không khiến chúng tôi phải khó xử. Nói xong, Diệp Cô Thành vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào Bùi Vũ Phu. Ông yên tâm, hôm nay tôi đến đưa lễ hỏi cho con trai của tôi, để con trai tôi mang con dâu về nhà. Việc vui mừng như vậy sẽ không phát sinh ra sự việc đổ máu gì cả. Bùi Vũ Phu lộ ra nụ cười ngây ngô. Nghe được Bùi Vũ Phu cam đoan, Diệp Cô Thành không nói gì nữa mà trực tiếp mang 8 thành viên Long Nha xoay người rời đi. Cô Thành, cậu có phải là người của Diệp gia không? Mắt thấy Diệp Cô Thành muốn đi, Diệp Thạch nổi trận lôi đình, trầm giọng quát. Bùi Vũ Phu giết tôi như giết gà. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Cô Thành cũng không dừng bước lại mà mở miệng chậm rãi. Giọng nói không lớn nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. Đồng dạng, chỉ cần hắn nguyện ý thì trước khi cứu binh đến đây hắn sẽ huyết tẩy cả nơi này rồi thoải mái rời đi. Dầm. Câu nói của Diệp Cô Thành giống như là một quả bom, nổ vang lên khắp đại sảnh làm cho mọi người trợn tròn mắt. Choáng váng sao? Đúng vậy. Đối với đám người Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn mà nói thì bọn hắn vẫn cho rằng 18 năm trước Diệp Cô Thành dẫn người Long Nha đi vây công Bùi Vũ Phu. Phế đi một chân của Bùi Vũ Phu rồi khiến cho Bùi Vũ Phu cút ra khỏi Yên Kinh. Mà hiện giờ, Diệp Cô Thành lại nói Bùi Vũ Phu có thể giết hắn như giết gà. Loại tương phản hoàn toàn này làm cho đám người Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn khiếp sợ, quả thật là không thể dùng từ nào để hình dung được. Dưới ánh đèn, bọn hắn há to miệng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn vào bóng lưng Diệp Cô Thành, cảm giác kia như đang hỏi, điều này sao có thể được? Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả 8 gã thành viên Long Nha phía sau cũng thất kinh hồn vía. Bọn hắn không tham gia vào chuyện 18 năm trước nhưng mà bọn hắn cũng biết được tin tức năm đó. Cho nên, ở bọn hắn xem ra sở dĩ Diệp Cô Thành không động thủ là bởi vì sợ liên lụy đến đám người Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn ở bên cạnh, sẽ khiến cho quốc gia bị ảnh hưởng. Hiện giờ, nghe được Long Vương Diệp Cô Thành nói ra Bùi Vũ Phu giết tôi như giết gà thì sự rung động trong lòng bọn hắn so với đám người Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn lại càng rung động hơn. Không thể dùng ngôn từ nào để hình dung được sự rung động trong lòng bọn hắn làm cho bọn hắn không kìm lòng được mà quay đầu lại, nhìn vào nam nhân một chân kia.
bọn hắn thật sự muốn biết thực lực của nam nhân cai đã đạt đến trình độ nào mới khiến cho Long Vương nói ra những lời như vậy. Bá! Cùng lúc đó, toàn bộ thành viên của hai nhà Diệp Tần cũng thất kinh nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Tần Hồng Sơn, hẳn là ông nên đợi Bùi gia xuất ra lễ hỏi rồi mới làm quyết định. Nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của từng người, Bùi Vũ Phu đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hồng Sơn. Bởi vì ông ngu xuẩn nên mới khiến cho Tần gia vĩnh viễn mất đi cơ hội đứng ở trên đỉnh của nước Cộng Hòa. Két! Bùi Đông Lai nói xong những lời này, cửa đại sảnh đã bị người khác đẩy ra. Lễ hỏi của Bùi gia đến đây. Bởi vì nghe được sự thật 18 năm trước từ trong miệng của Diệp Cô Thành nên thành viên của hai nhà Tần Diệp đều khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, nỗi khiếp sợ trong lòng của mọi người lại khác nhau. Ở trong lòng thành viên của đời thứ tư và một ít thành viên đời thứ ba của hai nhà Tần Diệp thì hành động của Bùi Vũ Phu chỉ có thể dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung, nếu không có gì bất ngờ thì Tần Đông Tuyết sẽ bị cha con Bùi gia mang đi, hai nhà Tần Diệp sẽ mất hết mặt mũi. Mà đối với Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch và đám lão nhân đã lui xuống, thậm chí thành viên trung tâm của hai nhà Tần Diệp thì tuy rằng Bùi Vũ Phu đã bức bách Diệp Cô Thành, làm cho Diệp Cô Thành và quân bài Long Nha trong tay hắn bại, chủ động rời đi. Nhưng mà, đối với quốc gia Trung Quốc cùi chó như thế này, chỉ lấy quan chức làm tối thượng thì Bùi Vũ Phu muốn phá hư buổi lễ đính hôn hôm nay cũng không dễ gì. Dù sao, nếu việc Bùi Vũ Phu dùng vũ lực cướp đi Tần Đông Tuyết truyền ra ngoài thì thanh danh của Bùi gia cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Ngược lại, còn có thể bị quan trên nói là cường đạo, mang tiếng ác ở trên người. Như vậy, tuy rằng bọn hắn bị Bùi Vũ Phu làm cho tức giận nhưng mà bọn hắn cũng không nhận thua, mà là đợi thế lực ẩn giấu của Bùi Vũ Phu trồi lên mặt nước. Ở hắn xem ra, thực lực ẩn giấu của Bùi Vũ Phu mới là quyết định quan trọng trong lần giao phong lần này. Bá! Lại nghe cửa đại sảnh mở ra, trừ Bùi Vũ Phu và Bùi Đông Lai ra thì toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía trước. Lúc này đây, đẩy cửa ra là một nam nhân trung niên. Sau khi mở cửa ra thì nam nhân trung niên lui về phía sau từng bước, để người phía sau đi vào. Cùng lúc đó, mọi người đều thấy rõ người đến. Ách! Thấy người đi ở đằng trước thì không riêng gì thành viên hai nhà Tần Diệp, mà ngay cả Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch cùng với mấy vị lão nhân đã lui xuống cũng bị sợ ngây người. Bởi vì, cho dù lúc nãy Bùi Vũ Phu không nói câu kia thì các vị này cũng sẽ không tới đây. Thậm chí, bọn hắn có đủ lý do để tin rằng, mặc dù đây là buổi lễ kết hôn của DVT và Tần Đông Tuyết thì những vị này cũng không tự mình tham gia tiệc cưới. Nhiều lắm cũng chỉ là gọi điện đến chúc mừng, nếu hơn nữa thì cũng thầm đến thăm hai nhà Tần Diệp rồi chúc mừng mà thôi. Sở dĩ là như vậy là bởi vì thân phận của bọn họ quá hiển hách. Trong bọn họ, trừ mấy vị đại lão đứng ở trên đỉnh quyền lực giống với Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn ra thì còn có mấy vị đại lão mặc dù đã lui xuống tuyến hai nhưng mà vẫn có ảnh hưởng đến hướng đi của Trung Quốc. Có thể nói không khoa trước chút nào, trừ Tiêu gia ta thì toàn bộ các vị đại lão đến đã đến đây. Là vì Bùi gia mà đến. Điều này đã làm cho toàn bộ thành viên hai nhà Tần Diệp rung động hơn câu nói Bùi Vũ Phu giết tôi như giết gà của Diệp Cô Thành. Thấy vị đại lão số một dẫn đầu đoàn người đi vào đại sảnh thì Quý Hồng và Bùi Đông Lai cũng bị cả kinh. Mặc dù bọn hắn biết được lúc này Bùi Vũ Phu sẽ vận dụng thế lực của mình nhưng mà một màn này cũng khiến hai người bọn họ trợn tròn mắt, há hốc mồm. Hai người bọn họ không kìm lòng được mà quay đầu nhìn vào Bùi Vũ Phu. Thấy được ánh mắt khiếp sợ và nghi hoặc của Quý Hồng và Bùi Đông Lai thì Bùi Vũ Phu chỉ cười cười, cảm giác giống như tất cả chuyện này không đáng để nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới sao? Khiếp sợ qua đi, toàn bộ thành viên của nhà Tần Diệp liền đem ánh mắt thu lại. Rồi nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Lúc này đây, trong ánh mắt của bọn hắn không còn vẻ phẫn nộ nữa. Mà thay vào đó là kính sợ. Mà thân là người cầm quyền của Tần gia Tần Hồng Sơn lại cảm thấy được câu nói trước kia của Bùi Vũ Phu thật sự quá buồn cười. Ở hắn xem ra, cho dù thủ trưởng số 1 cũng không có tư cách nói để cho Tần gia đứng vào đỉnh quyền lực A. Dù sao, thì một gia tộc hoặc một người muốn đứng ở trên đỉnh quyền lực thì cũng cần những người khác. Gia tộc khác gật đầu đồng ý. Căn bản không thể vì một câu nói của một người nào đó mà có thể làm được. Nhưng mà, giờ phút này thấy được cảnh tượng trước mắt. Tần Hồng Sơn một trận hết hồn, càng nhiều hơn là hối hận. Đúng vậy, hắn hối hận.
tuy rằng hắn không biết Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì mà có thể để cho các vị đại nhân vật này đi đến đây, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết nếu hắn không nóng vội làm ra quyết định với Diệp gia, mà là đợi chờ Bùi Vũ Phu xuất ra lễ hỏi, như vậy lấy thực lực của Bùi gia và thực lực hiện có của Tần gia thì Tần Tranh hoàn toàn có khả năng bước lên đỉnh của quyền lực. Lúc ấy, Tần gia sẽ trở thành một gia tộc đệ nhất của nước Cộng Hòa. Lúc này, khi Tần Hồng Sơn cảm thấy hối hận thì trên mặt của Diệp Thạch cũng đã tái xanh, nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Tuy rằng hắn và Tần Hồng Sơn giống nhau, cũng không biết vì sao Bùi Vũ Phu lại có thể khiến cho mấy vị đại lão này xuất hiện ở đây. Nhưng mà hắn lại rõ ràng, những người này đối với Diệp gia mà nói thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt, thậm chí sẽ khiến cho Tần gia mất đi mặt mũi. Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh liền trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng bước chân của mấy vị đại nhân vật kia. Trong đại sảnh, trong lòng toàn bộ thành viên của nhà Tần Diệp đang hỏi, rốt cuộc là Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì mới có thể làm được tất cả những chuyện này? Không trả lời. Ở cái nhìn chăm chú của mọi người, lấy vị thủ trưởng số 1 dẫn đầu, đi phía sau là Cổ Bồi Nguyên, Miêu Lão Gia Tử cùng với Cô Độc Phong Ảnh dẫn đầu mấy vị gia chủ của các đại thế gia võ học, đi về phía Bùi Vũ Phu. Bá! Thủ trưởng, tốt! Diệp Cô Thành cũng bị đoàn người đi đến làm cho kinh sợ, nhưng mà thân là thủ lĩnh của Long Nha, được xưng là Long Vương thì tâm lý của hắn đã vượt xa thường nhớ. Ngắn ngủi khiếp sợ tối qua, hắn liền cúi chào, vấn an thủ trưởng số 1. Bá! Thủ trưởng, tốt! Tám gã thành viên Long Nha như ở trong mộng tỉnh dậy, vội vàng cúi chào. Mọi người đi ra ngoài đi! Thủ trưởng số 1 trả lễ. Giọng nói hờ hững nhưng mà làm cho người ta có một loại cảm giác không thể cãi lệnh. Vâng, thủ trưởng. Diệp Cô Thành liền lĩnh mệnh, sau đó mang theo 8 gã thành viên Long Nha rời đi. Sau đó, trên đường đi lên, thủ trưởng số 1 cũng đã gặp thoáng qua Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch, âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó mang theo mọi người đi đến trước mặt Bùi Vũ Phu. Thấy mấy vị này thì cho dù Tần Đông Tuyết xuất thân từ Tần gia cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng không ngờ rằng thế lực chân chính của Bùi Vũ Phu lại có thể lay động được hai đại gia tộc Tần Diệp. So sánh với Tần Đông Tuyết mà nói thì rung động trong lòng Tiểu Ái Linh chỉ nhiều hơn chứ không ít. Cậu đã gọi tôi một tiếng gì như vậy, tôi cũng gọi cậu là Đông Lai. Đông Lai, tôi đã từng nghe Đông Tuyết nói qua cậu là một con người vĩ đại hoàn toàn xứng với nó, thậm chí nói về năng lực cá nhân thì cậu còn tốt hơn so với Diệp Tranh Vanh. Nhưng mà, Đông Lai... Cậu nên biết muốn trở thành chồng của Đông Tuyết thì chỉ lấy năng lực cá nhân thôi là không đủ. Nghĩ đến những lời nói trước đây mình nói với Bùi Đông Lai thì nàng chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình tát vào mặt nàng làm cho khuôn mặt của nàng trắng bệch, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cùng lúc đó, nàng liền đem ánh mắt nhìn về Diệp Tranh Vanh. Ngay sau đó, nàng thấy được khuôn mặt anh Tuấn của Diệp Tranh Vanh đã không còn vẻ kiêu ngạo. Không còn điểm khinh thị đối với Bùi gia nữa là khiếp sợ cùng sợ hãi. Thân là nhân vật chính của buổi lễ đính hôn hôm nay thì Diệp đại thiếu gia Diệp Tranh Vanh run lên, cả người giống như là bị điện giật vậy. Hắn rất muốn hét lớn lên rằng tất cả chuyện này đều là ảo giác, tất cả chuyện này không hợp với lẽ thường, nhưng mà thấy mấy vị đại lão đứng trước Bùi Vũ Phu thì lý trí nói cho hắn biết hết thảy mọi chuyện đều là sự thật. Vũ Phu, vị này là con của cậu à? Dừng bước lại. Thủ trưởng số 1 cũng không có để ý đến đám người Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch mà là nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai, cười hỏi. Đối mặt với câu hỏi của vị thủ trưởng số 1, Bùi Vũ Phu cười ngây ngô, nói. Ừ, đây là con trai, còn đây là con dâu. Lời kia của Bùi Vũ Phu vừa mới thốt lên thì thành viên của Tần gia liền vui sướng. So sánh với thành viên Tần gia mà nói thì toàn bộ thành viên Diệp gia đều căng thẳng. Bọn hắn ngừng thở, trừng to mắt. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thủ trưởng số 1, chờ thủ trưởng số 1 mở miệng. Mặc dù trong lòng bọn hắn đã biết được thắng bại trong cuộc tỉ thí ngày hôm nay, nhưng mà bọn hắn vẫn ôm tâm lý hy vọng ảnh hưởng của Diệp gia mà khiến cho thủ trưởng số 1 thay đổi quyết định. Rất xứng đôi. Thủ trưởng số 1 mỉm cười, nói ra ba chữ, cũng đã biểu lộ thái độ của đoàn người mình. Bá! Nghe thủ trưởng số 1 nói như thế thì sắc mặt toàn bộ thành viên Diệp gia đều biến đổi. Trong đó Diệp Tranh Vanh giống như là bị tát mấy trăm cái vào mặt vậy, niềm kiêu ngạo của hắn đã bị đập nát, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa là lăn ngã xuống đất. Sau đó hắn dùng lực cắn vào lưỡi mình một cái,
dưới sự đau đớn này thì ý nghĩ của hắn đã thanh tỉnh lại một ít. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ông nội của mình. Hắn biết, lúc này, chỉ có Diệp Thạch mới có thể thay đổi thế cục mà thôi. Lúc này đây, sắc mặt Diệp Thạch đã trở nên âm trầm, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Trong con người lóe lên tinh quang dường như hắn đã quyết định một điều nào đó. 2S sau, hắn bước lên, hướng về vị thủ trưởng số 1. Bá! Khi Diệp Thạch bước chân đi lên thì toàn bộ mọi người đều không kìm lòng được mà nhìn về phía Diệp Thạch. Vừa rồi, thủ trưởng số 1 nói một lời đơn giản như thế nhưng cũng đã biểu lộ thái độ của mình mà các vị đại lão, lão nhân bên cạnh cũng tỏ rõ lập trường. Lúc sau, Diệp Thạch lại bước lên đi tới thủ trưởng số 1, điều này làm cho mọi người ý thức được cái gì. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân của Diệp Thạch. Một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng, Diệp Thạch cũng đã bước đến trước mặt thủ trưởng số 1. XXX, các vị đến đây cũng không thông báo một tiếng. Cũng may tôi cùng lão Tần kịp nghênh đón các vị. Dừng bước lại, Diệp Thạch liền vấn an thủ trưởng số 1, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như muốn dùng phương thức này để chứng minh cái gì. Đến lúc làm ra quyết định thì chưa kịp thông báo cho mọi người biết. Thủ trưởng số 1 ảm đạm cười, lời nói thật khó hiểu, cố gắng nhắc nhở Diệp Thạch cái gì đó. Quả nhiên, nghe được thủ trưởng số 1 nói như thế thì Diệp Thạch trầm mặc, ánh mắt lóe lên dường như đang suy nghĩ đến Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì mà có thể khiến cho thủ trưởng số 1 cùng các vị đại lão đi đến đây. Nhưng mà, Diệp Thạch vắt hết óc cũng không nghĩ ra được. Lão Diệp, chuyện giữa nhà đầu Tần gia và Diệp Tranh Vanh thì tôi cũng có nghe qua. Mắt thấy Diệp Thạch không lên tiếng, thủ trưởng số 1 trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Lão Diệp A. Hiện tại người trẻ tuổi cũng không giống với chúng ta trước đây. Bọn nó được tự do yêu đương, tục ngữ có nói dưa xanh hái không ngọt, nếu nhà đầu Tần gia không muốn cùng Tranh Vanh nhà ông ở chung một chỗ thì ông cùng lão Tần cũng đừng nên ép buộc nữa. T. Nghe thủ trưởng số 1 nói như thế thì Diệp Thạch tức giận đến hít vào một hơi, những thớ thịt trên khuôn mặt hơi run lên. Hỗn đến vị trí này thì so với bất kỳ kẻ nào bọn hắn đều rất rõ ràng. Hai đại thế gia đám hỏi là đại biểu cho cái gì, mà thủ trưởng số 1 lại nói cái gì là tự do yêu đương, dưa xanh hái không ngọt, điều này đã tỏ ra lập trường của hắn, hơn nữa cũng đã tát một bạt tai vào mặt hắn. XXX, ngài nói không sai. Tức giận rất nhiều nhưng Diệp Thạch không có biểu hiện ra ở trên mặt mà thản nhiên. Vì hạnh phúc của bọn nhỏ ngày sau mà người làm trưởng bối như chúng ta đây cần phải quan tâm đến, hy vọng ngài thông cảm cho nỗi khổ tâm của tôi cùng với lão Tần. Nghe được Diệp Thạch nói như thế thì thủ trưởng số 1 nhíu mày lại, mà mấy vị đại lão, lão nhân bên cạnh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào Diệp Thạch. Hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu được, đứng càng cao thì cần phải cân bằng lại các thế lực tranh đấu cũng phải yên lặng tuân thủ quy tắc này. Đối với việc này, bọn hắn đều rõ ràng, tuy thủ trưởng số 1 đã tỏ thái độ lập trường nhưng Diệp Thạch không cam lòng. Tuy rằng điều này đã khiến cho thủ trưởng số 1 không thoải mái. Nhưng mà quy tắc cân bằng lấy thủ trưởng số 1 dẫn đầu thì bọn hắn vì đại cũng không có khả năng vạch mặt với Diệp gia. Lão Diệp, lời của ông cũng không sai. Trầm ngâm một lát, thủ trưởng số 1 cười cười, nói. Như vậy đi, chúng ta hỏi thử lão Tần, nghe một chút ý kiến của lão ấy. Lộp bộp, nghe thủ trưởng số 1 nói như vậy thì trong lòng Tần Hồng Sơn chấn động, sau đó bước nhanh đi lên phía trước. Trong lúc bước đi, Tần Hồng Sơn có thể cảm nhận được ý tứ trong mắt của Diệp Thạch và thủ trưởng số 1, hắn rõ ràng, quyết định này của hắn sẽ đại biểu cho cái gì của Tần gia sau này. Thậm chí ở hắn xem ra, sự việc hôm nay thậm chí là có khả năng đến vận mệnh cùng xu thế của tung cầu trong tương lai. XXX. Rất nhanh, Tần Hồng Sơn đã đến trước người thủ trưởng số 1 rồi vấn an. Lão Tần, ông muốn cho Tần nha đầu cùng với Tranh Vanh ở chung một chỗ. Hay là muốn cho Tần nha đầu cùng con của Vũ Phu là Đông Lai ở chung một chỗ? Mắt thấy Tần Hồng Sơn đứng lại, thủ trưởng số 1 liền hỏi ngắn gọn. Thủ trưởng số 1 vừa hỏi xong thì trừ Tần Hồng Sơn và Diệp Thạch ra thì toàn bộ thành viên hai nhà Tần Diệp đều căng thẳng. Hiển nhiên, bọn hắn đều rõ ràng, quyết định của Tần Hồng Sơn sẽ đại biểu cho cái gì? Két! Đột nhiên, cửa đại sảnh lại bị đẩy ra. Ách! Lại nghe tiếng mở cửa. Trừ Bùi Đông Lai đã biết rõ ra thì toàn bộ mọi người đều nhìn về phía trước cửa. Ngay sau đó, lão nhân của Tiêu gia,
công thần khai quốc của nước Cộng hòa được Tiêu Nam đỡ lấy, mang theo nhân vật số 2 trong quân đội là Tiêu Nguyên Thanh xuất hiện ở trước cửa. Mặc dù thấy đám người thủ trưởng số 1 đến đây đã làm cho thành viên hai nhà Tần Diệp rung động thật lớn. Nhưng mà lúc này nhìn thấy lão nhân kia, người tranh giành thiên hạ, chứng kiến Trung Quốc quật khởi, lấy trí tuệ và máu của mình để khiến Tiêu gia quật khởi, để Tiêu gia trở thành một trong 4 đại gia tộc ở nước Cộng hòa thì vô luận là Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch, hay thành viên của hai nhà Tần Diệp cũng run rẩy. Ngoài ra, đoàn người của thủ trưởng số 1 thấy được vị lão nhân có lực ảnh hưởng lớn nhất trong quân đội xuất hiện thì sắc mặt của bọn họ cũng hơi đổi. Đồng thời dư quang nhìn về phía Bùi Vũ Phu, giống như đang muốn hỏi Bùi Vũ Phu, vì sao không nói cho bọn họ biết, lão thái gia của Tiêu gia cũng tới. Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Tiêu lão thái gia là bị Bùi Vũ Phu mời xuống núi. Thấy được ánh mắt của đám người thủ trưởng số 1, Bùi Vũ Phu cười khổ không thôi. Hắn không có mời Tiêu lão thái gia tới à. Cười khổ rất nhiên, Bùi Vũ Phu liền nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì trong tay hắn có một lá bài tẩy quan trọng, hắn muốn dùng là bài tẩy này để được Tiêu gia ủng hộ. Nhưng mà ngay đó chưa đợi hắn lộ ra con bài tẩy thì Tiêu lão thái gia đã chủ động ra mặt giúp hắn, khiến cho hắn theo bản năng cho rằng Bùi Vũ Phu đã âm thầm ra mặt. Lúc này, thấy được Bùi Vũ Phu nhìn mình thì trong lòng Bùi Đông Lai cũng đầy nghi hoặc rất nhiều, hắn cũng chỉ cười khổ. Sau đó, không đợi thành viên hai nhà Tần Diệp lấy lại tinh thần thì thủ trưởng số 1 đã bước đi, hướng Tiêu lão thái gia đi tới. Mắt thấy thủ trưởng số 1 bước lên thì Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch, gia chủ Bạch gia là Bạch Hà Sầu cùng các vị đại lão cũng đi theo. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Tần Hồng Sơn vẫn khiếp sợ, mà vẻ mặt Diệp Thạch cùng với những lão nhân ủng hộ Diệp gia lại càng trở nên ngưng trọng. Nguyên bản, khi đám người thủ trưởng số 1 xuất hiện thì đã khiến cho bọn họ có chút chống đỡ không nổi. Hiện giờ thấy Tiêu lão thái gia mang theo Tiêu Nguyên Thanh đến đây thì vô luận là Diệp Thạch hay là những lão nhân ủng hộ Diệp gia liền không cam lòng. Trong đầu bọn hắn chỉ có một suy nghĩ, Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì, chẳng những khiến cho thủ trưởng số 1 và các đại nhân vật, ngay cả vị Tiêu lão thái gia, người không hỏi thế sự này cuối cùng lại ra mặt làm chỗ dựa cho Bùi Đông Lai. Lão thủ trưởng, tại sao ngài tới đây? Không đợi đám người Diệp Thạch nghĩ ra nguyên nhân, thủ trưởng số 1 vấn an Tiêu lão thái gia, giọng nói vô cùng cung kính. Xảy ra sự việc quan trọng như thế này mà các ông lại không cho ta biết. Các ông không biết xấu hổ khi phải hỏi ta câu này ư? Tiêu lão thái gia tức giận, nói. Đối mặt với chất vấn của Tiêu lão thái gia, thủ trưởng số 1 lộ ra vẻ xấu hổ, cười khổ nói. Tôi đây không phải là không muốn kinh động đến lão nhân gia ngài sao? Quên đi. Tiêu lão thái gia khoát tay áo, nói. Hôm nay ta đến đây là bởi vì từng hứa với tiểu tử Bùi gia một lời hứa. Nghe Tiêu lão thái gia nói thế thì tất cả mọi người lại càng khẳng định Tiêu lão thái gia đến đây là vì Bùi gia. Nhưng mà bọn hắn không biết được bí mật Tiêu lão thái gia đến đây không phải là do Bùi Vũ Phu mời đến. Trong đám người, Tần Hồng Sơn là người hối hận nhất. Nếu như trên thế giới này mà có bán thuốc hối hận thì hắn sẽ không mù quáng mà đáp ứng Diệp gia, đem Tần Đông Tuyết gả cho Diệp Tranh Vanh. Mà là hắn sẽ đợi cho Bùi Vũ Phu đem những con bài chưa lật mở lên. Hoặc là nói nếu hắn biết thế này thì hắn sẽ đem Tần Đông Tuyết gả cho Bùi Đông Lai. Chỉ là, trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Một bước sai, từng bước sai. Dùng lời nói của Bùi Vũ Phu thì chỉ vì Tần Hồng Sơn ngu xuẩn nên mới khiến cho Tần gia mất đi cơ hội đứng ở trên đỉnh quyền lực của nước Cộng Hòa. Tần Hồng Sơn hối hận, còn Diệp Thạch lại lộ ra vẻ lo lắng. Tuy rằng hắn không biết Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì để mời được những người này. Tuy rằng hắn không tin Bùi Vũ Phu có thể thuyết phục những người này động thủ với Diệp gia, nhưng mà dường như hắn đã đắc tội với thủ trưởng số 1 cùng với các vị đại lão khác, mà giờ phút này, Tiêu lão thái gia cũng ra mặt làm chỗ dựa cho Bùi gia. Cho nên, giờ phút này cái suy nghĩ không ai dám động thủ với Diệp gia trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút dao động. Sau đó, Tiêu lão thái gia được Tiêu Nam đỡ lấy đi vào trong đại sảnh. Tần nha đầu, cháu có nguyện ý gả cho Đông Lai không? Dừng bước lại, Tiêu lão thái gia liền hỏi thẳng vào vấn đề. Nghe được Tiêu lão thái gia hỏi như thế, nhìn vào các vị đại lão của Tiêu lão thái gia trước mặt thì Tần Đông Tuyết có cảm giác như mình đang ở trong mơ, nhất thời quên trả lời. Bùi Đông Lai thấy thế thì âm thầm nắm chặt tay Tần Đông Tuyết. Cảm nhận được lực lượng trên tay Bùi Đông Lai truyền đến, Tần Đông Tuyết ở trong mộng tỉnh lại.
nàng biết những người trước mặt đây là chỗ dựa của Bùi Đông Lai. Đồng ý. Hiểu được điểm này thì Tần Đông Tuyết có chút kích động, nàng giống như con gà mổ thóc mà gật đầu. Tiểu tử Diệp gia, Tần nha đầu đã không muốn cùng cậu ở chung một chỗ, cậu vẫn còn muốn quấn chặt lấy nó sao? Nghe Tần Đông Tuyết trả lời thuyết phục thì Tiêu lão thái gia lại đem ánh mắt ném về Diệp Tranh Vanh đứng cách đó không xa, mở miệng hỏi. Đông. Không trả lời. Vị Diệp gia đại thiếu, người được Diệp gia bồi dưỡng kia liền cảm thấy trước mặt tối sầm, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Bị hù. Đối với Diệp Tranh Vanh mà nói thì từ nhỏ hắn đã được người trong nhà rèn luyện, giáo huấn. Sau này cũng đã sáng lập ra Hồng Kinh hội. Tất cả chuyện này khiến cho Diệp đại thiếu gia Diệp Tranh Vanh có tố chất tâm lý vượt xa người thường. Đi theo Diệp Thạch bước vào đại sảnh, thấy Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết tay trong tay, ở chung một chỗ. Nghe được Diệp Cô Thành chính miệng nói ra Bùi Vũ Phu giết ta như giết một con gà. Thấy được một đám đại nhân vật bởi vì Bùi Vũ Phu mà xuất hiện ở đây làm chỗ dựa cho hắn. Bởi vì có một trái tim kiên cường nên đối mặt với ba lần đả kích khi nãy. Tuy rằng hắn khó có thể thừa nhận nhưng mà nó vẫn rơi xuống đầu của hắn. Nhưng mà, tâm lý của hắn đã đến mức cực hạn. Giờ phút này, câu nói của Tiêu lão thái gia đã khiến cho trái tim kiên cường của Diệp Tranh Vanh hỏng mất, hắn liền ngã xuống đất. Tranh Vanh, mắt thấy Diệp Tranh Vanh ngã xuống đất thì vợ chồng Diệp Cấm liền bước lên đỡ hắn. Rất nhanh, vợ chồng Diệp Cấm đã đỡ hắn dậy. Thật xin lỗi, Tiêu lão thái gia. Thân thể của Tranh Vanh gần đây có chút không khỏe cho nên mới té xỉu. Sau khi được vợ chồng Diệp cấp đỡ dậy, tuy rằng sắc mặt của Diệp Tranh Vanh có chút trắng bệch nhưng mà cả người hắn đã thanh tỉnh rất nhiều. Trước tiên hắn cúi đầu chào Tiêu lão thái gia một cái thật sâu, sau đó nói tiếp. Nếu Đông Tuyết không muốn cùng ở chung một chỗ với cháu thì cháu sẽ tôn trọng ý kiến của nàng. Cũng chúc nàng được hạnh phúc. Nghe được Diệp Tranh Vanh nói những lời như thế thì trong lòng Bùi Đông Lai liền cảnh giác. Ở hắn xem ra, trong một thời gian ngắn như vậy mà Diệp Tranh Vanh đã lấy lại được tinh thần thì tuy rằng mặt ngoài không có gì khác nhưng mà lòng dạ của hắn thật không thể so sánh với người thường được. Mà đối với Diệp Thạch, lúc này nghe được Diệp Tranh Vanh nói như thế thì vẻ mặt liễn giãn ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tiểu Tân, Tiểu Diệp, nếu người trẻ tuổi đã không có ý kiến thì các cậu cũng không có ý kiến chứ. Nghe Diệp Tranh Vanh trả lời như thế thì Tiêu lão thái gia liền hỏi Tần Hồng Sơn và Diệp Thạch. Bẩm Tiêu thúc, cháu tôn trọng lựa chọn của bọn nhỏ. Tần Hồng Sơn liền đáp. Tiêu thúc, cháu cũng tôn trọng lựa chọn của bọn nhỏ đồng thời cũng chúc phúc cho Tần nha đầu và Đông Lai. Diệp Thạch cũng mỉm cười gật đầu, khi nhắc đến hai chữ Đông Lai thì giọng nói của hắn khiến cho người ta có cảm giác hiền hòa. Cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai là cháu ngoại của hắn vậy. Tốt. Mọi người đã không có ý kiến thì như vậy hôm nay ta cũng cậy già mà lên mặt một lần. Đứng làm chủ của buổi lễ đính hôn của Đông Lai và Tần nha đầu. Nghe Tần Hồng Sơn và Diệp Thạch trả lời như thế thì Tiêu lão thái gia cười a nói. Nghe được Tiêu lão thái gia nói như thế thì Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn và những vị đại lão cũng cười lên. Mà thành viên của hai nhà Tần Diệp đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nhất là thành viên Diệp gia. Hôm nay bọn hắn đến đây là tham gia buổi lễ đính hôn của Tần Đông Tuyết và Diệp Tranh Vanh. Hiện giờ lại thấy cảnh đính hôn của Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết, đây quả thật là điều khiến cho bọn hắn khó chịu. Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, bọn hắn đều biết được việc đến nước này rồi thì đại cục đã định, không thể thay đổi. Sau đó, dưới sự chứng kiến của thành viên hai nhà Tần Diệp cùng với toàn bộ các vị đại lão, dưới sự chủ trì của Tiêu lão thái gia thì Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai đã tiến hành nghi thức đính hôn ngắn gọn. Đông Lai, từ này về sau Tần nha đầu là vị hôn thê của cậu. Thân là nam nhân thì cậu phải biết yêu thương nó, nhường nhịn nó. Trong đại sảnh, Tiêu lão thái gia làm chủ trì cười ha ha. Tần nha đầu, cháu cũng phải quan tâm, ủng hộ đến Đông Lai. Ta chúc hai cháu được hạnh phúc. Cảm ơn Tiêu lão thái gia làm chủ trì. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết tay trong tay, cúi đầu cảm ơn. Bành bạch. Cùng lúc đó, trong đại sảnh liền vang lên tiếng vỗ tay. Lúc này đây, vẻ mặt của Diệp Tranh Vanh nhân vật chính của ngày hôm nay vô cùng bình tĩnh nhưng mà những thớ thịt trên mặt hắn đã run lên, điều này đã bán đứng nội tâm của hắn. Hơn nữa hai bàn tay của hắn cũng gắt gao nắm chặt vào nhau, cánh tay nổi lên cả gân xanh. Sau khi nghi thức đính hôn kết thúc, cho dù là Tiêu lão thái gia hay các vị đại lão cũng không có tham gia tiệc rượu,
mà là sôi nổi cáo từ rồi rời đi. Chờ sau khi mấy vị đại lão đi hết thì toàn bộ thành viên của Diệp gia giống như là đám lính bại trận, vẻ mặt người nào người này cũng buồn bã mà rời khỏi đại sảnh. Sau khi bọn hắn rời đi, cả đại sảnh to lớn như vậy chỉ còn lại người của Tần gia, Cổ Bồi Nguyên, Miêu lão gia tử, Cô Độc Phong Ảnh cùng với các gia chủ của các thế gia võ học. Lúc này đây, vẻ mặt của đám người Tần gia vô cùng xấu hổ. So ra mà nói thì vẻ xấu hổ trên mặt vợ chồng Tần Tranh lại hiện ra rõ ràng hơn. Bọn hắn không biết nên mở miệng nói thế nào với cha con Bùi gia. Tần Yến là người duy nhất ủng hộ Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ở chung một chỗ. Đối với lần này, trên mặt nàng không lộ ra một chút xấu hổ nào mà đó chính là sự vui sướng. Vui sướng rất nhiều, nàng cũng phát hiện được không khí có chút xấu hổ nên cười nói. Cha, anh, chị dâu, Bùi đại ca, nghi thức đính hôn cũng đã kết thúc rồi. Tiếp theo, em đi gọi người ta mang thức ăn lên nhé. Được. Tần Hồng Sơn gật gật đầu. Phú phu, năm đó trên tình trường tôi đã thua ông. Hôm nay con gái của tôi lại bị con của ông lừa gạt vào lòng, tôi thua khâm phục khẩu phục, một lát nữa rượu lên, tôi sẽ uống 3 ly. Sau khi ngồi xuống, Tần Tranh thấy không khí có chút xấu hổ thì chủ động mở miệng, nhìn thoáng qua thì trông giống như là những lời nói đùa nhưng trên thực tế là đang giải thích. Được. Bùi Vũ Phu cười, dường như không để ý đến mọi chuyện đã phát sinh lúc nãy. Vũ Phu, tôi biết ông là một người rộng lượng, một lát nữa. Người của Tần gia sẽ lần lượt mời rượu ông cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Tần Tranh vui đùa nói, lúc mở miệng thì khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn vào Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu biết được Tần Tranh đang dùng phương thức này để thăm dò Bùi Vũ Phu có tha thứ cho hành động của Tần gia hay không. Bùi Vũ Phu nghe thế thì vẫn cười. Ai đến cũng không từ chối. Nghe được Bùi Vũ Phu nói thế thì Tần Hồng Sơn, vợ chồng Tần Tranh, đám người Tần Phong liền thở phào một hơi. Ở bọn hắn xem ra, mặc kệ sau này Bùi Vũ Phu có ủng hộ Tần gia hay không. Ít nhất bây giờ Bùi Vũ Phu sẽ không nhắm vào Tần gia. Giống như xác minh suy đoán của bọn hắn, sau khi rượu và thức ăn được đưa lên thì không đợi Tần Tranh tự phạt 3 chén, Bùi Vũ Phu đã chủ động hướng Tần Hồng Sơn mời rượu. Tần lão, sau này chúng ta là thông gia, ta mời ngài 1 ly, chúc ngài thọ bỉ Nam Sơn. Cảm ơn. Thấy Bùi Vũ Phu chủ động mời rượu. Tần Hồng Sơn liền cười to, nói. Vũ Phu, sau này chúng ta là người một nhà, Tần gia chính là nhà của cậu cùng Đông Lai, hai người thường về nhà thăm một chút. Nghe được Tần Hồng Sơn nói những lời như thế, nghĩ đến cảnh lúc nãy một mình bước vào đây. Mặc dù Bùi Đông Lai đã biết được nhà đế vương vô tình cùng bợ đỡ nhưng mà trong lòng vẫn cười khổ không thôi. Hắn cũng nhớ lại một câu, trên thế giới này không có bằng hữu vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Dường như đã nhận ra tâm tình của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết liền cầm lấy bàn tay của Bùi Đông Lai, đưa cho Bùi Đông Lai một ánh mắt xin lỗi. Bùi Đông Lai mỉm cười, viết trên lòng bàn tay Tần Đông Tuyết vài chữ, không sao. Sau khi viết xong thì Bùi Đông Lai phát hiện được trên mặt Tần Đông Tuyết đã ửng đỏ. Bùi Vũ Phu kính Tần Hồng Sơn một chén rượu xong thì liền cùng vợ chồng Tần Tranh uống hết 1 ly, Tần Tranh chủ động tự phạt 3 chén sau đó mời cùng ly cùng Bùi Vũ Phu. Tần gia gia, Đông Lai cũng kính ngài 1 ly. Chúc gia gia mạnh khỏe, thọ bỉ Nam Sơn. Mắt thấy Bùi Vũ Phu không muốn mời rượu mình thì Tần Phong định mời rượu Bùi Vũ Phu nhưng mà chưa đợi hắn mở miệng nói ra thì Bùi Đông Lai đã bưng ly rượu lên, đi đến trước mặt Tần Hồng Sơn. Cảm ơn Đông Lai, gia gia cũng chúc cho cháu và Đông Tuyết ân ân ái ái, đến răng long đầu bạc. Đối mặt với Bùi Đông Lai mời rượu, Tần Hồng Sơn giống như là đã quên mọi chuyện lúc nãy. Vẻ mặt nở ra nụ cười hiền lành. Chú, dì, Đông Lai cũng mời 2 người 1 ly. Chúc 2 người luôn khỏe mạnh, công tác thuận lợi. Sau khi mời Tần Hồng Sơn 1 ly thì Bùi Đông Lai lại mời vợ chồng Tần Tranh. Đông Lai, từ nhỏ Đông Tuyết đã là người có tính tình bướng bỉnh. Sau này, nếu nó có cãi nhau với cháu thì cháu hãy gọi điện nói cho chú biết, chú sẽ giúp cháu dạy bảo nó. Tần Tranh cũng giống với Tần Hồng Sơn. Cũng không đề cập đến những chuyện lúc trước. Vẻ mặt hắn tỏ ra tươi cười, nói. So ra mà nói thì vẻ mặt của Tiếu Ái Linh lại tỏ ra khó xử, cảm giác kia hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào. Bởi vì quá mức xấu hổ nên Tiếu Ái Linh chỉ cười cười mà không nói gì, bưng ly rượu lên rồi uống sạch một hơi. Tiểu cô, chúc cô vĩnh viễn luôn xinh đẹp.
Sau khi mời vợ chồng Tần Tranh xong thì Bùi Đông Lai cũng không có đi mời Tần Phong mà là mời Tần Yến, người luôn ủng hộ mình và Đông Tuyết ở chung một chỗ. Đông Lai, thật là biết nói chuyện nha. Nữ nhân cũng thích những lời nói ca ngợi, Tần Yến cũng không ngoại lệ. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Tần Yến cảm thấy vui vẻ, vẻ mặt nở ra nụ cười sáng lạn. Tiểu cô chúc hai đứa luôn luôn được hạnh phúc. Nói xong, Tần Yến một một hơi. Bùi Đông Lai cũng không có đi mời rượu Tần Phong hay những thành viên khác của Tần gia mà là trở lại chỗ ngồi của mình. Tần Đông Tuyết thấy thế thì bưng ly rượu lên, đi đến chỗ của Bùi Vũ Phu. Bùi thúc thúc, Đông Tuyết chúc ngài thân thể luôn khỏe mạnh. Đông Tuyết, cháu cũng biết nếu ta nguyện ý thì ngay từ đầu cháu và Đông Lai đã được ở chung với nhau. Nhưng mà, nếu làm như vậy thì Đông Lai sẽ bị người ta xem thường và cháu cũng sẽ không chịu lấy áp lực lên người. Bùi Vũ Phu nhận lấy chén rượu của Tần Đông Tuyết vào tay, cũng không có uống liền mà là thở dài, nói. Cháu cũng hiểu Đông Lai, nó là một đứa quật cường. Lúc nhỏ nó đã nói sau này lên thành phố mua nhà to, cưới vợ đẹp cho thúc. Vì thế nó luôn cố gắng học tập, kết quả lúc nào cũng luôn đứng thứ nhất. Sau này, nó vì muốn chứng minh bản thân xứng với cháu, có tư cách bước vào Tần gia nên nó đã nỗ lực. Cho dù bị ủy khuất, máu chảy vẫn không lên tiếng. Chính là nó tìm một góc tối nào đó, âm thầm liếm miệng vết thương. Sau đó nó rút ra được bài học kinh nghiệm rồi tiếp tục cố gắng, không ngừng đấu tranh, không ngừng bước tới. Mắt của Tần Đông Tuyết đỏ lên, gật đầu đã hiểu. Nó cố gắng, nó không muốn nói thua, những thứ này là tiền vốn của nó muốn đấu tranh lại vận mệnh của mình. Thân là cha của nó thì thúc vô cùng hiểu rõ con người của nó. Cho nên, nó làm cái gì thì thúc vẫn ủng hộ nó. Bùi Vũ Phu nói tới đây liền đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai, vui mừng cười nói. Hôm nay, thúc cảm thấy được nó không làm mất mặt Bùi gia. Trong phút chốc, lời nói của Bùi Vũ Phu vang vọng khắp đại sảnh. Cả đại sảnh to như vậy liền yên lặng như tờ. Tần Đông Tuyết cắn chặt môi, lệ rơi đầy mặt. Tất cả mọi người Tần gia đều không kìm lòng được mà cúi đầu, không dám nhìn vào mặt Bùi Vũ Phu, càng không dám nhìn vào Bùi Đông Lai. Người thiếu niên đã thẳng lưng khi bước vào khách sạn Yên Kinh này. Ngày này, tuyết lớn rơi khắp kinh thành. Bùi Đông Lai danh chấn kinh hoa. Buổi trưa, tuyết lớn đã ngừng rơi, ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện. Khách sạn Yên Kinh, tiệc rượu cũng chưa có kết thúc bất quá tin tức Bùi Đông Lai cướp lấy Tần Đông Tuyết từ trong tay của Diệp Tranh Vanh đã truyền khắp kinh thành. Biệt thự Hoàng gia. Vừa mới nhận được điện thoại, biết được tin tức thì Hoàng Oanh liền ngẩn người ngay tại chỗ. Khi điện thoại rơi xuống thì nàng cũng không biết mà là giống như một pho tượng bị hóa đá, đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Dù đã bị Diệp Tranh Vanh vứt bỏ nhưng trong thời gian này nàng vẫn luôn chú ý tới Diệp Tranh Vanh và Bùi Đông Lai. Trước đó vài ngày, sau khi nàng biết được Bùi Đông Lai đã giành được chức quán quân của Đại Bỉ Võ thì nàng đã thất kinh. Nhưng mà, tin tức hôm nay đã mang đến cho Hoàng Oanh một sự rung động khủng bố hơn. Tại sao lại như vậy? Bùi gia dựa vào cái gì mà có thể khiến cho toàn bộ các vị đại lão ra mặt, làm chỗ dựa cho Bùi gia? Khiếp sợ trôi qua, một đám nghi vấn liền xuất hiện trong lòng Hoàng Oanh. Không có đáp án. Hoàng Oanh như ở trong mộng tỉnh dậy, nàng liền cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại lên rồi gọi số điện của ông nội nàng. Ở nàng xem ra, lấy địa vị của ông nội nàng thì có thể biết được tin tức này. Ông nội! Chuyện xảy ra ở khách sạn Yên Kinh thì hẳn là ông nội đã biết được, vậy ông nội có biết được tin tức cụ thể hay không? Sau khi điện thoại được kết nối thì Hoàng Oanh cũng không có suy nghĩ nhiều mà liền hỏi thẳng vào vấn đề, nàng rất muốn biết được đáp án. Tin tức gì? Đầu bên kia điện thoại, ông nội của Hoàng Oanh hơi bất mãn mà hỏi lại. Chính là, Bùi gia dựa vào cái gì mà? Hoàng Oanh vội vàng hỏi. Dựa vào cái gì ư? Lời nói của Hoàng Oanh khiến cho ông nội của nàng tức giận. Ta cũng muốn biết là dựa vào cái gì nhưng mà lấy thân phận của ta còn không đủ để biết. Ách, nghe được ông nội mình, người có quyền cao chức trọng như vậy cũng không biết được tin thì Hoàng Oanh liền kinh ngạc, trong lòng lại càng thêm tò mò. Tiểu Oanh, ta biết được cho tới nay thì cháu rất quan tâm đến tiểu tử Diệp gia cho nên cần phải chú ý vào chuyện này. Thấy Hoàng Oanh không nói lời nào thì giọng nói của ông nội của Hoàng Oanh liền trở nên nghiêm túc. Ta cảnh cáo cháu, sự việc lần này sẽ không bao giờ được trồi lên mặt nước. Cháu tốt nhất là phải tránh xa tiểu tử Diệp gia một chút,
ngoài ra, cháu cũng không cần phải phí công mà hỏi chuyện này. Biết rồi thưa ông nội. Nghe được ông nội mình nói như thế thì Hoàng Oanh liền biết được tầm quan trọng của việc này cho nên nàng liền đáp ứng. Đô, đô. Ông nội Hoàng Oanh liền cúp máy. Thảo Căn biến thành thái tử. Nghe được tiếng đô, đô vang lên thì vẻ mặt Hoàng Oanh ngây ngốc ngồi ở trên ghế salon, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng của Bùi Đông Lai và Diệp Tranh Vanh. Nàng cố gắng dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung ra mọi chuyện đã phát sinh tại khách sạn Yên Kinh vào sáng nay, nhưng mà cho dù nàng cố gắng như thế nào thì nàng cũng không thể tưởng tượng được Bùi Đông Lai đã hạ nhục Diệp Tranh Vanh, khiến cho Diệp đại thiếu gia bị sỉ nhục. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy thế giới này sụp đổ. Cùng lúc đó, trang viên Nạp Lan, trong tiểu lâu của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu nằm ở trên giường, dựa đầu vào giường, cầm lấy điện thoại di động. Đêm qua là một đêm mất ngủ. Một đêm không ngủ làm cho vành mắt của nàng đỏ lên, thân sắc khó coi nhưng mà nhìn qua thì nàng giống như là ăn phải thuốc kích thích, cả người có vẻ vô cùng kích động. Là bởi vì hôm nay là ngày đính hôn của Tần Đông Tuyết và Diệp Tranh Vanh, nàng chờ mong Diệp đại thiếu gia sẽ hung hăng đạp nát lòng tự tôn của Bùi Đông Lai, tát cho Bùi Đông Lai một cái tát vang dội. Cuối cùng, chuông điện thoại của nàng vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, bởi vì quá mức kích động mà suýt nữa nàng đã ném điện thoại ra ngoài. Sau đó, nàng liền vội vàng nghe máy. Tình huống thế nào rồi? Bùi Đông Lai đã đoạt đi Tần Đông Tuyết từ trong tay của Diệp Thiếu. Cái gì? Cả người Nạp Lan Minh Châu liền nhảy dựng lên. Cậu nói là Bùi Đông Lai đoạt lấy Tần Đông Tuyết từ trong tay Diệp Thiếu sao? Điều này làm sao có thể? Tôi cũng giống cô. Sau khi nghe được tin này cũng không tin, nhưng mà thông qua chứng thật thì chuyện này là có thật. Đầu bên kia điện thoại, một vị công tử ăn chơi trác táng ở Yên Kinh cũng lộ ra vẻ kỳ quái, tuy rằng hắn xác định đây là sự thật nhưng mà hắn cũng không thể nào tiếp nhận nổi. Lại nghe được đối phương mở miệng, cả người Nạp Lan Minh Châu liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Hô, hô. Sau đó, Nạp Lan Minh Châu thở dồn dập, nàng trừng to mắt, hỏi. Tại sao lại như vậy? Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà có thể cướp đi Tần Đông Tuyết ở trong tay Diệp Thiếu? Không biết Bùi Vũ Phu đã dùng cách gì mà đã mời được rất nhiều các vị đại lão đến khách sạn Yên Kinh làm chỗ dựa cho con trai của hắn. Hai nhà của Tần Diệp bị bắt đáp ứng cho Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai ở chung một chỗ, hơn nữa Tiêu lão thái gia còn trước mặt mọi người, đứng ra làm người chủ trì nghi thức đính hôn giữa hai người Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết. Bá! Nghe được như thế thì cả người Nạp Lan Minh Châu liền giống với Hoàng Oanh, nàng liền đờ người ra, điện thoại trong tay liền rơi xuống giường. Ngoài ra, Diệp Cô Thành còn nói Bùi Vũ Phu giết hắn như giết gà. Trong điện thoại lại truyền ra giọng nói của vị công tử ăn chơi trác táng kia. Không trả lời, Nạp Lan Minh Châu vẫn tỏ ra khiếp sợ. Nàng sợ ngây người. Sau đó, đợi cho đối phương cúp điện thoại thì cả người Nạp Lan Minh Châu sụi lơ té xuống. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, thì thào tự nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Một lần, hai lần, ba lần. Nạp Lan Minh Châu hỏi bản thân mình cả trăm lần thì cả người mới dần bình tĩnh trở lại. Sau đó, nàng nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nhảy xuống giường, tùy tay nắm lên một chiếc áo da rồi mặc vào, chạy xuống lầu, đi tới trang viên số 1 của Nạp Lan gia. Nàng muốn tìm Nạp Lan Dịch Đức cùng Nạp Lan Trường Sinh. Nàng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. 10 phút sau, khi Nạp Lan Minh Châu giống như là người điên, tóc tai bù xù tiến vào trang viên số 1 của Nạp Lan gia thì toàn bộ thành viên trung tâm của Nạp Lan gia cũng đã ở đó. Vẻ mặt người nào người này cũng tỏ ra ngưng trọng, không khí trong đại sảnh vô cùng áp lực. Ông nội. Bước vào đại sảnh, Nạp Lan Minh Châu không chú ý đến mọi người đang nhíu mày nhìn mình. Mà nàng giống như là một con bạc đã thua hết tiền. Hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển nhìn vào Nạp Lan Dịch Đức. Cháu nghe nói Bùi Vũ Phu mời được các đại nhân vật đến khách sạn Yên Kinh để làm chỗ dựa cho Bùi Đông Lai, khiến Bùi Đông Lai cướp được Tần Đông Tuyết từ trong tay Diệp Tranh Vanh, điều này có thật không ông? Nghe được Nạp Lan Minh Châu hỏi như vậy thì toàn bộ thành viên của Nạp Lan gia đều không có hé răng, vẻ mặt của bọn hắn càng tỏ ra ngưng trọng hơn. Sở dĩ bọn hắn đến đây để họp hội nghị gia tộc là bởi vì biết được tin tức này. Ông nội, mắt thấy mọi người không nói lời nào, Nạp Lan Minh Châu mở miệng lần nữa. Cháu nhìn lại mình xem, còn có thể thống gì nữa không? Lúc này đây,
Không đợi Nạp Lan Minh Châu nói hết lời, Nạp Lan Dịch Đức liền nhíu mày, trầm giọng quát. Đi về mà thay lại quần áo rồi mới tới đây nói chuyện. Ông nội, đây là thật ư? Đối mặt với lời răn dạy và của mắng của Nạp Lan Dịch Đức, Nạp Lan Minh Châu cũng không để ý mà dự đoán đáp án. Thật! Nạp Lan Trường Sinh nhìn thoáng qua con gái của mình, giọng nói phức tạp. Minh Châu, chúng ta ở đây họp, còn trở về phòng của con đi. Thật, điều này là thật ư? Nạp Lan Minh Châu không có nghe theo lời của Nạp Lan Trường Sinh, sau khi ra khỏi đại sảnh thì nàng lẩm bẩm lầu bầu, sau đó đột nhiên nàng ngẩng đầu, trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin hỏi. Bùi Vũ Phu, hắn dựa vào cái gì mà mời được các vị đại nhân vật ấy? Đối với Nạp Lan gia mà nói, sở dĩ bọn hắn khẩn trương như thế là bởi vì Nạp Lan Minh Châu là một con cờ của Diệp Tranh Vanh. Không biết trời cao đất dày mà đã thiết kế một cái bẫy để hãm hại Bùi Vũ Phu và Bùi Đông Lai. Tuy rằng sau này, Nạp Lan Trường Sinh mang theo Nạp Lan Minh Châu đi nhận sai nhưng mà nửa đường lại bị Bùi Vũ Phu chặn lại, không có nhận. Như vậy, lấy hiểu biết của bọn hắn đối với Bùi Vũ Phu thì bọn hắn tuy rằng Bùi Vũ Phu chưa chắc đã tìm bọn hắn tính sổ nhưng mà cũng không cam đoan Bùi Đông Lai có tìm đến Nạp Lan ra để tính sổ hay không. Ở bọn hắn xem ra, lấy thực lực bây giờ của Bùi gia. Nếu Bùi Đông Lai tìm Nạp Lan ra để tính sổ thì cũng giống như chụp một con muỗi, một cái tát là có thể chụp chết cả Nạp Lan ra. Bởi vì lo lắng chuyện này nên sau khi biết được tin tức thì Nạp Lan Dịch Đức liền kêu mọi người trong Nạp Lan ra đến họp. Dầm. Lúc này thấy Nạp Lan Minh Châu ăn mặc không chỉnh tề, nói năng lộn xộn, không chịu rời đi thì Nạp Lan Dịch Đức liền phát hỏa, hắn vỗ mạnh vào ghế, lạnh giọng quát. Mày cút ra ngoài cho tao. Nghe được tiếng gầm nổi giận của Nạp Lan Dịch Đức, cảm nhận được ánh mắt của mấy vị chú, bác đều lộ ra vẻ chán ghét với mình thì Nạp Lan Minh Châu bừng tỉnh. Nàng há hồm, muốn nói cái gì nhưng mà cuối cũng không nói được, yên lặng mà lui ra khỏi đại sảnh. Nàng biết, bởi vì những chuyện nàng làm với Bùi Đông Lai cho nên hiện giờ nàng không còn là niềm kiêu ngạo của Nạp Lan gia nữa, mà trong mắt mọi người nàng chính là tai họa. Mày thì tính là cái đồ chơi gì? Vì sao Nạp Lan Minh Châu ta phải gả cho mày? Đi ra đại sảnh, trong đầu hiện ra vẻ mặt chán ghét của Bùi Đông Lai, bên tai nhớ lại những lời trước kia mình nói với Bùi Đông Lai thì Nạp Lan Minh Châu cảm thấy cả người rét run. Từng bước sai. Giờ khắc này, Nạp Lan Minh Châu giống như là một con khổng tước bị vặt sạch lông, vô cùng xấu xí. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ khắp Yên Kinh. Cả Yên Kinh giống như một mỹ nữ thoát khỏi bộ sườn xám trên người, thay vào đó là những bộ váy ngắn, bikini, chào đón cuộc sống sa đọa vào ban đêm. Bởi vì chuyện phát sinh vào buổi sáng tại khách sạn Yên Kinh, nên các hội sở tư nhân trong Tử Cấm Thành đã chặt kín chỗ. So với một số hội sở tư nhân thì các thành viên của Hồng Kinh hội bởi vì kiêng kỵ chuyện sáng nay cho nên không có vẻ vô cùng áp lực khiến người ta khó thở. Trên mặt tớ có mọc hoa sao? Trong một tòa tứ hợp viện mà Bùi Vũ Phu mua trước đây, Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ngồi ở trên ghế đá, thấy Tần Đông Tuyết nhìn chằm chằm vào mình thì Bùi Đông Lai cười khổ, hỏi. Dự tính của tớ là chúng ta phải cần đến 4 năm mới có thể gặp nhau, nắm tay nhau ở chung một chỗ. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tần Đông Tuyết chớp chớp đôi mắt mê người, mở miệng cười nói. Quả thật là hơi nhanh. Bùi Đông Lai khe khẽ thở dài. Nói thật. Trước lúc đến Yên Kinh, bởi vì trong lòng tớ biết qua Tử Ngưu Bài ra sao. Mặc dù tớ có dũng khí nhưng mà tiền vốn lại không đủ. Nhưng mà, bởi vì buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế học cùng với Đại Bỉ Võ nên tớ phải tiến vào Yên Kinh. Xem như là không trâu bắt chó đi cày đi. Bên tai vang lên lời cảm thán của Bùi Đông Lai, trong lòng Tần Đông Tuyết có chút xúc động, nàng không nhịn được mà vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt của Bùi Đông Lai, nhẹ giọng nói. Lấy tính tình của cậu, cho dù Bùi Thúc Thúc có thực lực làm cho cậu thẳng lưng bước vào Yên Kinh, bước vào cánh cửa của Tần gia thì cậu cũng sẽ dùng 200% sức lực của mình để bước đến. Bùi Đông Lai cười cười, xem như là cam chịu. Giống như lời của Bùi Vũ Phu, trong lòng hắn không bao giờ muốn thất bại, cho dù thấy quan tài trước mắt cũng không rơi lệ. Mệt không? Nhìn Bùi Đông Lai cười như thế thì Tần Đông Tuyết cảm thấy đau lòng. Nói không mệt là gạt cậu. Bất quá chờ sau khi làm xong mọi chuyện, quay đầu lại nhìn thì cảm thấy rất tốt. Bùi Đông Lai vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Tần Đông Tuyết. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Đông Tuyết chu miệng. Bùi Đông Lai đồng học,
xem ra cậu là người thích hưởng thụ quá trình, không coi trọng kết quả a. Đương nhiên là không phải. Bùi Đông Lai nhìn Tần Đông Tuyết trở mặt nhanh như lật sách thì mặc dù là hắn biết nàng đang cố ý nói ra nhưng mà vẫn cười lắc lắc đầu. Tần Đông Tuyết cố ý hừ nhẹ một tiếng. Vậy tại sao cậu nói không muốn nhìn thấy kết quả? Cảm giác mọi cố gắng của mình là đáng giá không? Tớ sẽ không nói cho cậu biết. Nói tới đây, Bùi Đông Lai vội nói sang chuyện khác. Đã trễ thế này rồi, xem ra tối nay cậu phải ở lại chỗ này rồi. Ách! Tần Đông Tuyết vốn muốn tiếp tục bàn đến đề tài vừa rồi, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói thế, nhìn thấy vẻ mặt xấu xa của Bùi Đông Lai nhìn mình thì theo bản năng nàng nghĩ đến điều gì, mặt nàng liền đỏ lên, mang theo vài phần ngượng ngùng mà nhìn vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế, từ từ vươn tay ra. Tần Đông Tuyết liền nín thở, tim đập nhanh hơn, thân hình liền căng thẳng, giống như là một con cừu nhỏ sắp bị một con sói khi dễ. Dần dần, cánh tay của Bùi Đông Lai vươn đến trước mặt Tần Đông Tuyết rồi nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên. Dường như đã nhận ra được sự dịu dàng của Bùi Đông Lai, thân thể của Tần Đông Tuyết không còn căng thẳng nữa. Nàng ngẩng đầu lên, thì thấy được Bùi Đông Lai đang ngắm nhìn nàng, trong ánh mắt của Bùi Đông Lai tràn ngập vẻ yêu thương, ôn nhu. Nàng nhìn thấy thân thể Bùi Đông Lai hơi nghiêng về phía trước rồi hôn lên hai cánh hoa kiểu diễm ướt át của nàng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là một cô dâu trong đêm tân hôn vậy, mặc cho chú rể muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó, bốn môi đụng vào nhau, thân thể của Tần Đông Tuyết khẽ run lên, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra, chủ động quấn vào đầu lưỡi của Bùi Đông Lai. Giống như là hai con dao long gặp nhau, lúc thì đảo quanh, lúc thì quấn quanh, lúc thì truy đuổi. Bùi Đông Lai buông cằm của Tần Đông Tuyết ra, một phen nâng chiếc eo thon của Tần Đông Tuyết lên. Kéo nàng vào trong lòng của mình. A, à, hành động bất thình lình của Bùi Đông Lai khiến cho thân thể của Tần Đông Tuyết căng thẳng, đôi môi dịch chuyển rồi phát ra một tiếng nhỏ yêu kiều. Tiếng rên của Tần Đông Tuyết giống như là ma lực kích thích lấy Bùi Đông Lai khiến cho Bùi Đông Lai không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi của Tần Đông Tuyết. Hơn nữa bàn tay của hắn liền vuốt lên bên tai, hai má, cổ, làm cho thân thể của Tần Đông Tuyết run nhẹ lên. Sau đó, bàn tay của Bùi Đông Lai dừng lại ở trên ngọn núi cao ngất kia, nhẹ nhàng mà xoa xoa nắn nắn. Thân thể của Tần Đông Tuyết liền căng thẳng, mặt đỏ ửng lên giống như một con sơn dương bị lạc đường. Cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi trên đỉnh núi của Tần Đông Tuyết. Xuất phát từ bản năng của một thằng đàn ông, Bùi Đông Lai lấy tay luồn vào chiếc áo khoác, còn cách chiếc sườn xám, nhẹ nhàng mà bóp lấy ngọn núi của Tần Đông Tuyết. Từ lúc bị Bùi Đông Lai hôn nhẹ, vuốt ve, cảm nhận giữa hai đùi bị một cái gì đâm vào. Thân thể của Tần Đông Tuyết một trận khô nóng, thân thể mềm mại không nhịn được mà nhẹ nhàng chuyển động. Kiều khu thay đổi vị trí làm cho cây thương của Bùi Đông Lai khẽ ma sát với cái ấy ấy. Một cỗ khoái cảm kích thích toàn thân Bùi Đông Lai, cho dù bản thân hắn là một người có định lực hơn người cũng nhộn nhạo, muốn cởi bó cúc áo của Tần Đông Tuyết. Đừng, đừng, đừng mà, vào, vào nhà đi. Cảm nhận được Bùi Đông Lai tác quái, cả người Tần Đông Tuyết mềm nhũn nằm trong lòng Bùi Đông Lai. Nàng đỏ mặt, thở gấp, mị nhãn như tơ. Bùi Đông Lai không nói hai lời. Một tay nâng hương đồn của Tần Đông Tuyết lên. Một tay ôm lấy Tần Đông Tuyết, theo bản năng Tần Đông Tuyết ôm lấy cổ Bùi Đông Lai, tựa đầu vào lồng ngực của Bùi Đông Lai, giống như là một tiểu cô nương thẹn thùng, tùy ý để Bùi Đông Lai ôm vào phòng. Hô, hô, không đợi Bùi Đông Lai ôm Tần Đông Tuyết đi vào trong phòng. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho lửa dục trong người của Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết tan đi vài phần, khiến cho hai người tỉnh táo lại một chút. Nếu cậu không vội thì chúng ta chờ một chút có được không? Đi vào trong phòng, thấy Tần Đông Tuyết đỏ mặt vùi vào lồng ngực của mình thì Bùi Đông Lai cười xấu xa, một bên thổi vào tai của Tần Đông Tuyết, một bên hỏi. Ách! Trong lòng Tần Đông Tuyết vốn là có vài phần chờ mong, nhưng phần lớn là khẩn trương cùng sợ hãi do đây là lần đầu tiên. Lúc này, nghe Bùi Đông Lai nói thế thì nàng hơi ngẩn ra, sau đó nhìn khuôn mặt xấu xa của Bùi Đông Lai thì cười mắng. Lanh mưu! Kỳ thật tớ cũng muốn nhưng mà sợ trong lúc chúng ta ấy ấy thì đột nhiên qua tử trở về sẽ không tốt. Bùi Đông Lai cười nói. Lúc này đây, Tần Đông Tuyết không có hé răng. Nàng biết, trong lòng quan trọng nhất mà Bùi Đông Lai khống chế bản thân lại là bởi vì tôn trọng nàng, không muốn lấy đầu tiên của nàng trong tình cảnh này. Đúng rồi,
cậu có biết Bùi Thúc dựa vào cái gì mà có thể khiến cho toàn bộ những đại nhanh vật đi đến khách sạn Yên Kinh không? Lúc này đây, Tần Đông Tuyết không nhịn được mà hỏi ra điều nghi hoặc ở trong lòng. Tớ cũng rất tò mò về việc này nhưng mà qua tử không nói với tớ, tớ cũng không có cơ hội để hỏi người. Bùi Đông Lai cười khổ lắc lắc đầu. Trong buổi tiệc đính hôn, sau khi mời rượu Tần Hồng Sơn, vợ chồng Tần Chanh và Tần Yến ra thì Bùi Đông Lai cũng không có mời rượu người trong Tần gia. Mà hắn lại mời Cổ Bồi Nguyên, Miêu Lão Gia Tử, Cô Độc Phong Ảnh cùng với các gia chủ của các đại thế gia võ học. Dưới tình hình như vậy, tuy rằng những người trong Tần gia đã hối hận nhưng không dám bước lên mời rượu Bùi Đông Lai. Nhưng mà Bùi Vũ Phu thì ngược lại, ai đến mời rượu hắn thì hắn cũng không có từ chối. Trên bàn tiệc chỉ lo uống, căn bản không có thời gian ngó đến Bùi Đông Lai. Mà sau khi buổi lễ đính hôn kết thúc, Bùi Vũ Phu lại bị các gia chủ của các thế gia võ học kéo đi uống rượu, Bùi Đông Lai muốn hỏi cũng không có cơ hội. Tò mò không chỉ là Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết. Yên Kinh, trong thư phòng một tòa tứ hợp viện, đang ngồi là một lão nhân còn đứng trước mặt hắn là một thanh niên. Lão nhân chính Diệp Thạch, còn thanh niên chính là Diệp Tranh Vanh. Tranh Vanh, hôm nay mặc dù Diệp gia của chúng ta bị sỉ nhục nhưng mà biểu hiện của cháu đã làm cho ông nội rất vui mừng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Tranh Vanh, trong mắt của Diệp Thạch hiện lên một tia tán thưởng. Kiêu ngạo chính là một thanh kiếm hai lưỡi, một ngày nào đó sẽ làm bản thân bị thương. Trước kia, cũng có những người vĩ đạo, cũng vì quá mức kiêu ngạo mà chết sớm. Chuyện lần này ít nhiều đã làm cho cháu rút ra được một bài học, làm cho cháu thích ứng với con đường đi sau này. Diệp Tranh Vanh trầm mặc không nói. Tranh Vanh, cháu không cần lo lắng chuyện hôm nay sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến Diệp gia của chúng ta. Diệp Thạch thấy Diệp Tranh Vanh không nói lời nào, giống như là đoán được tâm tư của Diệp Tranh Vanh. Ách! Trong lòng Diệp Tranh Vanh vừa động, hỏi. Ông nội, ông đã biết nội tình Bùi Vũ Phu mời được những người kia sao? Bọn hắn làm cho Diệp gia chúng ta mất mặt như vậy, khẳng định là phải cho ông một lời giải thích. Dựa theo lời của bọn hắn thì Bùi Vũ Phu đã đáp ứng thủ hộ Trung Quốc, đối phó với thế lực bên ngoài. Đương nhiên, ông không tin vào điều kiện này, khẳng định là Bùi Vũ Phu còn lấy ra nhiều lợi thế khác. Vẻ mặt Diệp Thạch nghiền ngẫm. Diệp Tranh Vanh lại hỏi. Ông nội, hắn còn có lợi thế gì nữa? Ông cũng không biết, nhưng có thể khẳng định chính là trao đổi, Bùi Vũ Phu dùng ích lợi của quốc gia để đổi lấy ủng hộ của bọn họ. Diệp Thạch nói tới đây, trong giọng nói toát ra vài phần khinh thường. Căn bản không gây thương tổn đến gân cốt chúng ta, thậm chí ngay cả uy hiếp cũng không tạo được. Diệp Tranh Vanh âm thầm thở phào. Tranh Vanh, cháu hẳn là nhớ rõ câu chuyện Thủy Hử. Hôm nay, mặt ngoài Bùi Vũ Phu nhìn như thắng nhưng trên thực tế thì chính là đang chiêu an bọn khấu tặc. Dưới ánh đèn, Đi Ti Lo Sa nghĩ rộng nói. Cuối cùng, hắn không thoát khỏi vận mệnh chết nơi đất khách quê người. Bùi Đông Lai, lúc Bùi Vũ Phu chết ở nơi đất khách cũng chính là lúc chính tay tao sẽ bóp chết mày. Diệp Tranh Vanh tỉnh ngộ, sát khí hiện ra. Khi Bùi Đông Lai đang nổi danh khắp kinh hoa vì chuyện cướp đi Tần Đông Tuyết từ trong tay của Diệp Tranh Vanh thì trong một tòa tuyết sơn ở Hokkaido. Một thiếu niên mặc quần dài, đầu húi cua, đang đứng dưới thác nước. Hóa thủ vi đao, không ngừng mà chém mạnh vào những dòng nước từ trên thác chảy xuống. Vù! Mỗi lần thiếu niên vung tay lên chém thì đều tạo những tiếng xé gió, uy mãnh. Cách đó không xa, một nam nhân trung niên mặc võ sĩ phục, mang theo một thanh bảo kiếm màu đen. Thấy thiếu niên không ngừng vung tay chém vào thác nước thì trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vài phần vui mừng. Đằng dã! Không biết qua bao lâu, thấy thiếu niên không vung tay chém vào thác nước nữa. Tôn áp thân đang bị một cỗ xương trắng bao phủ thì nam nhân trung niên liền bước đến gọi. Sư phụ! Nghe được nam nhân trung niên kêu thì thiếu niên gọi là đằng dã liền thả người bắn ra, giống như là một trận gió, xuất hiện trước mặt nam nhân trung niên, cung kính hành lễ. Đằng dã, từ 3 năm trước khi con đánh bại đại sư hợp khí đạo, đi theo luyện kiếm 3 năm, đến bây giờ con đã đạt đến một bình cảnh mới. Bây giờ, con cần phải không ngừng chiến đấu với võ giả. Có như thế con mới có thể đề cao được năng lực của mình. Nam nhân trung niên nói. Vâng, sư phụ. Đối với lời nói của nam nhân trung niên thì đằng dã vô cùng tin tưởng. Đối thủ lần này của con là ai? Người Trung Quốc. Nam nhân trung niên nở ra một nụ cười lạnh. Người Trung Quốc sao? Đằng dã ngẩn ra, trong 19 năm qua,
hắn tổng cộng đã tham gia qua 16 trận chiến, ngoài đánh bại 4 tên cao thủ người Nhật Bản thì hắn đã giết đi không ít bộ đội đặc chủng của Siberia, cùng với một ít cao thủ thái quyền của TL, bất quá chưa bao giờ hắn giao thủ với võ giả người Trung Quốc. Ngắn ngủi kinh ngạc trôi qua, trên mặt Đằng Dã lộ ra một tia hưng phấn, càng nhiều là tàn nhẫn. Người Trung Quốc cùi chó ấy luôn thổi phồng bọn hắn có văn hóa hàng ngàn năm, võ học uyên thâm. Đệ tử sẽ dùng thanh kiếm của mình để làm cho bọn nhu nhược kia không chiến mà bại, để bọn hắn biết được thực lực của người Nhật Bản chúng ta. Từ xưa đến nay, trong chiến tranh người Trung Quốc chưa bao giờ thắng qua chúng ta, bất quá võ học của bọn chúng cũng có chỗ độc đáo. Nghe được Đằng Dã nói như thế thì nam nhân trung niên nghĩ đến cái gì, nheo mắt lại nói. Cha của ta từng chết trong tay của một võ giả người Trung Quốc. Bá! Nghe được nam nhân trung niên nói như thế thì vẻ mặt Đằng Dã liền biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Là khiếp sợ. Tuy rằng sư phụ của hắn đã mai danh ẩn tích vài chục năm, võ giả của Nhật Bản cũng không có biết đến. Nhưng mà hắn lại rõ ràng, sư phụ của hắn đã kế thừa nhẫn thuật chính tông của Nhật Bản, trong tay còn mang theo một thanh bảo kiếm, cũng là sát thần chi đao của Nhật Bản là thanh bố đô ngự hồn. Mà thanh được đặt ở Lộc Đảo thần cung kia cũng là bố đô ngự hồn nhưng mà thanh đó chỉ dùng để lừa gạt người dân mà thôi. Cho nên, lúc này nghe sư phụ mình nói thế thì Đằng Dã dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến đối thủ sắp tới của mình là một cao thủ siêu cấp. Mà hiện giờ, sư phụ của hắn lại nói cho hắn biết, cha của sư phụ mình lại chết ở trong tay võ giả của Trung Quốc, điều này có thể khiến cho hắn không kinh ngạc sao. Những năm 40 của thế kỷ trước vào lúc chiến tranh, có một võ giả người Trung Quốc đã giết hại rất nhiều binh lính của chúng ta, quân đội không thể giết chết võ giả thần bí kia nên đành phải tìm đến cha ta. Nam nhân trung niên nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt càng tỏ ra lãnh mạc. Lúc ấy cha của ta được xưng là Nhẫn Hoàng là một nhân vật truyền kỳ của giới võ học Nhật Bản. Sau khi quân đội tìm được võ giả thần bí ấy thì hắn cha của ta liền hạ chiến thư rồi mang theo đệ tử đến Trung Quốc, cuối cùng là chết ở trong tay của vị võ giả Trung Quốc này. Ách! Lúc này đây, Đằng Dã không nói gì, mà là há to miệng ra. Đương nhiên, sở dĩ cha ta bại trận là vì không mang theo thanh bố đô ngự hồn. Trung niên nam nhân lại bổ sung một câu. Sư phụ, người kia còn sống không? Nam nhân trung niên lắc đầu. Dựa vào tin tức ta thu được thì hắn đã chết. Bất quá hậu nhân của hắn chính là người 20 năm trước đã đánh bại Nguyên Mộc, vị trưởng môn của vô sinh kiếm đạo. Thì ra là hắn. Ánh mắt Đằng Dã nhíu lại, sát ý hiện ra. Hắn và rất nhiều võ giả người Nhật Bản đều biết đến trận chiến 20 năm trước. Trận chiến ấy là sỉ nhục đối với võ giả Nhật Bản. Sư phụ, ngài muốn cho đệ tử đến tìm hắn sao? Sau đó, Đằng Dã minh bạch được cái gì rồi, mang theo vài phần kích động hỏi. Kích động là bởi vì hắn tin chắc mặc dù trong vòng mười mấy năm qua sư phụ của hắn chưa bao giờ rút kiếm không phải là thực lực không đủ. Ngược lại, trong giới võ học Nhật Bản thì không có ai đủ tư cách để sư phụ hắn rút kiếm cả. Dù sao, từ nhỏ hắn đã được vị sư phụ này nuôi nhận, lúc 19 tuổi thì hắn đã được xưng là thiên tài của giới võ học Nhật Bản. Cho nên, hắn hoàn toàn có lý do để tin tưởng, sư phụ của mình có đủ năng lực để giết Nguyên Mộc như giết gà. Người đời sau của Bùi gia đã xuất hiện, ta chờ ngươi đã 18 năm rồi. Nam nhân trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Trung Quốc, đầu tóc không gió mà bay. Vài chục năm qua bố đô ngự hồn đã chưa từng rút ra khỏi võ, ta sẽ dùng nó chém đầu của ngươi. Sau đó đem đầu của ngươi tế đệ cho cha ta, rửa nhục cho giới võ giả Nhật Bản. Keng, keng. Cảm nhận được sát ý khủng bố trên người của nam nhân trung niên bùng nổ thì thanh bố đô ngự hồn khẽ rung lên. Sư phụ, Bùi gia kia có người nào trẻ tuổi không? Cảm nhận được sát ý trên người nam nhân trung niên, cả người Đằng Dã liền sôi máu, nhịn không được mà hỏi. Có. Nam nhân trung niên gật đầu. Hắn chính là đối thủ tiếp theo của con. Thật muốn bây giờ chém đầu tên Trung Quốc đó, nhấp nháp hương vị máu tươi của hắn a. Nghe nam nhân trung niên nói thế thì Đằng Dã hưng phấn liếm liếm môi. Lúc này đây, tại châu Âu trong một tòa thành. Một gã mặc trường bào màu đen, tay cầm quyền trượng tượng trưng cho quyền lực cùng thân phận địa vị của hắn. Cửa cung điện có 16 hình trụ, trên hình trụ có điêu khắc những đồ án tinh mỹ. Bốn gã hắc ý đang thủ hộ tại cửa cung điện, toàn thân toát ra hơi thở lạnh như băng. Xin mời vào nói cho tôn quý chi thần rằng ta có tin tức cần báo cáo.
Nam nhân hắc bào mang theo vài phần kính sợ nói với tên thủ lĩnh đứng trước cửa. Dracula tôn quý, xin ngài chờ một chút. Tên thủ lĩnh liền hoàn lễ với nam nhân trung niên tên là Dracula, sau đó hắn xoay người, đi vào cung điện. Trong cung điện mà một mảnh tối đen, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, làm cho người ta có cảm giác âm trầm đến cực điểm. Dường như tên thủ lĩnh này đã có thói quen, sau khi đi vào cung điện thì hắn liền đi thẳng một đường, không một tiếng động, giống như là một u linh vậy. Không biết qua bao lâu, tên thủ lĩnh đi dọc theo hành lang, đi tới cung điện phía trước rồi quỳ xuống, nói. Vô sở bất năng đích thần, vị thần không gì là không làm được, Dracula nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngài. Để hắn vào. Trên ghế ngồi khô lâu, tên thần bí nhân kia vẫn không nhúc nhích làm cho người ta có cảm giác không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Vâng, vô sở bất năng thần. Tên thủ lĩnh liền chậm rãi đứng dậy rồi cung kính lui ra. Vô sở bất năng đích thần. Một phút sau, Dracula đi vào khô lâu vương, quỳ một gối xuống, vẻ mặt kính sợ nhìn vào vị thần bí nhân kia. Dracula, người có tin gì cần nói với ta ư? Giọng nói của tên thần bí nhân lại vang lên làm cho người ta có cảm giác đang bị thẩm vấn. Thưa vô sở bất năng đích thần, dựa vào tin tức thuộc hạ thu thập được thì người Trung Quốc biến trước 18 năm trước đã hiện thân. Dracula cung kính nói. Nghe được Dracula nói thế thì tên thần bí nhân kia hơi nghiêng người về phía trước, cười khẽ. Ta đợi hắn đã lâu rồi, rốt cuộc hắn cũng đã hiện thân. Vô sở bất năng đích thần, cho tới nay, chúng ta không dám đem thế lực thâm nhập vào Trung Quốc cũng bởi vì sự tồn tại của hắn. Dracula do dự một chút, nói. Hiện giờ hắn đã hiện thân, ngài xem chúng ta nên làm như thế nào đây? Để người phía trước dùng tốc độ nhanh nhất đến Đông Nam Á xử lý việc kia. Thần bí nhân hơi trầm ngâm, nói. Chờ sau khi mọi chuyện được xử lý xong thì ngươi tự mình đi đến Trung Quốc một chuyến, lấy danh nghĩa của ta hạ chiến thư với hắn. Vâng. Dracula lĩnh mệnh, cung kính lui ra. Võ thần Trung Quốc, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Khi Dracula lui ra, giọng nói khàn khàn của thần bí nhân kia lại vang lên. Lúc này đây, giọng nói của hắn còn mang theo một tia chờ mong. Sau đó, cả cung điện làm lâm vào im lặng giống như chết, tên thần bí nhân kia đã hoàn toàn sát nhập vào bóng tối. Hô hô, vũ thần Trung Quốc, thật sự là cảm ơn sự xuất hiện của người. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà kế hoạch của chúng ta cũng bớt phiền hơn. Đi ra khỏi cung điện, bên tai nghe được lời nói của thần bí nhân kia thì Dracula ngẩng đầu nhìn mặt trời, cười một cách âm trầm. Ánh sáng đã bao phủ mảnh đất ấy quá lâu, nên để cho bóng tối dưới lòng đất thay thế rồi. Qua tử hiện, phong vân biến. Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló lên những ngọn cây thì Bùi Đông Lai đã mở mắt. Ngày hôm nay, trên giường của Bùi Đông Lai còn có Tần Đông Tuyết. Lúc này nàng đang nằm ngủ giống như một chú mèo, gối đầu trên cánh tay của hắn, một bàn tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, bàn tay còn lại thì để nơi ấy ấy của hắn. Tuy rằng ngày hôm qua hai người không có ABC, XYZ gì cả nhưng mà lúc này đây nhìn thân thể Tần Đông Tuyết mềm mại bên cạnh thì chú chim sẻ nho nhỏ dưới quần của Bùi Đông Lai đã biến thành một chú đại bàng dương cánh. Cố gắng áp chế suy nghĩ làm thịt Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai nhẹ nhàng xốc chăn lên, lẳng lặng đi xuống giường. Rửa mặt đơn giản một phen, Bùi Đông Lai thay đổi quần áo rồi đi ra đại viện, tính toán luyện công buổi sáng như thường ngày. Két! Cửa lớn của tứ hợp viện được mở ra, Bùi Đông Lai thấy được Bùi Vũ Phu đang đứng ở đó, trong miệng ngậm lấy một điếu thuốc lá. Qua tử, người đứng bên ngoài một đêm sao? Thấy Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai liền ngẩn ra. Bùi Vũ Phu vứt điếu thuốc xuống, nở ra nụ cười thật thà. Sợ ảnh hưởng đến con nên mới vừa đến đây. Mặc dù Bùi Đông Lai không cùng với Tần Đông Tuyết ABC, XYZ nhưng mà nghe Bùi Vũ Phu nói thế thì hắn hơi xấu hổ. Mặc dù thân đồng tử có ảnh hưởng đến người luyện võ nhưng mà ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng mà, nơi miêu gia gia của con có bài thuốc, có thể khiến con không bị ảnh hưởng. Bùi Vũ Phu vỗ nhẹ bả vai của Bùi Đông Lai, cười an ủi. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Con của người là một người đúng đắn. Thật là không làm gì à. Dường như Bùi Vũ Phu có chút không tin. Vợ của người còn chưa có cưới, đã nghĩ đến bồng cháu rồi sao? Bùi Đông Lai tức giận nói. Qua tử cười ngây ngô không dứt. Không được cười. Bùi Đông Lai hừ nhẹ một tiếng.
người giấu giếm con lâu như vậy, hơn nữa lại mất tích lâu như thế, chẳng lẽ không muốn giải thích cái gì cho con sao? Ta đáp ứng bọn hắn làm người thủ hộ Trung Quốc, bọn hắn đáp ứng ta giúp con đoạt lấy con dâu. Bùi Vũ Phu cười ngây ngô. Bùi Đông Lai không tin. Chỉ vậy thôi sao? Ừ. Bùi Vũ Phu gật đầu. Cắt. Bởi vì lý trí nói cho Bùi Đông Lai sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì đã có nhiều kinh nghiệm nên Bùi Đông Lai cũng có hồ đồ mà tin những lời này của Bùi Vũ Phu. Hắn bĩu môi, sau đó nghĩ tới điều gì, hứng thú. Đúng rồi, quả tử, công phu của người đã luyện đến mức nào rồi? Không trả lời, Bùi Vũ Phu chỉ nở nụ cười. Xem chiêu. Bùi Đông Lai thấy thế thì trong lòng vừa động, khẽ quát lên một tiếng, huy trưởng đánh về phía Bùi Vũ Phu. Bởi vì nghe được câu nói của Diệp Cô Thành Bùi Vũ Phu giết ta như giết gà nên Bùi Đông Lai biết rõ thực lực của Bùi Vũ Phu sâu không thể lường được cho nên hắn liền ra tay toàn lực. Đối mặt với một đòn công kích của Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu cũng không có né tránh mà khiến cho Bùi Đông Lai có cảm giác đã đánh trúng vào Bùi Vũ Phu. Nhưng mà, khi tay của Bùi Đông Lai sắp đụng đến Bùi Vũ Phu thì đột nhiên cả người của Bùi Vũ Phu liền biến mất khiến cho một kích của Bùi Đông Lai thất bại. Ách! Một kích không trúng, Bùi Đông Lai phát hiện được cước bộ của Bùi Vũ Phu không có động mà là di động nửa người trên. Gần trong gang tấc. Chỉ bằng vào di động nửa thân người mà có thể né tránh được một đòn công kích của cao thủ đạt đến cảnh giới ám kính đỉnh phong sao. Phát hiện này khiến cho Bùi Đông Lai chịu đả kích thật sâu, hắn vỗ vỗ tay, nói. Không đánh nữa. Có thể trong một năm ngắn ngủi mà con đem công phu luyện đến mức thế này, điều đó đã vượt qua dự đoán của ta. Bùi Vũ Phu an ủi. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động. Hắn muốn đem chuyện mình dung hợp với linh hồn Tiêu Phi nói ra nhưng lại sợ Bùi Vũ Phu lo lắng nên hắn đành bỏ qua ý nghĩ này. Mấy vị chú, bác kia của con mời ta đi làm khách. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Bùi Vũ Phu lại nói. Ta sẽ không còn con trở lại Đông Hải. Được rồi. Bùi Đông Lai bất đắc dĩ mà đáp ứng, hắn biết qua tử cố ý không ở bên cạnh hắn là muốn hắn nhanh lớn lên. Mà hắn cũng biết. Lấy thực lực bây giờ thì sẽ không giúp được Tiêu Phi làm chuyện kia. Nhất định hắn để tăng thực lực của mình lên đã. Miêu gia gia cùng cổ lão đang ở tại khách sạn Yên Kinh, lát nữa trở lại đó con hãy thay ta mà cảm ơn bọn họ. Vâng. Bùi Đông Lai lại gật đầu. Hắn biết Miêu lão gia tử, cổ Bồi Nguyên cùng với các vị gia chủ của các thế gia võ học cũng không phải là vì lợi ích mà đến đây lấy thể diện cho mình. Ta đi đây. Bùi Vũ Phu nói xong thì vỗ nhẹ lên bả vai của Bùi Đông Lai, trên mặt nở ra nụ cười cứng nhắc, đôi mắt hiện ra vài phần không muốn. Đi thôi. Trong lòng của Bùi Đông Lai cũng không muốn bất quá hắn cũng không có để lộ ra mặt, chỉ tức giận nói. Người chơi trò mất tích cũng được nhưng mà điện thoại phải bật nguồn 24/24 đó. Không trả lời, Bùi Vũ Phu cười cười rồi xoay người, bước đi. Đưa mắt nhìn Bùi Vũ Phu rời đi. Bùi Đông Lai thu hồi lại ánh mắt, cũng không có tâm tư mà đi luyện công nữa. Sao không ngủ tiếp một lát nữa? Đẩy của tứ hợp viện đi vào thì Bùi Đông Lai thấy được Tần Đông Tuyết đang ở trong nhà đi ra, hắn không nhịn được mà hỏi. Mỗi ngày vào giờ này tớ để rời giường. Không biết là vì trời hơi lạnh hay là còn chưa thích ứng ngủ chung giường với Bùi Đông Lai, lúc này khuôn mặt của Tần Đông Tuyết hơi hồng, ngượng ngùng. Nàng vội lái sang chuyện khác. Vừa rồi. Tớ nghe tiếng cậu nói chuyện, là Bùi Thúc sao? Ừ. Bùi Đông Lai cười khổ gật đầu, trong nửa năm qua hắn từng nhiều lần muốn gặp Bùi Vũ Phu. Nhưng mà vẫn không gặp được, lần này vất vả lắm mới gặp được, hai cha con chưa kịp nói gì thì Bùi Vũ Phu lại rời đi rồi. Bùi Thúc làm như vậy là có dụng ý của người. Tần Đông Tuyết thấy thế, giống như là có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của Bùi Đông Lai. Nàng bước lên cầm lấy bàn tay của Bùi Đông Lai, ôn nhu nói. Tớ đi Đông Hải cùng với cậu nhỉ? Không cần. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, từ chối. Đông Lai, vì cậu, tớ có thể buông tha hết thảy mọi chuyện. Ánh mắt Tần Đông Tuyết lộ ra vẻ nhu tình, giọng nói vô cùng kiên định. Trong lòng Bùi Đông Lai ấm áp, mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng sửa lấy mái tóc của Tần Đông Tuyết. Đồ ngốc, cậu không phải là bình hoa mà tớ cũng không hy vọng cậu làm bình hoa. Tần Đông Tuyết nghe vậy, trong lòng run lên. Không nói cái gì nữa, mà là im lặng rúc vào trong lòng Bùi Đông Lai. Một tiếng sau,
Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết vào khách đại sảnh của khách sạn Yên Kinh thì thấy hai vị lão nhân đang nói chuyện với nhau thật vui thì khiến Bùi Đông Lai cảm thấy có chút kinh ngạc. Đông Tuyết, Đông Lai, lại đây đi. Nhìn thấy hai người Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai thì cổ Bùi Nguyên vẫy vẫy tay, mỉm cười. Miêu Gia Gia, lão sư. Miêu Gia Gia, cổ Gia Gia. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết bước đến rồi vấn an cổ Bùi Nguyên và Miêu lão gia tử. Ngồi đi. Miêu lão gia tử cười cười, đợi Bùi Đông Lai sau khi ngồi xuống thì hỏi. Đông Lai, theo Gia Gia biết được thì đồ đệ của cô Độc Phong Ảnh đang giúp cháu làm việc, cháu mới là chủ nhân sau màn của tập đoàn Đông Hải, đúng không? Vâng, Miêu Gia Gia. Đối mặt với câu hỏi của Miêu lão gia tử, Bùi Đông Lai cũng không có giấm giếm mà là cảm thấy có chút tò mò. Có chuyện gì thế Miêu Gia Gia? Đông Lai, Gia Gia có đề nghị này. Miêu lão gia tử trầm mặc vài giây, ngẩng đầu nhìn lên Bùi Đông Lai, mang theo vài phần ưu sầu, vài phần ngưng trọng nói. Cháu nên biết, mấy năm nay, bởi vì Tây Y áp chế nên Đông Y chẳng những không có phát triển ở ngoại quốc, hơn nữa ở trong nước Đông Y cũng bắt đầu xuống dốc. Bên tai vang lên lời nói của Miêu lão gia tử, thấy bộ dạng lo lắng thì Bùi Đông Lai cũng chấp nhận điều này. Trong tư tưởng của y học thì Tây Y chủ trương xác định nguồn gốc gây bệnh, sau đó tiến hành phác đồ để điều trị. Đông Y thì chủ trương tiếp cận nguồn gốc gây bệnh, hơn nữa khi áp dụng để điều trị thì không chỉ vì bệnh mà còn vì bản thân người bệnh. Nói đơn giản một chút, Tây Y chỉ trị phần ngọn thì đã thấy nhanh. Đông Y thì chỉ tận gốc, nhìn vào thì thấy chậm. Cho nên, Tây Y càng ngày càng phù hợp với sự phát triển của xã hội, mà Đông Y dần dần xuống dốc. Đông Lai. Tổ huấn của Miêu gia chúng ta là y thuật của Miêu gia không được truyền ra ngoài. Miêu lão gia tử thấy Bùi Đông Lai nghi hoặc nhìn mình thì hành văn gãy gọn, nói. Nhưng mà, để cho gia gia đây trơ mắt nhìn Đông Y xuống dốc, ta không cam lòng, ta không hy vọng một ngày nào đó Đông Y sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nếu quả thật có ngày đó thì Trung Quốc sẽ bi ai, mà những người như chúng ta đây cũng cảm thấy có tội. Đông Lai, vì không để cho Đông Y hoàn toàn xuống dốc. Miêu gia gia tính toán đem y thuật hơn 1.000 năm của Miêu gia truyền cho mọi người. Miêu lão gia tử vạch trần đáp án. Còn về phần truyền bá mở rộng như thế nào thì người của Miêu gia không có kinh nghiệm về phương diện này. Cho nên, gia gia hy vọng có thể thông qua tập đoàn Đông Hải của cháu mà có thể phát triển kế hoạch này, kế hoạch cụ thể thì do bên cháu xử lý, cháu thấy thế nào? Ách! Nghe được Miêu lão gia tử nói như thế thì cổ Bồi Nguyên không khỏi ngẩn ra. Thân là ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế thì hắn biết rõ, Miêu lão gia tử chẳng những muốn Đông Y phát dương quang đại hơn nữa điều này cũng mang cho tập đoàn Đông Hải vô số tác dụng. Không riêng gì cổ Bồi Nguyên nhìn ra điểm này, Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết cũng nhìn được. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại nhìn được xa hơn một ít. Ở hắn xem ra, sở dĩ Miêu lão gia tử đem chuyện này giao cho mình làm là muốn trợ giúp mình. Cảm ơn Miêu gia gia, xin gia gia yên tâm. Cháu sẽ cố gắng làm cho Đông Y phát triển mà còn khiến cho cả thế giới phải ca tụng Đông Y của chúng ta. Bùi Đông Lai đứng dậy, cúi đầu với Miêu lão gia tử một cái thật sâu, đáp ứng. Tốt! Miêu lão gia tử nghe được Bùi Đông Lai nói vậy thì kích động đứng lên, hai tay đặt lên vai của Bùi Đông Lai. Gia Gia hy vọng trước khi mình nhắm mắt thì có thể thấy được một màn này. Bùi Đông Lai không nói gì nữa mà cảm thấy gánh nặng trên vai lại nặng thêm một phần. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz S600 chạy trên đường cao tốc tại Yên Kinh đi tới sân bay. Nói cho nó biết tất cả rồi sao? Ngồi ở phía sau, cô Độc Phong Ảnh mở miệng hỏi Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu lắc lắc đầu. Tại sao lại không nói cho nó? Cô Độc Phong Ảnh hơi nghi hoặc. Năm đó, trước khi Vãn Tình chết thì đã có dặn sau này để cho Đông Lai rời xa phân tranh, sống giống như một người bình thường. Vì thế mà tôi đã mai danh ẩn tích suốt 18 năm. Bùi Vũ Phu khe khẽ thở dài, nói. Về sau, ta phát hiện Bùi Đông Lai không cam lòng làm một người bình thường vì thế đã hỏi nó vài lần, cuối cùng nó lại lựa chọn con đường này làm cho ta phải thay đổi lại quyết định. Nó thích hợp đi con đường này để làm cường giả. Cô Độc Phong Ảnh nghĩ đến Bùi Đông Lai trong nửa năm nay không ngừng lớn khôn thì thầm nói. Cường giả cũng có cao thấp nhưng cũng có số mệnh gánh ở trên lưng. Nếu nó đã chọn con đường này thì chẳng những nó cần phải có thực lực cường đại mà phải có được lòng của một cường giả. Để hoàn thành sứ mệnh của mình. Có một số việc, nó thích hợp làm hơn tôi.
Bùi Vũ Phu lộ ra bộ dạng lo xa nghĩ rộng, trong mắt lóe ra tinh quang. Nhưng mà, cơm phải ăn từng miếng, đường cần phải bước từng bước, có như thế nó mới bước đi được trên con đường này. Lão bản thân ái của tôi, vợ chồng hai người vất vả lắm mới được sum họp, sao không ABC, XYZ thêm vài ngày nữa? Hoặc là đem bảo bối tâm can của cậu đến Đông Hải đi. Vào một buổi trưa, trong chiếc Mercedes-Benz S600 đang chạy đến sân bay. Ngồi ở phía sau, thân mặc một chiếc áo khoác mày đỏ kết hợp với quần da màu đen, Quý Hồng mỉm cười trêu chọc Bùi Đông Lai ở một bên. Sở dĩ Bùi Đông Lai không có ở lại thêm Yên Kinh vài ngày nữa là bởi vì sáng nay hắn nhận được điện thoại của tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi. Đông Phương Uyển Nhi nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật của nàng, nếu trước khi mặt trời lặn xuống núi mà Bùi Đông Lai không có mặt ở biệt thự Đàn Cung thì nàng sẽ đánh Bùi Đông Lai thành đầu heo. Còn về phần không mang theo Tần Đông Tuyết trở lại Đông Hải là hắn không hy vọng Tần Đông Tuyết vì mình mà biến thành bình hoa. Lúc này, đối mặt với lời trêu chọc của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai cũng không nói rõ nguyên nhân mà là mặt không đổi sắc, tim không nhảy, cố ý nói. Nếu mang Đông Tuyết đi Đông Hải thì chuyện XXX giữa hai chúng ta sẽ bị bại lộ ra sao? XXX hả? Lão bản thân ái, tôi với cậu đã từng XXX rồi à? Quý Hồng nói xong, cố ý nhích hai ngọn núi của mình lên, đột nhiên nhớ ra cái gì? À, tôi nhớ rồi. Nếu thật sự chúng ta có XXX thì cậu đã thừa dịp tôi đi tắm rửa rồi cậu nhìn lén, đúng không? Bùi Đông Lai không nói gì, tuy rằng hắn sớm thích ứng với những lời trêu chọc của Quý Hồng rồi nhưng mà lấy vẻ phong tao cùng vô sỉ của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai hoài nghi lúc Quý Hồng XXX với nam nhân thì nàng sẽ lựa chọn làm nữ vương A. Tuy rằng lần này qua tử đã ra mặt khiến cho Diệp gia mất đi mặt mũi nhưng mà Diệp gia cũng không có tổn thương đến gân cốt. Sau khi vui đùa xong thì Bùi Đông Lai khẽ xoa huyệt thái dương, vẻ mặt cơ trí nói. Muốn làm cho bọn hắn tổn thất cũng rất khó, dù sao cũng cần phải lo lắng đại cục trước mặt. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, một lòng muốn trả thù Diệp Cấm, Quý Hồng cũng lộ ra vẻ hơi tiếc nuối, nàng cười lanh. Bất quá, lại nói có thể tát một cái vào mặt Diệp gia, mà Diệp gia lại không dám nói gì, điều này đã khiến cho chúng ta hả giận. Cô nói thử. Diệp gia có nhắm vào tập đoàn Đông Hải, bởi vì tập đoàn Đông Hải đã nhuộm đen, mà thực hiện trả thù không? Bùi Đông Lai hỏi. Không. Quý Hồng lắc đầu. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tuy rằng cha của cậu thông qua phương thức giao dịch dễ tát vào mặt Diệp gia một cái, không thể làm tổn thương gân cốt của Diệp gia nhưng mà không người nào dám cam đoan cha của cậu có thể giao dịch thêm lần nữa hay không. Bản thân tôi còn không tin cha của cậu lấy ra toàn bộ lợi thế của mình huống gì là Diệp gia. Thứ hai, tuy rằng tập đoàn Đông Hải bây giờ đã có danh tiếng ở trong nước nhưng mà tập đoàn của chúng ta đang có xu thế nhòm ngó ngôi báu. Một tập đoàn lớn như vậy, hàng năm đóng góp rất nhiều cho quốc gia. Diệp gia muốn động thủ với tập đoàn của chúng ta thì cần phải có nhiều người đồng ý, huống chi sư phụ của cậu là cổ lão lại đang giữ ân soán, cổ lão đang nắm giữ chức chủ tịch danh dự của tập đoàn. Mà Miêu lão gia tử cũng đang định mở rộng y thuật của Miêu gia, đúng không? Tôi cũng cho rằng như vậy. Bùi Đông Lai gật đầu, hắn hiểu được tuy rằng nước mình không giống với những quốc gia ở Âu Mỹ, những tập đoàn lớn có thể thao túng chính trị. Nhưng mà nếu lấy thực lực kinh tế thì người ở phía trên cũng không dám vọng động. 3 tiếng sau, Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng đáp chuyên cơ riêng của tập đoàn đến Đông Hải. Bởi vì Bùi Đông Lai vô cùng coi trọng việc mở rộng y thuật của Miêu gia, vì thế chẳng những lúc ở trên máy bay Bùi Đông Lai đã nói Quý Hồng mời những vị cổ đông đến họp mà hắn còn muốn đích thân đến tham gia. Lúc 2 giờ chiều, khi Bùi Đông Lai mang Quý Hồng đến tập đoàn Đông Hải thì trên tại phòng họp tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Bá! Thấy Bùi Đông Lai, người chưa bao giờ lộ mặt ở tập đoàn Đông Hải đến phòng họp thì sắc mặt toàn bộ mọi người đều biến đổi. Sau đó, trừ Liễu Nguyệt và Ngô Sinh ra thì những người khác đều đứng dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ nhìn về phía Bùi Đông Lai. Kinh sợ không chỉ về thân phận chủ tịch của Bùi Đông Lai. Mà kính sợ là bởi vì bọn hắn nghe được chuyện tình ở Yên Kinh. Tất cả mọi người ngồi đi. Sau đó, không đợi mọi người thu lại ánh mắt, Bùi Đông Lai đã đi đến chỗ ngồi cao nhất tại bàn hội nghị, ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói chuyện với Liễu Nguyệt. Chư vị, cho tới nay mặc dù tôi là chủ tịch của tập đoàn Đông Hải nhưng mà toàn bộ công việc đều do quý tiểu thư toàn quyền quyết định. Mắt thấy mọi người đã ngồi xuống, Bùi Đông Lai liền nghiêm mặt, nhìn về phía trước, nói. Hôm nay, tôi tới nơi này,
mời mọi người họp này không phải là muốn từ phía sau màn đi ra trước đài. Ách! Vốn bọn hắn rất tò mò vì sao Bùi Đông Lai lại xuất hiện ở nơi này, lúc đầu nghe được câu nói của Bùi Đông Lai thì bọn hắn tưởng rằng Bùi Đông Lai sẽ ra mặt quản lý tập đoàn Đông Hải, nhưng mà khi nghe hết câu thì bọn hắn cũng không đoán được mục đích của buổi họp lần này. Hôm nay, tôi muốn tổ chức cuộc họp này là muốn nói cho mọi người một việc. Sau đó, đang lúc mọi người tỏ ra vẻ nghi hoặc thì Bùi Đông Lai vạch trần đáp án. Năm nay, nhiệm vụ quan trọng của tập đoàn của chúng ta là tiến vào lĩnh vực y dược. Lĩnh vực y dược. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì ngoại trừ Liễu Nguyệt ra thì toàn bộ những người khác đều tỏ ra nghi ngờ. Nghi ngờ là bởi vì tuy rằng tập đoàn Đông Hải do mấy tập đoàn hợp lại mà thành, ngành sản xuất rất nhiều, khu vực rất rộng, nhưng mà trừ mấy bệnh viện tư nhân ra thì ở trong lĩnh vực y dược cũng không có bất kỳ căn cơ nào. Cho nên, lúc này nghe Bùi Đông Lai nói muốn tiến quân vào y dược thì bọn hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù sao, lấy tình huống trước mắt của tập đoàn Đông Hải thêm vào Bùi Đông Lai mới danh chấn kinh hoa xong thì mỗi ngành sản xuất của tập đoàn Đông Hải đều là một cây dụng tiền, căn bản là không cần phải hao phí sức lực để tiến quân vào lĩnh vực y dược. Sau đây, sẽ do quý tiểu thư nói rõ tình huống cụ thể cho mọi người. Dường như dự liệu được mọi người sẽ ngơ ngẩn cho nên Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không có tức giận mà là đem quyền nói chuyện giao lại cho Quý Hồng. Chư vị, điều mà Bùi tiên sinh muốn nói là như vậy. Quý Hồng liền hành văn gãy gọn, đem những việc đã bàn với Miêu lão gia tử nói ra cho mọi người biết. Xôn xao. Nghe Quý Hồng nói thì mọi người liền xôn xao. Hiểu nhiên. Mọi người có thể thấy được tương lai tươi sáng của tập đoàn Đông Hải về lĩnh vực y dược này. Chư vị. Sau đó, khi mọi người dần bình tĩnh trở lại thì Bùi Đông Lai lại mở miệng, giọng nói không thể nghi ngờ. Tập đoàn tiến quân vào lĩnh vực y dược có thể không kiếm được tiền, thậm chí là phải thua lỗ, nhưng mà nhất định phải cam đoan là làm cho Đông Y phục hưng, đây là yêu cầu duy nhất của tôi đối với các vị. Lại nghe được Bùi Đông Lai nói thế. Trừ Liễu Nguyệt ra thì toàn bộ mọi người đều cả kinh không nhẹ, sau đó bọn hắn dần bình tĩnh trở lại, có thể ở khách sạn Yên Kinh lực áp Diệp ra, Bùi Đông Lai thiếu tiền sao? Hôm nay, nhân lúc mọi người có mặt đầy đủ thì hãy cùng đi ra liên hoan nào. Sau khi cuộc họp kết thúc, Quý Hồng hướng Bùi Đông Lai đề nghị. Bùi Đông Lai cũng biết đây là một cơ hội để mượn sức lòng người, bất quá là hắn vẫn cười khổ lắc đầu. Hôm nay không được. Vì sao? Vẻ mặt Quý Hồng nghi hoặc hỏi. Bùi Đông Lai cũng không có giấu giếm Quý Hồng. Tôi đã đáp ứng đi dự buổi sinh nhật của Uyển Nhi rồi. Ách! Lý do của Bùi Đông Lai khiến cho Quý Hồng ngẩn ra, sau đó nàng có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lão bản thân ái của tôi, ngài là lão bản mà không muốn chịu trách nhiệm sao? Tuy rằng nói như vậy nhưng lấy hiểu biết của Quý Hồng đối với Bùi Đông Lai thì có rất nhiều chuyện Bùi Đông Lai không vì lợi ích mà làm. Ví dụ như việc Trần Hưng đồng ý lúc nãy. Có thêm cô thì sao? Bùi Đông Lai cười nói. Đệ thân ái của tôi, càng ngày tôi cảm thấy cậu càng vô sỉ a. Tôi cho cậu biết, ngày nào đó tỷ sẽ cho cậu biết cái gì mới gọi là nữ vương chân chính. Quý Hồng hận đến nghiến răng áp hiếp một câu, sau đó tháo chiếc vòng tay ra, nói. Tôi không có thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho Uyển Nhi, giúp tôi đưa cái này cho Uyển Nhi đi. Bùi Đông Lai cười cười rồi đưa tay nhận, sau khi ra khỏi văn phòng Quý Hồng thì hắn xuống lầu đi vào chiếc Mercedes-Benz của Liễu Nguyệt rồi tiến về biệt thự Đàn Cung. Xem ra Liễu Nguyệt mới là người thông minh a. Đúng ở cửa sổ, nhìn thấy Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt rời đi. Vẻ mặt Quý Hồng hối hận vỗ vỗ trán. Đông Lai, tại sao võ thần không về cùng với cậu? Trong chiếc Mercedes-Benz, Liễu Nguyệt không nhịn được mà hướng về Bùi Đông Lai hỏi. Đối với nàng và người anh trai Đông Phương Thần của nàng mà nói thì Bùi Vũ Phi giống như là cha mẹ thứ hai của mình vậy. Sau khi Bùi Vũ Phu rời núi, nàng vì muốn trả phần ân tình này nên đã giao lại tập đoàn Thiên Tường và cả Đông Nguyệt Bang cho Bùi Đông Lai. Bất quá nàng vẫn chưa có cơ hội để gặp mặt nói cảm ơn với Bùi Vũ Phu, điều này khiến cho nàng cảm thấy có chút tiếc nuối. Người đã nhận được lời mời từ các thế gia võ học nên không thể đến đây được. Bùi Đông Lai nói. Như vậy à? Liễu Nguyệt cười khổ một tiếng. Vậy đành đợi một thời gian nữa vậy, khi nào có cơ hội thì gặp mặt mà nói cảm ơn với Vũ Thần. Liễu tỷ, dường như tiểu rất khách khí rồi. Bùi Đông Lai cười khổ. Liễu Nguyệt nghe vậy, cười cười, lại không nói cái gì nữa. 40 phút sau,
Chiếc Mercedes-Benz đi vào biệt thự đàn cung, khi đến trước biệt thự của Liễu Nguyệt thì xe dừng lại. Khi xe dừng lại, không đợi bảo tiêu của Liễu Nguyệt là Tiểu Lăng chủ động mở cửa xe thì Bùi Đông Lai đã đẩy cửa xe ra rồi bước xuống. Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai, trong đầu lại nhớ đến lần đầu tiên Bùi Đông Lai và Cổ Bồi Nguyên đến đây thì Liễu Nguyệt thổn thức không thôi. Ngày đó, Bùi Đông Lai một thân một mình đến chốn đô thị phồn hoa, nơi không phù hợp với mình. Khi đó, ai có thể nghĩ đến một người thiếu niên đi ra khỏi núi, chỉ trong vòng 8 tháng ngắn ngủi mà có thể danh chấn kinh hoa. Tục ngữ nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Từ khi phát sinh sự kiện ở Nam Cảng, Bùi Đông Lai bị bắt phải trồi lên khỏi mặt nước, hắn cũng không giấu thân phận ông chủ sau màn của mấy tập đoàn nữa. Ở dưới dạng tình hình này, Đông Phương Lãnh Vũ một công tử ca đã mất chỗ dựa là Liễu Nguyệt lại dưới sự yêu cầu của các trưởng bối trong nhà thì một đám giống như kẹo da trâu xum xoe nịnh hót Đông Phương Lãnh Vũ, khiến cho Đông Phương Lãnh Vũ trở thành hỗn thế ma vương danh xứng với thực ở Đông Hải thậm chí ở cả vùng tam giác Trường Giang này. Bởi vì bên người có một đám phú nhị đại, quan nhị đại mà chuyện tình của Bùi Đông Lai ở khách sạn Yên Kinh rất nhanh liền truyền vào tai Đông Phương Lãnh Vũ. Đối với lần này thì Đông Phương Lãnh Vũ đã sớm chờ ở cửa biệt thự thấy Bùi Đông Lai xuống xe thì liền vọt tới trước người Bùi Đông Lai, hắn như được uống máu gà mà hưng phấn hoa tay múa chân nói. Em nói Đông Lai ca, anh cũng quá nghiêu đi. Bùi Đông Lai tuy rằng không biết Đông Phương Lãnh Vũ nguyên nhân vì thân phận của mình trồi lên mặt nước mà lôi kéo theo một đám con nhà giàu, biết được chuyện xảy ra ở Yến Kinh, bất quá nghe được ý tứ ở trong lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ thì cũng biết Đông Phương Lãnh Vũ đang nói cái gì. Đông Lai ca, anh không biết đâu đám gia hỏa kia vốn sùng bái anh sát đất hiện giờ lại nghe nói sự thích của anh ở Yên Kinh thì dồn dập muốn em có thể giới thiệu anh cho bọn hắn nhận thức, dùng lời của bọn hắn mà nói thì có thể nhận thức anh bọn hắn chính là liếm giày cho anh cũng nguyện ý. Nguyên nhân có lẽ là quá mức hưng phấn nên không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, Đông Phương Lãnh Vũ nói một tràng ngữ khí hưng phấn vô cùng. Bùi Đông Lai nghe vậy, tức giận cho Đông Phương Lãnh Vũ một cái đánh. Tiểu tử cậu lại cùng đám quần là áo lụa kia hỗn cùng nhau sao? Học kỳ này kết thúc rồi thành tích thế nào? Đông Lai ca, làm sao anh có thể đem em so sánh cùng với bọn chúng thế được? Đông Phương Lãnh Vũ có chút kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Kiểm tra cuối kỳ xếp hạng thứ 16 trong lớp, 148 điểm. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Nghe được thành tích của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai vui mừng nở nụ cười. Hắn biết lấy khả năng của Đông Phương Lãnh Vũ có thể bắt kịp thành tích học tập như vậy đúng là không dễ. Đông Lai ca, làm người phải thành thật một chút, không nên che giấu chứ. Em có nghe nói anh ở trong cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng đạt được 3 cái giải quán quân. Đánh đến tàn phế vương của bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết, thật quá nghiêu. Đông Phương Lãnh Vũ nói xong, vẻ mặt lấy lòng nắm chặt lấy cánh tay của Bùi Đông Lai nói. Đông Lai ca. Anh đã đáp ứng dạy em đua xe cùng luyện võ, thời gian lâu như vậy mà vẫn không thấy động tĩnh gì nếu không thì thừa dịp này anh đến hội sở Đông Nguyệt dạy em công phu cùng kỹ năng tác chiến của bộ đội đặc chủng đi. Tiểu Vũ, xem ra cháu rất thích tham gia quân ngũ nhỉ. Nếu như vậy, cháu cũng không cần đi học nữa, tiểu cô cho cháu đi bộ đội, chỉ cần cháu có được kỹ năng của bộ đội đặc chủng, tiểu cô tuyệt đối không ngăn cản cháu. Lúc này đây không đợi Bùi Đông Lai mở miệng. Liễu Nguyệt vừa xuống xe tức giận trừng mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ một cái. Cho tới nay, Đông Phương Lãnh Vũ tuy rằng luôn nghe lời Liễu Nguyệt chứ không phải là sợ hãi. Lúc này nghe Liễu Nguyệt vừa nói như vậy thì quệt miệng hừ lạnh nói. Tiểu cô, ai nói cháu muốn đi lính nào? Cháu là muốn giống như Đông Lai ca vậy, kỹ thuật lái xe nhất lưu, công phu nhất lưu, thuật bắn súng nhất lưu, nói đơn giản một chút chính là không cần tham gia quân ngũ cũng có thể thỏa sức tung hoành ngang dọc. Đông Lai ca của cháu thành tích học tập nhất lưu, cái này sao cháu không học theo? Liễu Nguyệt cố ý bày ra khuôn mặt nghiêm nghị, cứng rắn hỏi. Ách! Đông Phương Lãnh Vũ một đầu hắc tuyến không phản bác được, cuối cùng thấy Liễu Nguyệt cùng Bùi Đông Lai đi vào trực tiếp nóng nảy bắt lấy cánh tay của Bùi Đông Lai. Tiểu cô, Đông Lai ca, cháu cố gắng học tập như vậy vẫn không được sao? Học kỳ này chú có tiến bộ rất lớn. Để làm phần thưởng cho chú thì trong kỳ nghỉ đông này anh sẽ dạy chú kỹ năng cách đấu. Bùi Đông Lai cười nói. Ok con dê. Đông Phương Lãnh Vũ nghe vậy trực tiếp hưng phấn nhảy cẳng lên. Mà Liễu Nguyệt cũng không có đi ngăn cản mà là hai mắt tỏa sáng, khóe miệng khẽ hé nở một nụ cười nhẹ không dễ phát giác. Nhật xuất Đông Lai. Sau đó,
Liễu Nguyệt mang theo Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ đi xuyên qua sân biệt thự đi vào cửa chính thì Đông Phương Uyển Nhi thân mặc quần áo công chúa hai tay chống nạnh đứng ở trước cửa chính trợn mắt nhìn về hướng Bùi Đông Lai, rất có tư thế của một kẻ làm quan. Ách! Nhận thấy được vẻ tức giận trên mặt tiểu ma nữ, Bùi Đông Lai ngạc nhiên một trận, không biết mình đã trêu chọc cô nãi nãi này lúc nào, hắn nghi hoặc tiến lên cười nói. Uyển Nhi, sinh nhật vui vẻ. Hừ! Tiểu ma nữ bĩu môi. Nhật xuất Đông Lai, anh là đại lừa đảo. Đại lừa đảo. Nghe được lời nói của tiểu ma nữ, không riêng gì Bùi Đông Lai, ngay cả Liễu Nguyệt cùng Đông Phương Lãnh Vũ đều là vẻ mặt nghi hoặc. Uyển Nhi, Đông Lai ca trêu chọc em như thế nào? Nghi hoặc rất nhiều, Đông Phương Lãnh Vũ vừa được ưu đãi nơi Bùi Đông Lai chủ động giải vây cho Bùi Đông Lai. Anh ở một bên mà nghe đi. Tiểu ma nữ tuyệt không lĩnh tình mà là tức giận nhìn Bùi Đông Lai. Nhật xuất Đông Lai, ngày hôm qua anh nói trong điện thoại đáp ứng em cái gì còn nhớ không? Ách! Bùi Đông Lai khẽ nhếch miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Ngày hôm qua hắn nhận được điện thoại của Đông Phương Uyển Nhi thì hắn đang đi dạo cùng Tần Đông Tuyết, bên ngoài ồn ào không nghĩ qua là đáp ứng với tiểu nha đầu sẽ dẫn Tần Đông Tuyết đến dự sinh nhật của Đông Phương Uyển Nhi. Ngô, việc này, này! Đối mặt với vẻ mặt tức giận của Đông Phương Uyển Nhi đang mân mê cái miệng nhỏ thì Bùi Đông Lai giải thích nói. Đông Tuyết tỷ tỷ của em có một việc vô cùng trọng yếu cần phải xử lý nên không có cách nào tới tham gia sinh nhật của em được, bất quá nàng bảo anh mang đến một lễ vật cho em. Thanh âm vừa dứt thì Bùi Đông Lai từ trong túi lấy ra ba cái hộp. Đây là vòng tay mà Đông Tuyết tỷ tỷ tặng cho em, đây là thủ liên mà Quý Hồng tặng em, còn đây là vòng cổ của anh tặng em. Hừ, đại lừa đảo. Đông Phương Uyển Nhi ngay cả liếc mắt một cái cũng không liếc nhìn lễ vật mà là khẽ hừ một tiếng, sau đó tức giận xoay người lắc cái mông nhỏ vào nhà. Uyển Nhi trêu cậu thôi, chúng ta vào đi. Liễu Nguyệt thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai quĩnh lên đứng nguyên tại chỗ, nhịn không được cười nói. Bùi Đông Lai cũng biết Đông Phương Uyển Nhi luôn luôn tinh quái thích đùa dai liền cười gật đầu thu hồi lễ vật đi theo Liễu Nguyệt tiến vào đại sảnh. Bởi vì nguyên nhân tổ chức sinh nhật cho Đông Phương Uyển Nhi mà các kiến trúc trong đại sảnh đều bố trí rất đẹp, trên nóc nhà có mười mấy quả bóng bay không nói, rất nhiều góc trong phòng đều bày biện búp bê rất đáng yêu. Thấy Bùi Đông Lai đi theo Liễu Nguyệt vào nhà, tiểu ma nữ ngồi ở trên ghế salon hai tay ôm ngực bắt chéo hai chân khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Bùi Đông Lai. Liễu tiểu thư, phó thị trưởng tới. Sau đó... Sau khi Bùi Đông Lai đi theo Liễu Nguyệt ngồi ở trên ghế salon xong thì một gã bảo tiêu đi vào đại sảnh nói. Phó thị trưởng. Nghe được ba chữ kia, trong đầu Bùi Đông Lai lập tức hiện ra một đạo thân ảnh. Lúc trước, hắn đi theo Liễu Nguyệt tham gia buổi tụ hội kinh tế của vùng Tam Giác Trường Giang. Ở trên Trân Châu Hào đã từng được gặp Phó Dòng, nhị đương gia của Đông Hải chủ trì hội nghị ngày đó, lúc ấy hắn cũng nhìn ra được Phó Dòng rất có hảo cảm đối với Liễu Nguyệt. Nghe bảo tiêu nói là Phó Dòng đến đây, Liễu Nguyệt đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại. Bùi Đông Lai thấy thế, biết rõ Liễu Nguyệt không có mời Phó Dòng, đối phương thuộc loại không mời mà đến. Để cho hắn vào đi. Sau khi hiểu được điểm này, Bùi Đông Lai không đợi Liễu Nguyệt mở miệng liền chủ động nói. Vâng, Bùi tiên sinh. Từ sau trận chiến ở Ngưu Thủ Sơn, thủ hạ của Liễu Nguyệt đối với Bùi Đông Lai thập phần kính sợ. Lúc này nghe được Bùi Đông Lai vừa nói như vậy thì cũng không trưng cầu ý kiến của Liễu Nguyệt mà là trực tiếp lĩnh mệnh rời đi. Nửa phút đồng hồ sau, Phó Dòng trong sự dẫn đường của một gã bảo tiêu vẻ mặt mỉm cười tiến vào đại sảnh. Ân! Ngạc nhiên chứng kiến Bùi Đông Lai ngồi ở trên ghế salon trong đại sảnh, đồng tử Phó Dòng đột nhiên phóng đại, sau đó như là gặp được lão bằng hữu thông thường tiến lên hai bước dùng một loại ngữ khí cung kính chào hỏi. Bùi thiếu! Chào ông, Phó thị trưởng! Bùi Đông Lai mỉm cười đứng dậy, thấy Phó Dòng chủ động vươn tay ra thì cũng bắt tay một cái. Đã từng, Bùi Đông Lai ở trên Trân Châu Hào chủ động bắt tay với Phó Dòng, mà Phó Dòng lúc đó chỉ là vì không muốn mất phong độ mà tùy ý bắt một chút. Giờ khắc này, Phó Dòng nhìn thấy Bùi Đông Lai chẳng những chủ động bắt tay hơn nữa cường độ cũng mạnh hơn không ít. Chi tiết này, đủ để chứng tỏ địa vị của Bùi Đông Lai ở trong lòng Phó Dòng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như vì xác minh điểm này mà Phó Dòng nắm lấy tay của Bùi Đông Lai rồi nói. Bùi thiếu từ Yên Kinh trở về lúc nào vậy? Buổi chiều vừa tới. Bùi Đông Lai như cũ vẫn mỉm cười. Không biết Phó thị trưởng tối nay tới nơi này làm gì vậy? Là như vậy,
hôm nay là sinh nhật Uyển Nhi, tôi vội tới đây tặng quà sinh nhật cho Uyển Nhi. Nghe Bùi Đông Lai hỏi thì Phó Dung hơi có vẻ xấu hổ, sau đó mỉm cười ngượng ngùng nói rõ ý đồ đến đây. Phó thị trưởng, lễ vật của ngài tôi thay mặt Uyển Nhi xin nhận. Liễu Nguyệt luôn trầm mặc nãy giờ đột nhiên mở miệng, ngữ khí không nóng không lạnh. Ngài thân ở địa vị cao trăm công ngàn việc, nếu để cho người khác biết ngài vì chút chuyện nhỏ này mà tự mình đi một chuyến có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với ngài. Không sao, không sao, sinh nhật của con trẻ mà náo nhiệt là bình thường thôi. Phó Dung nghe ra trong lời nói của Liễu Nguyệt có ý tứ bất quá cũng cười ha ha lấy lòng. Phó thúc thúc, ngài nói không sai, sinh nhật của một tiểu hài tử như cháu chính là rất náo nhiệt, bất quá tới tham gia sinh nhật của cháu đều là bạn học của cháu, Uyển Nhi sợ ngài không theo kịp bọn họ thôi. Đông Phương Uyển Nhi chớp mắt, vẻ mặt đáng yêu nói. Ách, nụ cười trên mặt Phó Dung hơi có vẻ cứng ngắc, hắn đường đường là nhân vật số 2 của Đông Hải có thể vui chơi cùng với tiểu hài tử hay sao? Đương nhiên không thể. Hắn tới nơi này là vì mượn cơ hội muốn tiếp cận Liễu Nguyệt, muốn cùng Liễu Nguyệt thành một đôi. Phó thị trưởng, tôi thay mặt Uyển Nhi cảm ơn ý tốt của ngài. Coi như Phó Dung không biết nên trả lời như thế nào thì Bùi Đông Lai cười nói. Bất quá Liễu tỷ nói cũng đúng, vì con đường làm quan của ngài mà suy nghĩ sau này chuyện tình giống như thế này ngài cũng không cần phải tự mình đích thân tới. Bùi thiếu nói rất đúng, là tôi sơ sót. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười vô hại của Bùi Đông Lai thì Phó Dung chỉ cảm giác như mình lọt vào hầm băng, cả người lạnh run, sau đó hắn miễn cưỡng cười gật đầu nói. Đúng rồi, tôi còn có một cái hội nghị khẩn cấp cần phải tham dự, không quấy rầy mọi người nữa, chúc mọi người có một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ. Thanh âm vừa dứt, Phó Dung cười mấy tiếng sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh. Nháy mắt xoay người. Nụ cười trên mặt Phó Dung không còn sót lại chút gì, khóe mắt điên cuồng giựt vài cái, trong con người của hắn toát ra mấy phần ủy khuất. Nguyên nhân bởi vì ở địa vị cao mà đối với chuyện hắn theo đuổi Liễu Nguyệt, phát động thế công đối với Liễu Nguyệt mà Liễu Nguyệt tuy rằng biểu hiện ra thập phần lãnh đạm, chỉ là vì cho hắn mặt mũi mà nàng chưa bao giờ chủ động cự tuyệt giống như ngày hôm nay. Mà hôm nay, Liễu Nguyệt chẳng những ngay trước mặt cự tuyệt ý tốt của hắn mà Bùi Đông Lai còn dùng một loại giọng điệu uy hiếp, ám chỉ hắn sau này cách xa Liễu Nguyệt một chút. Điều này làm cho hắn có cảm giác còn khó chịu hơn khi lúc ăn cơm nuốt phải một con ruồi. Khó chịu thật nhiều, nhưng so với quyền lực cùng với sắc đẹp thì hắn lựa chọn cái trước. Bởi vì, người trẻ tuổi kia xưa đâu bằng nay đã không còn là tiểu lâu la ở trong mắt của hắn mà là có thể tùy tay một cái cũng có thể bóp chết hắn. Xe riêng của Phó Dung vừa mới rời đi thì một chiếc Cayenne đến biệt thự. Khi xe dừng lại, năm người Ngô Vũ Trạch, Trang Bích Phàm, Cổ Văn Cảnh, Tăng Khả Tâm cùng Dương Tĩnh cùng nhau xuống xe. Bởi vì thời điểm Tết Nguyên Đán đám người Ngô Vũ Trạch đã từng tới nơi này nên Bảo Tiêu phụ trách ở cửa đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Mỉm cười chào hỏi đám người Ngô Vũ Trạch sau đó cho vào. Ca Kháo, Đông Lai. Tiến vào đại sảnh, chứng kiến Bùi Đông Lai thì năm người Ngô Vũ Trạch đều là sửng sốt, sau đó vẻ mặt của Ngô Vũ Trạch kinh dị hô lên. Các chú, mọi người cũng tới sao? Vẻ mặt Bùi Đông Lai cũng là buồn bực, trong ký ức của hắn đám người Ngô Vũ Trạch chỉ có gặp mặt hai người Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi lúc hắn từ Nam Cảng trở về, không có lẽ nào lại tới tham dự sinh nhật của Đông Phương Uyển Nhi. Bùi Đông Lai không biết là trong khoảng thời gian khi hắn tới Yên Kinh đặc huấn cùng với quân khu Giang Ninh thì đám người Ngô Vũ Trạch cứ đến cuối tuần lại cùng hội họp cùng với Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi nên quan hệ nhanh chóng kéo gần lại. Dựa vào cái gì mà cậu có thể tới mà tụi ca không thể tới chứ? Đúng vậy. Tụi ca chính là tới dự sinh nhật của Uyển Nhi. Ba người Ngô Vũ Trạch, Trang Bích Phàm cùng Cổ Văn Cảnh lần lượt mở miệng. Đúng thế, Bùi Đông Lai. Dương Tĩnh cùng là vui vẻ nói. Trường học đã nghỉ rồi, sở dĩ chúng tớ chưa trở về là vì muốn dự sinh nhật hôm nay của Uyển Nhi, hơn nữa là muốn đợi cậu trở về làm một bữa tụ tập, ai biết đâu cậu trở về cũng không có thông báo một tiếng. Không có lương tâm. Quá không có lương tâm. Siêu cấp vô tình. Ba người Ngô Vũ Trạch, Trang Bích Phàm, Cổ Văn Cảnh dồn dập khinh bỉ. Đúng rồi, như thế nào mà Hạ Y Na lại không tới? Bùi Đông Lai thấy thế cười xấu hổ, sau đó phát hiện trong đám người không có Hạ Y Na liền hỏi. Lấy hiểu biết của hắn đối với Hạ Y Na, nàng là một người thích náo nhiệt, Dương Tĩnh cùng Tằng Khả Tâm đều đến đây, Hạ Y Na không có đạo lý nào lại không đến mới đúng.
Na tỷ nói trong nhà có việc nên đã trở về rồi. Tằng Khả Tâm luôn im lặng lên tiếng giải thích. Bên tai vang lên lời giải thích của Tằng Khả Tâm, Bùi Đông Lai rõ ràng thấy vẻ mặt của Ngô Vũ Trạch có chút quái dị. Phát hiện này khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy được Hạ Y Na có thể gặp phải phiền toái nào đó, bất quá cũng không có hỏi ngay tại chỗ. Này, 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 hôm nay là sinh nhật của em nhé, các người vào cửa không nhìn em thì cũng thôi chứ sao lại trò chuyện cùng với tên đại lừa gạt này. Mắt thấy năm người Ngô Vũ Trạch từ lúc đi vào chỉ lo nói chuyện cùng với Bùi Đông Lai hoàn toàn không để ý sự hiện hữu của mình nên tiểu ma nữ lập tức bất mãn đứng dậy kháng nghị. Uyển Nhi, Đông Lai lừa em cái gì vậy? Nói cho Vũ Trạch ca biết rồi Vũ Trạch ca sẽ giúp em dạy dỗ hắn một bài học. Ngô Vũ Trạch cười tiến lên lấy lễ vật từ trong túi ra nói. Đây là quà của Vũ Trạch ca tặng cho em. Uyển Nhi, em chưa thấy bọn anh khinh bỉ Đông Lai sao? Trang Bích Phàm cũng tiến lên đưa ra quà tặng. Hi hi. Chứng kiến hai người Ngô Vũ Trạch cùng Trang Bích Phàm trở mặt so với cởi quần còn nhanh hơn thì mọi người đều không nhịn được cười. Liên hoan, hát sinh nhật, cầu nguyện. Ăn bánh ngọt. Sinh nhật của Đông Phương Uyển Nhi cùng với người thường cũng không có gì khác nhau, vô cùng đơn giản. Chỉ là, cùng với sinh nhật người bình thường chính là lúc thời điểm ăn bánh ngọt thì Đông Phương Uyển Nhi thân là người được chúc mừng lại không có bị người dùng bánh ngọt bôi lên mặt, ngược lại Bùi Đông Lai khiến cho mọi người căm phẫn bị bôi bánh ngọt lên đầy người. Vũ Trạch, Hạ Y Na có phải là đã gặp phải chuyện gì đúng không? Trong phòng vệ sinh, Bùi Đông Lai một bên rửa bánh ngọt trên mặt, một bên hướng Ngô Vũ Trạch hỏi. Ông ngoại của Hạ Y Na đã qua đời. Ngô Vũ Trạch vừa nói vừa lấy tay lau quần dài cười khổ nói. Nếu không phải là như thế thì lấy tính tình của nàng chắc chắn sẽ không bao giờ trở về. Bởi vì nàng là người đầu tiên đề nghị chờ chú trở về sẽ tổ chức một buổi tụ họp. Chuyện xảy ra khi nào? Ngạc nhiên nghe được lời nói của Ngô Vũ Trạch, Bùi Đông Lai ngẩn ra, mặc dù là hắn không có gặp qua ông ngoại của Hạ Y Na. Chỉ là lúc trước hắn ở hàng hồ chọc tới Phương Trấn thì ông ngoại của Hạ Y Na bởi vì lời thỉnh cầu của Hạ Y Na mà cố gắng trợ giúp cho Bùi Đông Lai, chỉ là cuối cùng bởi vì thế lực của Phương Trấn thật sự quá lớn khiến cho ông ngoại của Hạ Y Na cũng không thể nhúng tay vào được. Ba ngày trước, Ngô Vũ Trạch thở dài sau đó nói. Đông Lai, thái độ làm người của Hạ Y Na rất trượng nghĩa, hay là ngày mai chúng ta đi Tây Nam một chuyến? Nếu ông ngoại của nàng còn chưa có được chôn cất thì chúng ta viếng một vòng hoa, còn nếu ông ngoại của nàng đã được chôn cất thì chúng ta tới đó có thể khiến tâm tình của nàng tốt hơn một chút. Được. Bùi Đông Lai đồng ý với lời đề nghị của Ngô Vũ Trạch. Tuy rằng nguyên nhân hắn bởi vì Tần Đông Tuyết, vì không muốn Tần Đông Tuyết thất vọng mà cũng không muốn Hạ Y Na bị thương tổn nên hắn lựa chọn đau dài không bằng đau ngắn, không có nhận tình cảm của Hạ Y Na, chỉ là hắn biết. Cô gái có tính cách ngay thẳng kia từng ở trong hai lần sự kiện huấn luyện quân sự cùng với sự kiện ở hàng hồ trợ giúp chính mình về tình về lý hắn là nên đến viếng ông ngoại của nàng khiến nàng cảm thấy được an ủi phần nào. Xuân Thành ở Tây Nam trong một nhà tang lễ. Hạ Y Na quỳ gối trước linh đường đốt giấy để tang, hai mắt nàng đỏ ngầu nước mắt tùy ý chảy xuống. Y Na, đừng khóc nữa. Tống Hân cũng quỳ gối trước linh đường. Đôi mắt bà cũng phiếm hồng đem nữ nhi kéo vào trong lòng. Tuy là nói như vậy nhưng mà Tống Hân thân là mẹ của Hạ Y Na rất rõ ràng, bởi vì từ nhỏ Hạ Y Na đã ở trong quân khu đại viện trưởng cho nên tình cảm của Hạ Y Na với ông ngoại của nàng vô cùng tốt. Bởi vì cảm tình đối với ông ngoại vô cùng tốt, bởi vì không có được gặp mặt ông ngoại lần cuối mà Hạ Y Na sau khi trở về liền luôn luôn lấy nước mắt rửa mặt. Đôi mắt khóc đến sưng đỏ nhưng cho dù là như thế thì mỗi lần nàng nhìn lên di ảnh da da của nàng thì nước mắt cũng sẽ không thể khống chế mà chảy ra. Tiểu Hân, như thế nào mà Hạ Hà còn chưa có quay về? Mắt thấy Tống Hân đem Hạ Y Na kéo vào trong lòng thì nam nhân trung niên đứng một bên nhíu mày hỏi. Hắn là Tống Dương, là anh trai của Tống Hân, là giáo quan ở trong quân đội có được thân phận so với người thường hơn rất nhiều nhưng nếu so sánh với những người khác ở trong quân khu đại viện thì cũng không đáng được nhắc tới. Không riêng gì hắn, Tống Hân ở trong quân y viện đảm nhiệm chức quân y luận thân phận địa vị cũng rất bình thường. Hai ngày nay đều không liên lạc được với anh ấy. Nghe được Tống Dương nhắc tới chồng của mình, Tống Hân cũng là nhíu mày. Ba ngày trước, sau khi ông ngoại của Hạ Y Na qua đời thì bà trước tiên gọi điện thoại cho Hạ Hà đang ở nước ngoài. Hạ Hà nói cho bà biết sẽ mau chóng trở về nhưng là đã ba ngày trôi qua vẫn chưa thấy trở lại. Ngoài ra,
trong 3 ngày vừa qua trừ cú điện thoại đầu tiên mà Tống Hân gọi cho Hạ Hà thì cũng không liên lạc được với Hạ Hà. Với tính tình của hắn hẳn là đã sớm gấp trở về, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Thân là anh vợ của Hạ Hà, Tống Dương đối với Hạ Hà cũng là biết khá rõ, hắn biết rằng cậu em rể này tuy rằng rất hám tài nhưng lại là một nam nhân trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước ông ngoại của Hạ Y Na đồng ý gả Tống Hân cho Hạ Hà cũng chính là bởi vì coi trọng điểm này ở Hạ Hà. Tống Dương còn biết điểm này huống chi là Tống Hân. Theo Tống Hân xem ra, lấy tính khí trọng tình trọng nghĩa của nam nhân của mình, biết được cha mình qua đời thì dù sinh ý có lớn đến đâu cũng sẽ vứt qua một bên. Bởi vì biết điểm này nên lúc này nghe được lời nói của Tống Dương, Tống Hân không khỏi nhăn mày, trong con người toát ra lo lắng thật sâu. Sau đó, không đợi Tống Hân trả lời, một nam nhân có khuôn mặt giống vài phần với Hạ Hà đi vào. Hạ Minh, có tin tức của anh chú chưa? Tống Hân nhìn thấy thì liền vội vàng hỏi. Hạ Minh lắc lắc đầu, sau đó thấy vẻ mặt lo lắng của Tống Hân lại nói. Chị dâu, em đã phái người đi Myanmar tìm anh ấy, sẽ rất nhanh truyền về tin tức, chị không cần lo lắng anh ấy sẽ không có chuyện gì. Ừ, Tống Hân nhẹ nhàng lên tiếng. Hạ Minh thấy thế cũng có chút bận tâm Hạ Hà có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng nghĩ lại Hạ Hà người anh trai của mình từ lúc tay trắng làm nên sự nghiệp đến bây giờ đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, mỗi một lần đều có thể vượt qua thì mong là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Minh có chút yên lòng nói. Tống đại ca, chị dâu, Ina, thời gian không còn sớm, mọi người trước tiên đi ăn chút gì đi. Chị không đói. Tống Hân lắc lắc đầu. Sau đó vuốt ve đầu của Hạ Ina nói. Ina, con với cậu của con đi ăn chút gì đi. Hạ Ina nhẹ lắc đầu. Anh cũng không đói. Tống Dương thấy thế thở dài căn bản là cũng không có đói. Người là sắt, cơm là thép, mọi người không ăn cơm sao mà chịu được. Hạ Minh khuyên nhủ. Reng, reng. Lúc này đây, không đợi 3 người cấp ra câu trả lời thuyết phục thì điện thoại trong tay Hạ Minh đột nhiên rung lên. Nghe được tiếng điện thoại di động, 3 người Tống Hân, Tống Dương, Hạ Ina đều là ngẩn ra, không kìm lòng được mà nhìn vào Hạ Minh. Trong lòng của Hạ Minh cũng vừa động, tưởng điện thoại của Hạ Hà vội vàng lấy điện thoại di động ra. Ách! Ngay sau đó, thấy được dãy số biểu hiện trên màn hình điện thoại di động thì Hạ Minh chẳng những không nghe máy mà còn nhíu mày. Hạ Minh, là điện thoại của anh ấy sao? Tống Hân không có phát hiện Hạ Minh có gì dị thường mà khẩn trương hỏi. Không phải, chị dâu. Hạ Minh lắc đầu, sau đó ấn nút từ chối nghe không tiếp cuộc điện thoại này. Reng, reng. 1 giây đồng hồ sau, điện thoại trong tay Hạ Minh lại rung lên lần nữa. Em đi ra ngoài nghe điện thoại. Hạ Minh thấy thế sắc mặt phức tạp nói một câu sau đó đi ra ngoài. Từ Vạn Sơn, hơn nửa đêm ông gọi điện thoại cho tôi làm gì? Vừa ra ngoài, Hạ Minh liền đi ra thật xa mới nghe điện thoại. Giọng nói tương đối bất thiện. Sở dĩ như vậy là bởi vì Từ Vạn Sơn ở trong miệng hắn được người giang hồ xưng là Từ gia là chùm buôn thuốc phiện lớn nhất quốc nội. Tục ngữ nói, một núi không chứa được hai hổ. Từ Vạn Sơn thân là chùm buôn thuốc phiện lớn nhất, quanh năm chiếm giữ vùng Tây Nam, thế lực thâm căn cố đế, đối với ngành sản xuất ngọc thạch thèm muốn đã lâu, nhất là đổ thạch. Nhưng mà, bởi vì Hạ Hà không phải là người dễ chọc, lại thêm có cha vợ là nhân vật nắm quyền số 1 của quân khu Tây Nam cho nên từng ấy năm trôi qua cho dù Từ Vạn Sơn động tâm nhưng không có hành động, cùng với Hạ Hà thuộc loại nước sông không phạm nước giếng. Ở dưới dạng tình hình này, cha vợ của Hạ Hà vừa mới qua đời thì Từ Vạn Sơn lại gọi điện thoại tới, giọng nói của Hạ Minh tự nhiên sẽ không khách khí. Hạ Minh, anh của cậu hình như còn chưa trở về đúng không? Đầu bên kia điện thoại, Từ Vạn Sơn cười hỏi. Từ Vạn Sơn, ông. Nghe được lời nói của Từ Vạn Sơn, trong lòng của Hạ Minh vừa động sắc mặt đột nhiên đại biến. Hạ Minh a, cậu không nên kích động tôi đây cũng vừa mới lấy được tin tức. Ân, anh của chú không có khả năng quay trở lại bởi vì hắn đã chết, chết ở Myanmar. Giọng nói của Từ Vạn Sơn tỏ ra thoải mái. Đệt con ma. Hạ Minh tức giận mắng. Tôi gọi điện thoại cho cậu không phải là muốn cậu tin lời của tôi, bởi vì rất nhanh thì cậu sẽ thu được tin tức anh của cậu bị giết. Đầu bên kia điện thoại, Từ Vạn Sơn nhẹ nhàng phủi phủi khói bụi xì gà, cười nói. Từ Vạn Sơn, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Lần thứ 2 nghe được lời nói của Từ Vạn Sơn,
trực giác cùng lý trí nói cho Hạ Binh, Hạ Hà thật sự đã xảy ra chuyện, hơn nữa rất có thể là từ Vạn Sơn động thủ. Hắc, chỉ bằng mày sao Hạ Binh? Đầu bên kia điện thoại, ngữ khí của Từ Vạn Sơn đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng âm trầm, bên trong âm trầm xen lẫn theo uy hiếp nồng đậm. Tao luôn luôn phản đối việc xuống tay với anh của mày, chẳng qua là bởi vì anh của mày có một cha vợ nắm quyền một quân khu trong tay thôi. Cây đổ bầy khỉ tan, hiện giờ chỗ dựa vững chắc của anh mày đã ngã, hơn nữa anh của mày cũng đã chết, chỉ bằng Hạ Binh mày mà dám đấu với tao sao? Mày! Hạ Binh không phản bác được, hắn biết Từ Vạn Sơn nói rất đúng sự thật. Hạ Binh, tao cho mày biết, của cái của anh mày lưu lại, Từ Vạn Sơn này cần hết. Mày có thể lựa chọn bán cho tao, cũng có thể lựa chọn lấy trứng trọi đá để cho lão bà cùng nữ nhi của Hạ Hà xuống Diêm Vương Điện phụng bồi Hạ Hà. Từ Vạn Sơn cười lạnh một tiếng. Lựa chọn như thế nào, trước khi chôn cất tống lão tạp mau thì gọi điện thoại cho tao. Giọng nói vừa dứt, Từ Vạn Sơn trực tiếp cúp điện thoại. Cha, Hạ Binh sẽ đem tập đoàn Hạ Thị bán cho chúng ta sao? Trong một tòa biệt thự ở khu ngoại ô, một gã thanh niên có đôi mắt ưng, sống mũi cao, đầu bóng lưỡng nhìn Từ Vạn Sơn đang ngậm xì gà hỏi. Hắn không có lựa chọn nào khác. Từ Vạn Sơn bóp tắt xì gà, cười lạnh một tiếng. Huống chi Hạ Binh cùng Hạ Hà bất đồng, Hạ Hà là một người dám liều mạng, còn Hạ Binh chỉ là một con chó con thôi, không có anh của hắn thì cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám đấu với cha. Cũng đúng. Nghe được lời nói của Từ Vạn Sơn, thanh niên đầu bóng lưỡng không nhịn được cười. Hắn biết cha của mình nói mua lại cùng cướp đoạt cũng không sai biệt lắm, là cấp cho bên ngoài một cái công đạo mà thôi. Đúng rồi, cha nói Hạ Hà tới cùng là chết ở trong tay người nào? Thanh niên đầu bóng lưỡng lại hỏi. Hắn chết ở trong tay ai không quan trọng, quan trọng là, hắn là người làm nền cho chúng ta. Từ Vạn Sơn lại nở nụ cười, cười đến vô cùng đắc ý. Cùng lúc đó, nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô. Hạ Binh giống như bị trung phải thuật định thân, thân thể vẫn không nhúc nhích. Reng, reng. Không biết qua bao lâu, tiếng điện thoại di động lại vang lên. Hạ Binh cầm lấy di động vừa nhìn rõ ràng phát hiện là điện thoại của một gã thủ hạ, lập tức lấy lại tinh thần ấn nút nghe máy. Binh gia, Hạ gia đã chết. Điện thoại vừa chuyển, giọng nói run rẩy của tên thủ hạ kia giống như một đạo sấm rền nổ vang bên tai Hạ Binh, khiến cho Hạ Binh lại sững sờ ngay tại chỗ. Từ đâu mà cậu có được tin tức này? Sau một lúc ngây người, giọng nói Hạ Binh trầm thấp hỏi. Binh gia, tin tức này đã truyền khắp biên cảnh. Đầu bên kia điện thoại, thủ hạ của Hạ Binh run rẩy nói. Dựa tin tức truyền đi, trên đường rời khỏi Myanmar thì Hạ gia đã bị người chặn giết, bất quá lại không biết là ai làm. Bá! Lần nữa nghe được câu trả lời của thủ hạ, tay phải Hạ Binh run lên, di động trực tiếp rơi xuống mặt đất. Không biết qua bao lâu, Hạ Binh nhắm mắt lại, dùng sức lắc lắc đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, xoay người đi vào bên trong. Chị dâu, em vừa mới nhận được tin tức. Tiến vào linh đường, Hạ Binh nhìn thoáng qua Hạ Y Na cùng Tống Hân lấy nước mắt rửa mặt, sắc mặt khó coi nói. Anh của em đã xảy ra chuyện. Cái gì? Tống Hân cả kinh buông Hạ Y Na ra nhảy dựng lên. Hạ Binh cắn chặt răng. Anh của em ở Myanmar đã xảy ra chuyện. Đã, xảy ra chuyện gì? Tống Hân thanh âm run rẩy hỏi. Anh ấy đã chết. Bịch. Lời nói của Hạ Binh vừa ra khỏi miệng, không đợi Tống Hân trả lời thì Hạ Y Na đã liền trực tiếp ngã xuống, hôn mê. Nhà dột còn gặp mưa đêm. Độ ẩm thích hợp, ánh sáng mặt trời không gay gắt, mùa đông ngắn, hoa tươi hàng năm rất nhiều, cỏ cây bốn mùa đều tươi tốt. Bốn mùa như xuân. Khí hậu dễ chịu ở Xuân Thành chẳng những là thành phố lớn duy nhất ở tỉnh Tây Nam mà còn là thành thị lớn thứ tư vùng Tây Bộ, vẫn còn đó một lượng lớn di tích lịch sử cấp quốc gia, khách du lịch đổ đến đây nhiều vô kể, thậm chí rất nhiều kẻ có tiền đã sắm riêng cho mình một biệt thự ở Xuân Thành, hàng năm bớt chút thời gian nghỉ phép để nghỉ tại đây. Ca kháo, thật nhiều mỹ nữ nha. Sân bay Phổ Đông, Ngô Vũ Trạch chứng kiến ở trong đại sảnh sân bay có rất nhiều khách du lịch đến Xuân Thành là các em xinh đẹp thì như phát hiện ra một đại lục mới, hai mắt tỏa sáng. Vũ Trạch, cậu không phải là có thi vận tỷ rồi sao? Như thế nào còn hoa tâm như vậy? Nghe được Ngô Vũ Trạch cảm thán, Tăng Khả Tâm mang theo vài phần trách cứ chất vấn.
Trang Bích Phàm luôn luôn giả vờ khó chịu nghe được Tằng Khả Tâm mở miệng biết rõ là cơ hội đã tới lắc mình đi tới lưng dựng thẳng nói. Đúng vậy, hắn đâu phải là người trung tình giống như tớ. Đúng à, cậu không nên bị hình tượng của Trang Bích Phàm lừa gạt, tục ngữ nói chó sủa là chó cắn người thì sẽ không sủa. Nam nhân Hoa Tâm ngoài miệng không có quỹ đen, nam nhân cả ngày nói mình là người trung tình nhìn thấy nữ nhân đã muốn làm cho đối phương dạng hai chân ra mà thôi. Ngô Vũ Trạch sớm thành thói quen cùng Trang Bích Phàm đấu võ mồm, thấy Trang Bích Phàm hạ thấp mình tỏ ra nguy hiểm là lập tức mỉm cười phản kích ngay. Ách, có lẽ thật không ngờ Ngô Vũ Trạch sẽ nói ra những lời triết lý như vậy, cùng với mắt thấy vẻ mặt Tằng Khả Tâm nghiêm túc nhìn mình, Trang Bích Phàm khẽ nhếch miệng không biết nên phản bác như thế nào. Ngô Vũ Trạch thấy thế, lập tức chém gió ào ào mỉm cười hướng Bùi Đông Lai nói. Đông Lai, ca nói có đúng không? Bùi Đông Lai liếc mắt, không để ý tới. Thời gian hắn quen được với Ngô Vũ Trạch cùng Trang Bích Phàm vượt qua nửa năm, hơn nữa còn biết rõ hai người đã trải qua những chuyện gì. Hắn biết rõ, Ngô Vũ Trạch bề ngoài trông có vẻ hoa hoa công tử nhưng thực ra trong lòng chỉ có một người là Tô Thi Vận, hơn nữa từ khi cùng Tô Thi Vận hóa giải hiểu lầm thì chẳng những trong lòng thề non hẹn biển mà thân thể cũng không có hưởng thụ qua cái thú vui đó. Về phần Trang Bích Phàm là bởi vì khi còn nhỏ đã có cuộc sống bi thảm, từ nhỏ thiếu thốn tình thương nên sau khi cùng Tằng Khả Tâm yêu nhau thì hoàn toàn rơi vào bể tình, hưởng thụ cảm giác tình yêu vĩ đại thì làm sao còn có tâm tư đi tìm những nữ nhân khác. Huống chi, lấy vốn liếng của Trang Bích Phàm thì muốn tìm một người tốt hơn so với Tằng Khả Tâm thì khó khăn thật sự quá lớn. Mắt thấy Bùi Đông Lai không để ý tới mình, Ngô Vũ Trạch tựa hồ ý thức được cái gì không hề tranh cãi cũng Trang Bích Phàm nữa mà là bước nhanh đuổi theo Bùi Đông Lai, ngồi ở bên cạnh Bùi Đông Lai cười khổ nói. Ca thấy dọc đường thì mặt mũi của mọi người đều là nghiêm trọng, không khí rất tẻ nhạt cho nên muốn khuấy động một chút không khí. Dù sao, sinh lão bệnh tử là chuyện tình không thể nào thay đổi, huống chi chúng ta là vì an ủi Hạ Y Na mà tới, lấy tâm trạng này của chúng ta mà tới Xuân Thành không khéo có khi Hạ Y Na lại an ủi cả nhóm chúng ta ấy chứ. Chẳng lẽ chú nghĩ rằng ca tức giận chú sao? Bùi Đông Lai dở khóc dở cười nói. Chú nhấc mông lên là ca cũng biết chú sắp phóng ra rắm gì rồi. Thật không? Ngô Vũ Trạch vừa nghe vậy liền không tin, hoàn toàn coi thường ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, trước mặt mọi người vỗ vỗ mông hai cái nói. Đông Lai, chú đoán xem kế tiếp ca thả rắm xịt hay rắm to? Đậu xanh. Bùi Đông Lai một cước đem Ngô Vũ Trạch đá ra xa khiến cho mọi người xung quanh cười đến rung cả người. Ca kháo, Đông Lai chú thật sự nỡ đá ca sao? Vẻ mặt của Ngô Vũ Trạch u oán đứng dậy. Vẻ mặt u oán kia rơi vào trong mắt người ngoài còn tưởng rằng hắn và Bùi Đông Lai có gian tình. Reng, reng. Không đợi Ngô Vũ Trạch nói cho hết lời, điện thoại trong túi áo Bùi Đông Lai rung lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, lấy điện thoại di động ra nhìn thì thấy là Quý Hồng gọi tới. Chuyện gì vậy? Chuyển máy xong Bùi Đông Lai hỏi ngắn gọn. Đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng vừa mới nhận được tin tức trọng yếu sắc mặt ngưng trọng nói. Tỷ nghe nói cậu hôm nay tới tỉnh Tây Nam. Ừ, ông ngoại Hạ Y Na qua đời, tôi muốn đi viếng thuận tiện an ủi nàng một chút. Bùi Đông Lai nói. Quý Hồng nghe vậy cười khổ nói. Cậu cần chuẩn bị hai cái vòng hoa. Là sao? Trong lòng Bùi Đông Lai nhảy dựng, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hạ Hà đã chết. Quý Hồng khe khẽ thở dài, trong giọng nói đã tràn ngập cảm giác tiếc nuối. Tiếc nuối là bởi vì Hạ Hà là nhân vật kiêu hùng của Hắc Đạo ở phương Nam được Quý Hồng coi trọng. Có chuyện gì xảy ra? Ngạc nhiên nghe được lời nói của Quý Hồng, sắc mặt Bùi Đông Lai không khỏi biến đổi, giọng nói cũng trở nên ngưng trọng hơn. Tỷ cũng là mới nhận được tin tức, biên cảnh truyền đến tin tức nói là Hạ Hà bị người ta giết chết. Quý Hồng đem tin tức lấy được nói cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai hơi hơi nheo mặt lại. Người nào làm? Tạm thời còn không biết. Quý Hồng nói xong lại bổ sung tiếp. Hạ Hà được xưng là vua Ngọc Thạch của Trung Quốc nghe nói cũng đã đạt tới cảnh giới ám kính nhập môn, lăn lộn ở biên giới mười mấy năm đã trải qua không biết bao nhiêu mưa bom bão đạn hiện giờ lại đột nhiên bị giết chết, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Đối mặt với cảm thán của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai không trả lời, đôi mày gắt gao nhăn lại diễn cảm ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đông Lai, có chuyện gì vậy? Mắt thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bùi Đông Lai thì Ngô Vũ Trạch lập tức đình chỉ hành vi khuấy động phong trào vẻ mặt nghi hoặc hỏi han.
nghi hoặc là bởi vì Ngô Vũ Trạch theo lời phụ thân cùng Tô Thi Vận biết được Bùi Đông Lai đã gây chấn động ở Yến Kinh, nên hắn thật sự rất tò mò chuyện gì có thể khiến cho Bùi Đông Lai biến thành như vậy. Cha của Hạ Y Na cũng đã chết rồi. Bùi Đông Lai nhẹ giọng nói. Cái gì? Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Ngô Vũ Trạch trực tiếp nhảy dựng lên trên mặt tràn ngập cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân là thiếu gia của Ngô gia có nghe nói qua danh tiếng của Hạ Hà, biết được Hạ Hà ở trong Hắc Đạo Tây Nam có địa vị cao đến thế nào. Hiện giờ Bùi Đông Lai lại nói cho hắn biết là Hạ Hà đã chết, điều này có thể khiến hắn không khiếp sợ sao? Nhưng mà... khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, sắc mặt Ngô Vũ Trạch cũng giống với Bùi Đông Lai trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng thầm lo lắng cho Hạ Y Na. Đối với Hạ Y Na mà nói thì người ông ngoại là tư lệnh quân khu tỉnh cùng với người cha là vua Ngọc Thạch kia chính là hai chỗ dựa vững chắc nhất của nàng cũng là hai thân nhân mà nàng quý trọng nhất. Hiện giờ, hai người thân mà nàng quý trọng nhất trước sau qua đời, đây quả thật là đả kích trầm trọng nhất đối với Hạ Y Na. Đồng thời âm thầm lo lắng cho Hạ Y Na, Bùi Đông Lai cũng ít nhiều có chút nghi hoặc, hắn rất nghi ngờ cái chết của Hạ Hà. Dựa theo lời của Quý Hồng thì cảnh giới của Hạ Hà chính là ám kính nhập môn, hơn nữa lăn lộn ở biên cảnh mười mấy năm đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, hơn nữa lại còn có một đám thủ hạ bán mạng vì hắn. Ở dưới dạng tình hình đó thì cho dù Hạ Hà có gặp phải một đoàn lính đánh thuê đỉnh cấp thì dù không thể cùng thủ hạ thoát thân thì cũng tuyệt đối có thể dưới sự yểm hộ của thủ hạ mà chạy trốn. Sốt cuộc là ai? Bùi Đông Lai ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà trong đại sảnh sân bay. Ở trong lòng thầm hỏi chính mình. Xem ra vận khí hôm nay của chúng ta không tệ a, dọc đường gặp toàn là mỹ nữ. Lúc mà Bùi Đông Lai đang lâm vào trầm tư thì phía trước cách đó không xa, một thanh niên hình như là một lưu học sinh về nước tay kéo vali nhìn thấy trong đại sảnh sân bay có không ít cô gái xinh đẹp thì vẻ mệt mỏi vì ngồi máy bay đường dài hoàn toàn biến mất, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Tằng Khả Tâm thì như phát hiện ra một đại lục mới mà kéo tay một gã ăn mặc sành điệu. Sỏ khuyên tai đang kéo vali LV bên cạnh nói. Khúc thiếu, anh xem cô em kia như thế nào? Thanh niên được gọi là Khúc thiếu nghe vậy cũng nhìn theo ánh mắt tên kia thì thấy được Tằng Khả Tâm ăn mặc thanh thuần thì wow một tiếng hai mắt không khỏi sáng ngời. Thoạt nhìn thực sự rất tinh khiết, hàng hiếm khó gặp nha. Thanh âm vừa dứt, trong con người Khúc thiếu toát ra ánh mắt sắc lang khi muốn chiếm hữu mỹ nữ. Mẹ kiếp! Một cô em xinh đẹp như vậy sao lại làm bạn gái của một tên nhà quê như vậy chứ? Thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi sao 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 châu, quá phí phạm mà. Thanh niên lúc trước mở miệng chứng kiến Tằng Khả Tâm cùng Trang Bích Phàm thân mật với nhau thì hơi có một loại tâm lý không ăn được nho lại kêu nho xanh. Khúc thiếu, anh ở châu Úc cưỡi một đám đại dương mã rồi phải không? Hôm nay thay đổi khẩu vị một chút được chứ? Khúc thiếu nghe vậy thì hơi trầm ngâm tựa hồ đang suy nghĩ khả năng thành công. Khúc thiếu, anh được chúng ta xưng là ngựa đực của lưu học sinh Trung Quốc, cái gì châu Úc, Hà Lan, Nhật Bản, châu Âu, tất cả đều bị anh chinh phục ở dưới háng, chinh phục một em gái quốc nội còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Thanh niên biết rõ bản tính háo sắc của Khúc thiếu nên cười bơm xăng. Đó là tất nhiên. Thanh niên nịnh hót làm cho Khúc thiếu có chút hưởng thụ, hơn nữa cũng làm cho hắn làm ra quyết định, khi nói chuyện hắn lộ ra vẻ mặt tự tin mà cười như đúng rồi. Bước đi mạnh mẽ mà tao nhã bước đến kéo theo cái vali đi tới hướng Tằng Khả Tâm. Khúc thiếu cao lớn, ánh tuấn nụ cười rạng rỡ cộng với tiền nhiều trong lúc đi tới rõ ràng chứng kiến không ít cô gái đều đem ánh mắt ném về phía hắn trong đó không ít cô gái trong ánh mắt đã tràn ngập hương vị kinh diễm. Nhận thấy được ánh mắt kinh diễm của các cô gái nhìn mình thì Khúc thiếu càng thêm tự tin bước tới. Xin hỏi, nơi này có người ngồi không? Rất nhanh. Trong ánh nhìn chăm chú của các cô gái Khúc thiếu lập tức đi đến bên cạnh Tằng Khả Tâm, lộ ra chiêu bài nụ cười rạng rỡ đồng thời lúc mỉm cười lại dùng một loại ánh mắt có chút thưởng thức nhìn Tằng Khả Tâm. Ách, không, không có. Tằng Khả Tâm tính cách đơn thuần, đối mặt với nụ cười rạng rỡ của Khúc thiếu thì hơi ngẩn ra sau đó mang theo vài phần ngượng ngùng cấp ra câu trả lời. Bộ dáng ngượng ngùng kia của Tằng Khả Tâm rơi vào trong mắt Khúc thiếu làm cho hắn đã từng chinh phục nữ nhân các nước khác lòng tự tin một lần nữa bành trướng nghĩ là Tằng Khả Tâm bị hắn mê hoặc đến không biết phải làm sao. Mỹ nữ, anh thấy em thật quen mắt hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Đồng thời lòng tự tin bành trướng Khúc thiếu giống như hoàn toàn coi thường Trang Bích Phàm đang đứng bên cạnh, nụ cười mê người trên mặt không giảm. Thân là một nam nhân cho dù là nhát gan đến đâu đi nữa thì chứng kiến nữ nhân của mình bị một nam nhân xa lạ bắt chuyện cũng sẽ khó chịu.
Trang Bích Phàm từ sau khi loại bỏ khúc mắc trong lòng thì không hề tự ti, rụt rè giống như lúc trước, lúc này thấy Khúc Thiếu kia coi hắn trở thành không khí bắt chuyện với Tằng Khả Tâm thì tự nhiên rất khó chịu. Xuất ca, chú kế tiếp không phải muốn nói là bộ dáng của nàng rất giống bạn gái trước đây của chú chứ? Anh xin chú, bây giờ là cái niên đại nào rồi mà chú còn dùng phương thức lạc hậu như vậy, anh đây có thể nói cho chú biết là bọn anh chưa gặp qua chú. Tôi cũng có thể xác định tôi cũng chưa thấy qua cậu bởi vì bộ dáng của cậu thật sự rất có tính nghệ thuật, nếu tôi đã nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ không quên. Đối mặt với phản kích của Trang Bích Phàm, nụ cười trên mặt Khúc Thiếu vẫn không giảm. Xuất ca, anh cùng bạn gái của anh 24 giờ ở cùng một chỗ, chú ngay cả khuôn mặt tràn ngập tính nghệ thuật của anh còn chưa nhớ kỹ mà còn nói gặp qua bạn gái của anh sao, chú bốc phét không thấy ngượng à. Trang Bích Phàm lập tức bộ dáng thoải mái phản kích. Nếu so về Trang Bức thì Khúc Thiếu còn kém hắn mấy cái ngã tư, ngay từ đầu đã hoàn toàn ở thế hạ phong. Khúc Thiếu nghe vậy tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, sắc mặt mơ hồ trở nên có chút khó coi. Hài tử, mày nhìn vào gương mà xem lại hình hài bản thân mày có lỗi với nhân dân không, vừa lùn vừa xấu mà cũng đòi so cùng với Phan An như anh đây, mày cùng với vị mỹ nữ này đi cùng nhau mà không cảm thấy tự ti sao? Này, chú có phải hay không thường xuyên đầu choáng mắt hoa? Tứ chi vô lực, tinh thần hốt hoảng, không tập trung chú ý, thậm chí còn bị mất trí nhớ tạm thời không? Lúc này đây, không đợi Trang Bích Phàm mở miệng thì Ngô Vũ Trạch chẳng biết lúc nào đã xuất hiện phía sau Khúc Thiếu, tay nhẹ nhàng vỗ lên bả vai hắn. Mày là ai? Đột nhiên bị người vỗ vai, Khúc Thiếu hơi kinh hãi, sau đó ý thức được Ngô Vũ Trạch là đang mắng hắn yếu sinh lý, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu tử, mày có ý gì? Chú Thận Hư thì một chân đã bước vào quan tài rồi, bình thường muốn cương lên cũng là vấn đề mà còn có dũng khí bắt chuyện với mỹ nữ, thật sự khiến cho người ta bội phục. Bởi vì biết được tin tức cha của Hạ Y Na đã chết nên tâm tình của Ngô Vũ Trạch vô cùng không xong, vừa rồi nhìn thấy Khúc Thiếu bắt chuyện với Tằng Khả Tâm thì lập tức nổi giận, chạy nhanh tới xem thì thấy bộ dáng hung hăng càn quấy của Khúc Thiếu, hắn cũng không có một lời không hợp lập tức đổ sát mà là nói châm chọc. Motherfucker! Mày muốn chết phải không? Bởi vì nguyên nhân túng dục quanh năm nên cho dù Khúc Thiếu có gia cảnh giàu có, ăn không ít thuốc bổ nhưng thận của hắn vẫn hỏng rồi, mà lời nói của Ngô Vũ Trạch giống như là một thanh chủy thủ sắc bén chém một nhát vào nơi yếu ớt nhất trong nội tâm của hắn, khiến cho hắn lập tức nổi giận, tiếng Trung Anh hỗn hợp chửi má nó buột miệng nói ra. Thanh âm vừa dứt, Khúc Thiếu luôn luôn hung hăng càn quấy nổi giận theo thói quen vừa muốn động thủ thì nhìn thấy Trang Bích Phàm cùng Cổ Văn Cảnh đều đứng lên đem hắn quây vào trong. Đi thôi, lên máy bay nào. Cùng lúc đó, sắc mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh đi đến bên cạnh đem Khúc Thiếu trở thành không khí, hơn nữa còn quay mặt lại nói với đám người Ngô Vũ Trạch. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Ngô Vũ Trạch cũng hiểu được không nên chấp nhặt cùng loại người như Khúc Thiếu này, thật sự không đáng, vì thế không nói gì nữa mà kêu Trang Bích Phàm, Tằng Khả Tâm, Cổ Văn Cảnh cùng Dương Tĩnh rời đi. Mẹ nó! Chứng kiến đoàn người Bùi Đông Lai hoàn toàn coi thường chính mình, Khúc Thiếu tức giận tới mức chửi mẹ nó. Khúc Thiếu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, mấy tên vương bát đản này muốn tới Xuân Thành. Tên thanh niên bên cạnh hắn nhắc nhở. Ân, nghe được tên thanh niên nhắc nhở như vậy, trong lòng Khúc Thiếu vừa động vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Anh họ, là em Khúc Phong đây. Điện thoại vừa chuyển, vẻ mặt Khúc Phong lấy lòng nói. Đầu bên kia điện thoại. Tự ưng sờ lên cái đầu bóng lưỡng nghe được lời nói của Khúc Phong thì nói. Anh nghe mẹ nói chú hôm nay đã trở về, muốn đến Xuân Thành sao? Hiện tại em đang ở Đông Hải sắp lên máy bay rồi. Khúc Phong trả lời lại câu hỏi của Tự ưng sau đó đáng thương nói. Anh họ, vừa rồi có mấy tên vương bát đản không có mặt đụng phải em muốn bọn chúng giải thích nhưng kết quả là bọn hắn ỉ vào nhiều người vô cùng hung hăng càn quấy. Em nói anh là anh họ của em thì mấy tên vương bát đản kia trực tiếp cho em một cái bạt tai còn nói anh là đồ cùi bắp. Khúc Phong, chú xác định là chú không có gạt anh hoặc là chém gió đó chứ? Đầu bên kia điện thoại, Từ Ưng thân là con trai của Từ Vạn Sơn, đệ nhất chùm buôn thuốc phiện trong quốc nội, được xưng là Tây Nam Tiểu Vương ra, nghe thấy vậy nhíu mày hỏi. Trong lòng Khúc Phong cả kinh nhưng nghĩ đến chính mình vừa rồi bị nhục nhã một phen thì căm giận nói. Anh họ! Em có thể lừa gạt anh sao? Máy bay mấy giờ thì đến? Tự ưng trầm giọng hỏi. 11 giờ 30 phút. Trong lòng Khúc Phong vui vẻ vội vàng đáp. Anh sẽ phái người qua đón chú.
Tư Ưng lạnh lùng nói. Nếu để cho anh biết được chú đang nói láo thì năm sau chú khỏi cần gặp anh nữa. Thanh âm vừa dứt, Tư Ưng không đợi Khúc Phong đáp lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Bên tai quanh quẩn lời nói của Tư Ưng, Khúc Phong nhiều ít cũng có chút chột dạ, bất quá vừa nghĩ tới thời điểm đám người Bùi Đông Lai bị ném xuống sông Hoàng Hà mà không hiểu tại sao thì lại bình thường trở lại. Mấy tên kia nếu bọn chúng biết được Khúc Thiếu Ngài là người của Từ gia Tây Nam chỉ e là sẽ sợ tới mức tè ra quần đi. Thấy Khúc Phong thoải mái, tên thanh niên cùng Khúc Phong đi du học ở Úc vui sướng khi thấy người gặp họa. Từ gia Tây Nam, cái chết của Hạ Hà cùng bọn hắn có quan hệ sao? Cửa lên máy bay, một câu trong cuộc nói chuyện của Khúc Phong cùng Từ Ưng lọt vào tai Bùi Đông Lai khiến hắn hơi nheo mắt. Thân là người cầm quyền phía sau tập đoàn Đông Hải, Bùi Đông Lai ít nhiều cũng nghe nói qua về Từ gia Tây Nam. Biết được đối phương được xưng là đệ nhất chùm buôn thuốc phiện trong quốc nội cùng Hạ Hà xưng hùng tại Tây Nam, nước sông không phạm nước giếng. Lấy chỉ số thông minh của Bùi Đông Lai, không khó đoán ra Từ Vạn Sơn ở Tây Nam có thế lực thâm căn cố đế, sở dĩ những năm qua không dám cùng Hạ Hà gọi nhịp, ngoại trừ thực bản thân của Hạ Hà ra thì phần lớn là bởi vì cha vợ của Hạ Hà là một đại tá quân khu trong tay nắm binh quyền. Hiện giờ, cha vợ của Hạ Hà vừa mới buông tay rời khỏi nhân gian liền truyền ra tin tức Hạ Hà bị đổ sát, điều này khiến cho Bùi Đông Lai nghi ngờ Từ Vạn Sơn đầu tiên. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng Bùi Đông Lai không có đi hỏi hai người Khúc Phong mà là giữ im lặng theo sát đám người Ngô Vũ Trạch lên máy bay. Bởi vì biết hai người mình không phải là đối thủ của sáu người Bùi Đông Lai, thêm nữa trong buồng phi cơ có nhân viên máy bay nên sau khi Khúc Phong tiến vào trong cabin cũng không có đi khiêu khích đoàn người Bùi Đông Lai mà chỉ lộ ra một nụ cười chó má. Đối với lần này, Bùi Đông Lai như trước đem Khúc Phong trở thành không khí, hoàn toàn không thèm để ý hắn sẽ giở thủ đoạn gì. Đám người Ngô Vũ Trạch thấy Bùi Đông Lai không để ý tới Khúc Phong cũng hoàn toàn coi hắn trở thành không khí. 3 tiếng sau, theo tiếng nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn của tiếp viên hàng không thì máy bay đúng giờ xuất hiện trên bầu trời Xuân Thành. Mẹ kiếp, thật sự là sống một ngày bằng một năm a, cuối cùng đã tới Xuân Thành. Thông qua cửa sổ của máy bay thấy được Xuân Thành từ trên cao, Khúc Phong giống như là uống máu gà mà hưng phấn không thôi. Sau đó, nương theo một trận sóc nảy kịch liệt thì máy bay chạm đất an toàn trượt trên đường sân bay sớm đã chuẩn bị tốt. Mấy phút đồng hồ sau, máy bay dừng lại, không đợi tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách chuẩn bị hành lý thì Khúc Phong là người thứ nhất sớm đã không chờ được nhảy dựng lên mang theo đồng bọn rời khỏi cabin. Hơn nữa, thời điểm hắn rời khỏi cabin còn nhìn không được quay đầu lại như là một tên tiểu nhân đắc chí cười âm trầm đối với đoàn người Bùi Đông Lai. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không để ý đến mà là chờ đám người Ngô Vũ Trạch lấy được hành lý sau đó mới mang theo mọi người rời khỏi cabin. Chính là mấy tên vương bát đản này. Ở lối đi, Khúc Phong đứng cùng với 4 gã đại hán áo đen, nhìn thấy đoàn người Bùi Đông Lai đi ra khỏi cabin thì lập tức cười lạnh chỉ hướng đám người Bùi Đông Lai. Từ Vạn Sơn, mày tốt nhất cầu nguyện Thượng Đế rằng cái chết của Hạ Hà không có quan hệ gì với mày. Chứng kiến 4 gã đại hán áo đen, Bùi Đông Lai tương kế tựu kế nheo mắt lại đi nhanh tới. Từ lúc Bùi Đông Lai đạt tới cảnh giới ám kính đại thành thì có thể hoàn toàn thu liếm khí thức của mình, chẳng những người thường không thể nhận ra được, thậm chí người luyện võ có thực lực kém hắn cũng không thể cảm ứng được, cũng không thể thấy được thực lực chân chính của hắn. 4 gã đại hán áo đen đứng bên cạnh Khúc Phong chỉ là mấy tên hắc bang bình thường, tuy rằng có nhiễm qua máu người nhưng là ở trước mặt Bùi Đông Lai thì không đáng được nhắc tới. Đối với lần này, nghe được lời nói của Khúc Phong, nhìn thấy đoàn người Bùi Đông Lai thì bọn hắn căn bản không có để ý, thậm chí khi bọn hắn thấy được Bùi Đông Lai không cố ý bước nhanh hơn thì bọn chúng cũng không có để ý, chính là đợi Bùi Đông Lai đi tới. Tiểu tạp chủng, mày rất nghiêu đấy. Mắt thấy Bùi Đông Lai một thân một mình dẫn đầu đi tới thì Khúc Phong cười lạnh nói một câu với Bùi Đông Lai, sau đó dùng ánh mắt ý bảo 4 gã đại hán áo đen người của Từ gia có thể động thủ. Người của Từ Vạn Sơn. Bùi Đông Lai đem lời nói của Khúc Phong trở thành giấm thúi, sắc mặt bình tĩnh hướng về phía 4 gã đại hán áo đen hỏi như muốn hoàn toàn xác nhận thân phận của đối phương. Ân. Nguyên bản 4 gã đại hán áo đen nghe được lời nói của Khúc Phong rằng đám người Bùi Đông Lai xuất khẩu cuồng ngôn nhục mạ Từ Ưng tiểu vương ra Tây Nam thì đều là không tin cho rằng Khúc Phong chém gió, nhưng lúc này đây nghe được Bùi Đông Lai gọi thẳng tên của Từ Vạn Sơn thì bọn hắn lập tức sửng sốt. Ở Tây Nam này người dám gọi thẳng tên của Từ Vạn Sơn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngây người một lúc, sau đó bọn hắn cũng hoàn toàn tin tưởng lời nói của Khúc Phong.
thằng nhóc, chẳng lẽ cha mày không dạy mày cách làm người sao? Phút giây ngây người ngắn ngủi qua đi, đại hán đầu lĩnh áo đen giận tím mặt nói. Mẹ nó, đại danh của Từ gia mà mày cũng dám gọi sao? Bù! Thanh âm vừa dứt thì đại hán đầu lĩnh áo đen thuận thế vung ra một cái tát đối với Bùi Đông Lai, cố gắng khiến cho Bùi Đông Lai ghi nhớ thật lâu. Cha mày! Bên tai vang lên mấy chữ đó, trong con người hiện ra động tác chậm rãi của tên đầu lĩnh đại hán kia thì ánh mắt của Bùi Đông Lai chợt lạnh, cũng không né tránh. Ngay sau đó, trong vẻ mặt cười lạnh của Khúc Phong, thấy bàn tay của tên đầu lĩnh đại hán sắp chạm vào trên mặt của Bùi Đông Lai thì tay phải của Bùi Đông Lai đột nhiên vung lên giống như một cái kìm chế trụ cổ tay của tên đầu lĩnh đại hán, khiến hắn không thể nhúc nhích bàn tay. Cổ tay bị tóm chặt, đồng tử tên đầu lĩnh đại hán đột nhiên phóng đại theo bản năng muốn giãy giụa. Răng rắc. Sau đó, không đợi tên đầu lĩnh đại hán làm ra giãy giụa thì tiếng xương gãy giòn tan vang lên, cổ tay của tên đầu lĩnh đại hán bỗng chốc bị Bùi Đông Lai bẻ gãy, khiến trọng tâm không ổn định lập tức ngã quỵ xuống. Buông lỏng tay ra, sau đó hóa trảo thành trường, dùng sức kéo mạnh. Bốp! Tiếng cái tát vang dội vang lên. Ở lối đi, tên đại hán đầu lĩnh mới vừa rồi hổ báo không ai bị nổi liền giống như một quả bóng chảy bị đánh trúng trực tiếp bị bay ra ngoài. T. Một màn như vậy bất ngờ xảy ra khiến cho ba gã đại hán còn lại cùng tên bạn học của Khúc Phong giống như là giữa ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ. Cả đám cả kinh hít sâu một hơi, ánh mắt theo bản năng nhìn theo thân ảnh đang bay lượn của đại hán đầu lĩnh. Theo ánh nhìn chăm chú của bọn họ, thân hình tên đầu lĩnh đại hán bay ngược mà ra, khóe miệng hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, không nói nửa bên mặt của hắn hoàn toàn lõm vào, xương trắng xuyên thấu qua da thịt bại lộ ra ngoài, không khí nhiễm lên vết máu nhìn vô cùng thê thảm. Bịch! Thân hình của tên đại hán đầu lĩnh bay trên không trung theo một đường cong ngắn ngủi sau đó hung hăng nện xuống mặt đất, phát ra thanh âm trầm đục. Trên mặt đất, tên đầu lĩnh giống như một con chó chết, cả người cuộn tròn lại một chỗ run rẩy không ngừng. A! Chứng kiến một màn kinh hãi này, nhóm lữ khách giống như một bầy tuần lộc bị kinh hãi kêu lớn lên mà chạy khắp bốn phía. Tiếng kêu sợ hãi cùng chạy trốn khiến cho ba gã đại hán còn lại cùng hai người Khúc Phong trong lúc khiếp sợ lấy lại được tinh thần, bọn hắn cũng muốn trốn, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Bùi Đông Lai đang đứng bình tĩnh ở trước mặt, cảm thụ được ánh nhìn bình thản nhưng lại tràn ngập lực áp bách của Bùi Đông Lai thì bọn hắn chỉ cảm thấy dưới chân như đang đeo chì nặng ngàn cân, căn bản không thể bước được nửa bước. Giờ khắc này, trên mặt ba gã đại hán còn lại không tìm ra được nửa điểm cuồng ngạo nào. Tên bạn học của Khúc Phong trên mặt cũng tìm không được nửa điểm vui sướng khi người khác gặp họa. Trên mặt của Khúc Phong cũng tìm không ra nửa điểm tiểu nhân đắc chí lúc trước. Có chính là sợ hãi. Tao hỏi lại lần nữa, chúng mày có phải là người của Tử Vạn Sơn hay không? Bùi Đông Lai vẫn như trước coi thường sự tồn tại của Khúc Phong mà quay về hướng ba gã đại hán còn lại mà hỏi. Tôi, đúng là người của Tử Vạn Sơn. Khúc Phong luôn luôn ỷ thế hiếp người quen rồi cho tới bây giờ chưa từng đá phải thiết bản nên vừa rồi thấy Bùi Đông Lai giống như là đập một con ruồi bình thường. Một cái tát đánh bay đầu lĩnh đại hán dọa cho hắn sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, nghe được câu hỏi của Bùi Đông Lai thì theo bản năng hồi đáp. Mày rất hổ báo. Bùi Đông Lai nghe vậy quay đầu nhìn về phía Khúc Phong. Ách! Khúc Phong thấy Bùi Đông Lai quay đầu, nghĩ đến Bùi Đông Lai muốn động thủ sợ tới mức miệng há ra, hai chân mềm nhũn trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Tuy rằng tao không biết mày là ai nhưng là tao hy vọng mày hiểu được, ở Tây Nam này không có người nào dám hung hăng càn quấy như thế đối với Từ gia. Cùng lúc đó, ba gã đại hán áo đen còn lại đều lấy lại được tinh thần sau hành động Red Eye của Bùi Đông Lai khiến cho bọn hắn kinh hãi, trong đó một gã đại hán dáng người cao lớn sắc mặt khó coi nói. Người khác không dám không có nghĩa là tao không dám. Bùi Đông Lai nhìn thấy đại hán mở miệng bèn nói. Hạ hạ, có phải là bị Từ Vạn Sơn xử lý hay không? Ân. Bởi vì lúc trước nghe được Bùi Đông Lai gọi thẳng đại danh của Từ Vạn Sơn lại thêm kiến thức thân thủ khủng bố của Bùi Đông Lai nên ba gã đại hán còn lại trong lòng đều đoán mò thân phận của Bùi Đông Lai. Lúc này nghe được Bùi Đông Lai đề cập tới Hạ Hà thì sắc mặt chúng đều biến đổi. Tao cho chúng mày thời gian 3 giây, nếu chúng mày không ai trả lời câu hỏi của tao thì tao không ngại cho chúng mày giống như nó. Dư quang chứng kiến bốn gã cảnh sát đang chạy tới bên này, Bùi Đông Lai mất đi kiên nhẫn. 1. 2. Không phải. Khi Bùi Đông Lai đếm đến số 2 thì tên đại hán phía trước còn đang do dự thì bỗng nói ra câu trả lời.
Nghe được lời nói của tên đại hán kia, chứng kiến đối phương không có giống bộ dáng nói dối thì Bùi Đông Lai không có động thủ nữa. Dừng tay. Cùng lúc đó, bốn gã cảnh sát từ phía trước chạy vội đến, người chưa tới mà tiếng đã tới trước. Bên tai vang lên tiếng hô của bốn gã cảnh sát, ba gã đại hán còn lại đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tuy rằng không tin bốn gã cảnh sát này có thể bắt được Bùi Đông Lai, nhưng mà bọn hắn cũng không tin Bùi Đông Lai có đảm lượng xử lý bọn hắn trước mặt cảnh sát. Mắt thấy bốn gã cảnh sát tới gần, Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm cuối cùng bởi vì không muốn lưu lại chỗ bẩn để ngày sau Diệp gia tìm được nhược điểm đối phó với mình. Hắn buông tha xung đột chính diện với cảnh sát cũng không chạy trốn mà là lựa chọn phối hợp. Các cậu ở bên ngoài chờ tớ một lát. Sau khi làm ra quyết định, Bùi Đông Lai quay đầu nói một câu với đám người Ngô Vũ Trạch phía sau. Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Đông Lai không đợi mấy người Ngô Vũ Trạch rời đi mà lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại rồi nói. Miêu Thúc, cháu là Đông Lai, cháu có chút phiền toái nhỏ cần ngài ra mặt xử lý. Đông Lai, cháu ở đâu? Đầu bên kia điện thoại, Miêu Dịch người con cả của Miêu Lão Gia Tử nghe được hai chữ Đông Lai thì vốn là ngẩn ra sau đó lập tức hỏi. Đồn công an sân bay Xuân Thành. Bùi Đông Lai dứt lời rõ ràng thấy bốn gã cảnh sát tiếp cận mình. Đông Lai, chờ một chút chú sẽ lập tức tới ngay. Nghe được Miêu Dịch trả lời thuyết phục thì Bùi Đông Lai cúp điện thoại sau đó cất đi. Bởi vì Xuân Thành là thành thị lớn gần nhất với biên cảnh Tây Nam thường xuyên có buôn bán ma túy xuất hiện nên áp lực trị an hẳn là nhiều hơn. Vì thế bến xe, nhà ga cùng sân bay đều sẽ có cảnh sát có vũ trang đứng gác. Mắt thấy Bùi Đông Lai hoàn toàn coi thường mệnh lệnh thì bốn gã cảnh sát lập tức rút súng lục ra nhắm ngay vào Bùi Đông Lai nói. Giơ hai tay lên, ôm đầu ngồi xuống nhanh lên. Bùi Đông Lai thấy thế, giơ hai tay lên dùng ánh mắt ý bảo đám người Ngô Vũ Trạch rằng mình không có việc gì, bọn họ cứ đi trước đi. Đi thôi, Đông Lai không có việc gì. Ngô Vũ Trạch đối với Bùi Đông Lai có thể nói là nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ chỉ cần Bùi Đông Lai nguyện ý có thể bỏ trốn ngay trong tay bốn gã cảnh sát hết sức thoải mái cho nên nhắc nhở mọi người rời đi. Người là do cậu đánh. Bốn gã cảnh sát thấy Bùi Đông Lai phối hợp giơ hai tay lên liền yên lòng, trong đó một gã cảnh sát tiến lên nghiêm mặt hướng Bùi Đông Lai hỏi. Đúng. Sắc mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh gật đầu. Tiểu tử, xuống tay rất độc ác nha, toàn bộ theo chúng tôi về đồn công an một chuyến. Đầu lĩnh cảnh sát như có suy nghĩ gì nhìn Bùi Đông Lai cùng mấy tên đại hán rồi liếc mắt một cái, thấy xung quanh có không ít người đang vây xem hơi trầm ngâm sau đó vung tay lên làm ra quyết định. Nghe được lời nói của tên đầu lĩnh cảnh sát, ba gã đại hán còn lại tuy rằng không biết vì sao Bùi Đông Lai không phản kháng nhưng đều là hoàn toàn yên lòng. Theo bọn hắn xem ra, lấy mạng lưới quan hệ của Từ Vạn Sơn chỉ cần một cú điện thoại liền có thể đưa bọn họ từ trong đồn công an thả ra. Ngược lại Bùi Đông Lai nếu là vào đồn công an muốn ra ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy. Không riêng gì ba gã đại hán còn lại hiểu được điểm này mà Khúc Phong cũng là tâm như gương sáng. Đối với lần này chứng kiến Bùi Đông Lai bị cảnh sát chế phục thì hắn theo bản năng muốn mở miệng nhắc nhở cảnh sát rằng Bùi Đông Lai còn có đồng bạn. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng thì nhìn thấy Bùi Đông Lai đem ánh mắt nhìn hắn một cái. Lộp bộp, giữa lúc hoảng hốt. Khúc Phong chỉ cảm thấy giống như bị tử thần nhìn chúng, trong lòng rung mạnh lời nói đến bên miệng cũng đành phải nuốt xuống bụng. Vũ Trạch, Đông Lai hắn thực sự không có chuyện gì chứ? Đúng vậy à, nếu không chúng ta gọi điện thoại cho Ina đi. Mắt thấy Bùi Đông Lai bị cảnh sát mang đi, hai người Tằng Khả Tâm cùng Dương Tĩnh trước sau mở miệng, trong đó Tằng Khả Tâm bởi vì tâm tính đơn thuần chỉ là lo lắng Bùi Đông Lai có chuyện gì mà Dương Tĩnh thì tinh thông đạo lý đối nhân xử thế hơn một chút biết lấy ra thế của Hạ Y Na thì muốn mang Bùi Đông Lai ra khỏi tay cảnh sát là chuyện dễ dàng. Yên 100 cái tâm đi, hắn không có việc gì. Ngô Vũ Trạch cười khổ không thôi, hắn rất muốn nói cho mọi người biết Bùi Đông Lai từ trước đến giờ đã làm ra biết bao hành động nghịch thiên nhưng nghĩ lại Bùi Đông Lai đã từng dặn dò hắn không được cho mọi người biết những chuyện hắn đã làm nên đành thôi. Cũng không cần phải gọi điện thoại cho Hạ Y Na, lúc này tâm tình của Hạ Y Na rất mất mát nên chúng ta không thể làm phiền cậu ta nữa, càng quan trọng hơn chính là Đông Lai có thể xử lý chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vũ Trạch nói đúng đó. Các cậu không cần phải lo lắng cho Bùi Đông Lai. Trang Bích Phàm tuy rằng không biết năng lực thật sự của Bùi Đông Lai nhưng bởi vì Bùi Đông Lai đã trợ giúp hắn giết tên Lăng Hoa Cường không bằng cầm thú kia thì biết là cảnh sát cũng không làm khó được Bùi Đông Lai.
thấy hai người Ngô Vũ Trạch cùng Trang Bích Phàm đều nói như vậy thì Tằng Khả Tâm cùng Dương Tĩnh cũng yên lòng. Cùng lúc đó, tại nhà tang lễ lớn nhất thành phố Xuân Thành, di thể của ông ngoại Hạ Y Na sau khi trải qua chuẩn bị mặc một thân quân trang trên người đắp một lá cờ đỏ nằm ở trong một bộ quan tài làm bằng thạch anh. Lễ truy điệu đã bắt đầu, nhân sĩ ở trong hai lĩnh vực quân sự cùng chính trị ở tỉnh Tây Nam đều sắp thành hàng dài theo thứ tự cáo biệt đối với di thể ông ngoại của Hạ Y Na, mỗi lần có người đi đến bên cạnh quan tài thạch anh thì cũng sẽ cúi đầu thật sâu. Thương tiếc phát ra từ nội tâm hay là xuất phát từ lễ tiết thì không thể nào biết được. Nén bi thương. Nhân vật số một cảnh sát Tây Nam mang theo con của mình sau khi cáo biệt đối với di thể ông ngoại Hạ Y Na đi vòng qua quan tài thạch anh theo lễ tiết bắt tay cùng Tống Hân sau đó vỗ bả vai của Hạ Y Na. Nguyên bản là người đứng đầu giới cảnh sát cũng như giữ nguyên chức vụ ở trong quân khu thì phải quen thuộc vô cùng với ông ngoại của Hạ Y Na thì không nên biểu hiện đạo đức giả như vậy. Nhưng mà, từng phát sinh một việc khiến cho hắn làm như vậy, lúc trước khi hắn mang theo con của mình tới cửa cầu hôn. Kết quả bị tính cách ngay thẳng của Hạ Y Na ngay mặt cự tuyệt khiến hắn không xuống đài được mất hết mặt mũi. Di Tống, người chết không thể sống lại, di hãy nén bi thương. Cao Thế Toàn sau khi cùng mẹ con Hạ Y Na, Tống Hân an ủi xong, Cao Tường cùng nhi tử Cao Thế Toàn tiến lên phía trước lời nói tuy rằng làm cho người ta có một loại cảm giác an ủi nhưng mà ngữ khí lại mang theo vài phần vui sướng khi người khác gặp họa. Cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa xong hắn cũng mang theo vài phần hài hước liếc mắt nhìn Hạ Y Na một cái. Cảm giác kia giống như đang nói, Hạ Y Na a Hạ Y Na, tục ngữ nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngày đó lúc cô cự tuyệt tôi thì cô có nằm mơ cũng thật không ngờ ông ngoại cùng với cha của cô sẽ chết nhanh như vậy đi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hạ Y Na đích xác thật không ngờ. Chỉ là... Nếu Cao Tường biết cái thanh niên kia ở khách sạn Yên Kinh cấp cho Diệp ra một cái bạt tai vang dội vì Hạ Y Na mà tới Tây Nam thì hắn sẽ có cảm tưởng gì? Trong đại sảnh, hai người Tống Hân và Hạ Y Na giống như là bị mất linh hồn, mặt không chút thay đổi, ánh mắt ngây ngốc cũng không nghe được giọng nói vui sướng cùng ánh mắt hài hước của Cao Tường. Nhưng mà, lại có người nhận thấy được. Hạ Binh. Đối với Hạ Binh mà nói tuy rằng Hạ Hà chết đi cũng làm cho hắn vô cùng khó sống nhưng mà hắn biết đạo lý người chết không thể sống lại, hắn biết Hạ Hà chết sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với Hạ gia. Tục nhữ có câu, một ngày vào giang hồ thì cả đời ở giang hồ. Người ở giang hồ, một bước đã vào nhà tù, một bước đã vào điện Diêm La. Đây là một nơi có đi mà không về. Thân là vua Ngọc Thạch thì tuy rằng mấy năm nay Hạ Hà tẩy trắng không ít nhưng mà vết đen trên người của hắn vẫn còn. Hắn là người trong giang hồ. Hắn và rất nhiều đại ca giang hồ giống nhau. Ở trong quá trình quật khởi thì trên tay đều nhiễm qua máu, không chỉ một người, cụ thể bao nhiêu người thì phải coi thử cừu địch của hắn đông hay nhiều, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không rõ được. Đã từng, bởi vì Hạ Y Na có ông ngoại nàng che chở, bởi vì thế lực của Hạ Hà mạnh mẽ nên những kẻ thù của Hạ Hà không dám trả thù hắn. Hiện giờ Hạ Hà đã chết. Ai có thể cam đoan kẻ thù của hắn sẽ không xuống tay với vợ, con hắn, thậm chí là cả Hạ Binh nữa. Hạ Binh không dám cam đoan. Từ tối qua sau khi biết Hạ Hà chết thì Hạ Binh đã hiểu được, không biết là có kẻ nào đang nhắm mình báo thù không. Cả một đêm hắn không chợp mắt để tìm cách tự bảo vệ bản thân mình. Kết quả, dù hắn trằn trọc cả đêm cũng không nghĩ ra biện pháp. Bởi vì hắn biết, ông ngoại Hạ Y Na cũng thế, Hạ Hà cũng thế. Sau khi hai người chết thì những mối quan hệ kia sẽ trở thành những mảnh vỡ. Lúc này thấy được vẻ hài hước trong mắt Cao Tường thì trong lòng Hạ Binh vừa động, giống như là chú dê bị lạc trong đêm, tìm được đường về nhà. Cao Thiếu. Mấy phút sau, thấy Cao Tường đứng một mình trước cửa thì Hạ Binh liền chạy đến chào hỏi. Chú Hạ, chào chú. Lúc trước khi Cao Thế Toàn mang theo Cao Tường đi cầu hôn thì Hạ Binh là người duy nhất ủng hộ hắn vì thế khi thấy Hạ Binh thì Cao Tường cũng không lộ ra vẻ tự cao tự đại mà là thân mật bắt chuyện. Cao Thiếu, tôi có chuyện muốn nói với cậu, không biết là có tiện hay không? Hạ Binh âm thầm quan sát bốn phía, hạ giọng nói. Nghe được Hạ Binh nói như thế thì trong Cao Tường hơi trầm tư, mơ hồ đoán được Hạ Binh muốn nói cái chết của Hạ Hà có quan hệ với ai. Hắn liền gật đầu. Dẫn đầu đi về phía trước. Không biết chú Hạ muốn nói với cháu chuyện gì. 30 giây sau, Cao Tường cùng Hạ Binh đi đến một góc không có ai cả. Nói như vậy thì chắc Cao Thiếu cũng biết chuyện anh hai của tôi bị ngộ hại. Hạ Binh hơi trầm ngâm, sắc mặt khó coi.
Cao Tường gật gật đầu, ý bảo hạ binh tiếp tục. Thật không dám giấu, trước đây anh hai của tôi có nói Y Na còn nhỏ tuổi, rất tùy hứng là một đứa không hiểu chuyện. Hạ binh thấy được câu nói của mình làm cho Cao Tường hơi thay đổi sắc mặt thì nói tiếp. Anh hai vốn định dẫn Y Na đến cha con Cao Thiếu để giải thích một câu, thuận tiện bàn bạc chuyện đính hôn giữa hai nhà. Ai ngờ, trời tính không bằng người tính. Thân là con của Cao Thế Toàn thì từ nhỏ Cao Tường đã được hun đúc, so với bạn bè cùng tuổi thì hắn vô cùng sắc sảo. Lúc này nghe được Hạ Binh nói như thế thì hắn biết sau khi ông ngoại của Hạ Y Na cùng Hạ Hà chết thì Hạ Gia sẽ lâm vào tuyệt cảnh, Hạ Binh tính toán muốn Hạ Y Na đi vào Cao Gia để hóa giải nguy cơ lần này. Hiểu được điểm này thì Cao Tường không đợi Hạ Binh nói tiếp, đã cắt ngang lời nói của Hạ Binh. Chú Hạ, Y Na là một người rất xinh đẹp hơn nữa lại thông thạo cầm kỳ thư họa, hơn nữa lại đang học tại Đại học Đông Hải. Cháu và nàng miễn cưỡng cũng, huống chi, dưa xanh hái không ngọt, Y Na từng nói qua không thích cháu, cho nên, việc này tốt nhất là không nên nói ra. Lời như vậy, vào trong tai của hai người lại mang theo hai ý nghĩa khác nhau. Nếu để cho người không biết thân phận của Cao Tường nghe được những lời này của Cao Tường thì hơn phân nửa sẽ cho rằng Cao Tường là muốn ăn thịt Thiên Nga nhưng lại bị cự tuyệt, mọi người sẽ đồng tình với thái độ của Cao Tường. Nhưng mà, lời nói này lọt vào tai Hạ Binh thì Hạ Binh liền hiểu ra, trèo cao vào cao ra sao? Các người CMN đi làm cái gì sao? Hiểu được điểm này thì Hạ Binh biết Cao Tường vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng, vẫn không quên được. Cho nên, nếu Hạ Y Na chủ động nhận sai thì chuyện này vẫn còn một tia hy vọng. Thật có lỗi, Cao Thiếu, là tôi thiếu suy nghĩ rồi. Thân là em trai của Hạ Hà, tuy rằng trí tuệ và quyết đoán của Hạ Binh không bằng Hạ Hà nhưng mà mặc dù trong lòng biết được Cao Tường vẫn có ý với Hạ Y Na nhưng hắn vẫn dùng cách lạt mềm buộc chặt. Nghe được Hạ Binh nói thế thì Cao Tường mỉm cười. Chú Hạ, tuy nói cháu và Y Na hữu duyên vô phận nhưng mà chỉ cần Y Na nguyện ý thì chúng cháu vẫn còn có thể làm bạn bè. Nói xong, Cao Tường thâm y nhìn vào Hạ Binh, hắn tin tưởng Hạ Binh có thể nghe được ý tứ của hắn. Có thể làm bạn của Cao Thiếu, chắc Y Na cũng rất nguyện ý. Hạ Binh nhẹ nhàng thở ra, may mắn vì bản thân đã thành công. Nghe được Hạ Binh nói thế thì trong đầu Cao Tường không khỏi hiện lên vẻ mặt như thiên sứ của Hạ Y Na. Da thịt trắng tinh, thân thể mềm mại. Nghĩ như vậy thì trong lòng hắn nhộn nhạo, trong mắt hiện ra một tia sắc thái kỳ dị, ra vẻ trầm ngâm, nói. Nói vậy thì hai ngày nay Y Na đã thương tâm quá độ hơn nữa lại không ăn cái gì. Nếu chú Hạ không để ý thì tối nay cháu sẽ mời Y Na ăn một bữa cơm, thuận tiện an ủi, khuyên bảo nàng một chút. Lời nói của Cao Tường vừa ra khỏi miệng thì Hạ Binh không khỏi ngẩn ra. Hắn đoán được Cao Tường đã có ý với Hạ Y Na nhưng mà không ngờ Cao Tường lại nóng vội như vậy. Được, chú sẽ bảo Y Na qua. Nghĩ đến bộ dạng tiều tụy của Hạ Y Na, mặc dù Hạ Binh có chút không đành lòng muốn từ chối Cao Tường nhưng lại sợ chọc giận Cao Tường vì thế hắn vẫn là đáp ứng. Chú Hạ, chiều này cháu sẽ nói cho chú địa điểm. Khi nói chuyện, khóe miệng Cao Tường nở ra một nụ cười dâm, Hạ Y Na, nếu không phải ông ngoại của cô là nhân vật số một trong quân khu. Nếu không phải cha của cô có chút năng lực thì cô nghĩ rằng ta sẽ nhìn chúng cô sao? Đúng là đàn bà đầu to mà óc như trái nho, lúc trước lại làm trò trước mặt hai nhà, nói rằng hai chúng ta không hợp, hiện ta cô đã thấy ngu chưa? Không biết cô chủ động đi đến trước mặt ta, cởi quần áo ra thì sẽ khiến cho ta phấn kích đến mức nào đây? Đối với việc này thì Bùi Đông Lai vẫn không rõ tình hình. Lúc này đây, hắn đã bị dẫn tới đồn công an trong sân bay để thẩm vấn. Họ tên: Bùi Đông Lai. Tuổi: 18. Nghề nghiệp: sinh viên Đại học Đông Hải. Ách! Nghe được Bùi Đông Lai nói mình là sinh viên Đại học Đông Hải thì ánh mắt của tên thẩm vấn nhìn về phía Bùi Đông Lai, mang theo vài phần đồng tình. Đồng tình là bởi vì hắn biết thân phận của đám người Khúc Phong. Hơn nữa, khi bước vào phòng thẩm vấn thì hắn biết được Khúc Ưng là cháu ngoại của Từ Vạn Sơn, hơn nữa vị Tây Nam Tiểu Vương gia Từ Ưng kia lại gọi điện tới. Lấy thương thế của tên thủ hạ của Tư Ưng thì Bùi Đông Lai cũng bị định vào tội làm trọng thương người khác rồi. Hiện giờ, Khúc Phong gọi cú điện thoại kia, nếu không có gì bất ngờ thì Bùi Đông Lai sẽ bị đưa tới một chỗ khác, xác suất vào nhà tù là rất cao, hơn nữa cho dù Bùi Đông Lai không vô tù thì cũng chỉ có một con đường chết. Cậu coi cậu đi, tại sao không chịu đọc sách mà lại đánh nhau?
Đồng tình thì đồng tình nhưng mà tên cảnh sát cũng không có hỏi vì sao Bùi Đông Lai và đám người Khúc Phong phát sinh xung đột, hắn mang theo vài phần tiếc hận mà giáo huấn một câu. Cảm ơn ngài. Dường như đã nhận ra tâm tư của viên cảnh sát này, Bùi Đông Lai chân thành nói một câu cảm ơn. Hai, tiểu tử, cậu cảm ơn ta cũng vô dụng, ta không giúp được cậu. Viên cảnh sát thở dài, nói. Nói đi, vì sao lại đánh người? Két. Không đợi Bùi Đông Lai trả lời thì cửa phòng đã bị người đẩy ra. Đến rồi đây. Tên cảnh sát thầm nghĩ một câu, sau đó đứng dậy, cúi chào, nói. Sở trưởng. Không trả lời, sắc mặt của sở trưởng tỏ ra phức tạp nhìn Bùi Đông Lai một cái. Tiểu Lý, cậu không cần thẩm vấn, có người sẽ mang hắn đi. Sở trưởng, cậu ta là sinh viên Đại học Đông Hải. Tên cảnh sát nhìn ra sở trưởng cũng đồng tình với Bùi Đông Lai, vì không muốn để cho Bùi Đông Lai rơi vào địa ngục nên hắn do dự một lát rồi nói. Sinh viên. Nghe được hai chữ này thì sắc mặt tên sở trưởng biến đổi trở nên phức tạp bất quá cuối cùng hắn chỉ nha một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Tên cảnh sát thẩm vấn biết sự tình không thể xoay chuyển chỉ đành phải thở dài rồi đi ra. Mấy phút sau, cửa phòng thẩm vấn lại bị đẩy ra. Bốn tên cảnh sát cùng với một tên nam nhân trung niên bụng bia mang theo Khúc Phong đi vào phòng. Trần sở trưởng, dựa theo tình huống trước mắt thì hắn chính là thành viên buôn lậu thuốc phiện, chúng ta muốn dẫn hắn về đồn để tiến hành điều tra. Nam nhân trung niên bụng bia vừa vào phòng thì liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái, dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Trần sở trưởng nghe vậy thì biến sắc muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng chỉ đành phải ngậm im. Lời nói ra giống như bát nước đã đổ. Có mấy lời không thể nói lung tung. Bùi Đông Lai nheo mắt lại, không biết là vô tình hay cố tình mà nhìn về phía nam nhân trung niên. Thằng nhóc, mày thật cứng miếng, mang đi cho ta. Mắt thấy Bùi Đông Lai nhìn mình, dùng một loại giọng điệu cảnh cáo để nhắc nhở mình thì nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, truyền mệnh lệnh. Bá! Không trả lời, Bùi Đông Lai đứng dậy. Chu đội trưởng, cẩn thận, hắn biết đánh nhau. Khúc Phong đứng ở sau thấy Bùi Đông Lai đứng dậy thì liền nhắc nhở. Vù, 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 vù. Khúc Phong vừa dứt lời thì bốn gã cảnh sát liền rút súng ra nhắm vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ bóp cò, để cho Bùi Đông Lai xuống kia uống trà với ông bà. Tôi nhắc nhở ông một lần nữa, có mấy lời một khi đã nói rồi thì không thể thu trở lại. Đối mặt với mấy họng súng thì Bùi Đông Lai mặt không đổi sắc nhìn vào Chu đội trưởng. Bản thân tao muốn xem mày còn có thể cái bướng tới khi nào. Mắt thấy Bùi Đông Lai không để đoàn người mình vào mắt thì vẻ mặt Chu đội trưởng âm trầm, nói. Bắt hắn cho ta, nếu phản kháng thì trực tiếp đánh gãy một chân. Nghe Chu đội trưởng nói thế thì Trần sở trưởng nhướng mày, hắn muốn ra ngăn cản nhưng mà nghĩ tới Bùi Đông Lai đã được chuyển lại cho Chu sở trưởng thì hắn liền lựa chọn trầm mặc. Không riêng gì Trần sở trưởng mà một ít cảnh sát cũng lựa chọn trầm mặc. Nhưng mà, trong đôi mắt bọn hắn tràn đầy lửa giận, hai tay không kìm được mà nắm lại. Cùng lúc đó, hai gã cảnh sát cầm súng đi về phía Bùi Đông Lai. Tôi là đội phó của đại đội đặc chủng quân khu Đằng Long ở Giang Ninh. Mắt thấy hai gã cảnh sát cầm súng tới gần, Bùi Đông Lai nhíu mày nói ra thân phận khác của bản thân. Ách, nghe Bùi Đông Lai nói thế thì hai tên cảnh sát ngẩn ra. Dừng ngay tại chỗ. Bọn hắn không biết thân phận thật sự của Bùi Đông Lai, thậm chí không biết Bùi Đông Lai phạm vào tội gì nhưng mà nghe Chu đội trưởng nói Bùi Đông Lai có quan hệ với một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai lại nói bản thân hắn bộ đội đặc chủng hơn nữa lại còn là đội phó. Tiểu Lý, xác minh thân phận của hắn đi. Trần sở trưởng cũng bị lời nói của Bùi Đông Lai làm cho cả kinh không nhẹ. Sau đó hắn liền hướng về tên cảnh sát vừa mới thẩm vấn Bùi Đông Lai, hỏi. Sở trưởng, lúc thẩm vấn thì hắn nói bản thân là sinh viên Đại học Đông Hải. Dường như tên cảnh sát tên là Tiểu Lý hiểu được ý tứ của Trần sở trưởng, nói xong lại bổ sung. Bất quá, tôi còn chưa kịp xác minh thân phận chân chính của hắn. Chu đội trưởng, tuy rằng không biết ông lấy được tin tình báo ở đâu nói hắn là thành viên của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện. Nhưng mà tôi cảm thấy cần phải tiến hành xác minh thân phận chân chính của hơn. Trần sở trưởng nghe vậy thì hướng Chu đội trưởng nói. Trần sở trưởng, xin cứ tin vào tin tình báo của chúng tôi. Đối mặt với thái độ kiên quyết của Chu đội trưởng thì Trần sở trưởng chau mày, trầm ngâm vài giây,
cuối cùng cũng không có phát biểu ý kiến. Mang đi. Chu đội trưởng lại vung tay lên. Nghe được chu đội trưởng kêu lên thì hai tên cảnh sát liền bước lên. Bùi Đông Lai nhíu mày. Sau đó, lúc hai tên cảnh sát đến gần Bùi Đông Lai thì dường như Bùi Đông Lai nghe được cái gì đó. Không được nhúc nhích, giơ hai tay lên. Hai tên cảnh sát dùng súng chĩa vào Bùi Đông Lai, ý bảo Bùi Đông Lai không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, hai tên cảnh sát còn lại liền đi lên, một người lấy còng ra chuẩn bị còng lấy Bùi Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai không dám phản kháng thì vẻ mặt Khúc Phong cười lạnh nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia như muốn nói, tiểu tạp chủng, không phải mày biết đánh người sao? Có ngon thì đánh thử xem. Trần Quân Hữu. Ngay sau đó, không đợi tên cảnh sát kia còng tay Bùi Đông Lai lại. Một giọng vang dội ngoài hành lang phòng thẩm vấn. Giọng nói vừa vang lên, tất cả mọi người đều biến sắc. Bởi vì, bọn hắn biết được người này. Vì sao người này lại đến đây? Trong phút chốc, toàn bộ mấy tên cảnh sát đều nghĩ đến điều này. Trần sở trưởng mơ hồ nhớ lại, trước khi Bùi Đông Lai đến đây thì hắn từng gọi một cú điện thoại. Chẳng lẽ hắn là đội phó của đại đội đặc chủng Đằng Long sao? Không có đáp án. Trần sở trưởng không thể xác định điều này nhưng mà trên mặt hắn lộ ra vài phần vui sướng. Vui sướng là bởi vì hắn không hy vọng thấy Bùi Đông Lai bị hạng người âm hiểm dùng phương thức hãm hại kia để hại Bùi Đông Lai. Vui sướng là bởi vì hắn không hy vọng trong đội ngũ cảnh sát sẽ có những tên bại hoại này. Trần sở trưởng vui sướng còn Chu đội trưởng thì hết hồn, căn bản không có tâm tử để suy nghĩ vì sao hầu cục trưởng lại đến đây. Dầm. Một lát sau, ngoài hành lang xuất hiện hai người. Một người mặc trường bào màu xám, toàn thân toát là một hơi khí tức nho nhã. Một người khác mặc đồ cảnh sát, khuôn mặt hình chữ điền, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Bá. Hầu cục trưởng. Mắt thấy nam nhân trung niên mặc bộ đồ cảnh sát xuất hiện thì mấy tên cảnh sát liền cúi đầu chào. Hầu cục trưởng. Không đợi hầu cục trưởng hoàn lễ, Trần Quân Hữu đã đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cúi chào hầu cục trưởng. Trần Quân Hữu, đồng chí Tiểu Bùi đâu? Hắn hoàn lễ lại rồi trầm giọng hỏi. Hầu cục trưởng. Lúc này người mở miệng không phải là Trần Quân Hữu mà là Chu đội trưởng. Có lẽ là do trong lòng có quỷ nên nhìn vào khuôn mặt không giận mà uy của hầu cục trưởng thì trong lòng Chu đội trưởng nổi lên sóng to gió lớn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra sau lưng hắn, làm cho hắn có cảm giác đang ở trong hầm băng. Chu Mãnh, tại sao ông lại ở chỗ này? Hầu cục trưởng nhíu mày. Tôi. Báo cáo hầu cục trưởng, sự việc là như vậy. Trần Quân Hữu thấy Chu Mãnh ấp a ấp úng thì lớn tiếng nói. Hôm nay vào lúc 11:35, ở đây nhận được điện thoại, nghe được có vụ đánh nhau ở sân bay thì tôi liền lập tức phái người đến sân bay để ngăn cản rồi mang những người có liên quan về đồn. Tôi vốn để cho người ở dưới tay tiến hành thẩm vấn, kết quả là nhận được điện thoại của Chu đội trưởng. Chu đội trưởng nói rằng người trẻ tuổi gọi là Bùi Đông Lai tham gia đánh nhau khi nãy là thành viên của một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện. Ông ta mang người đến, muốn đem Bùi Đông Lai mang đi. Ai nói Bùi Đông Lai là thành viên của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện? Tầm bậy tầm bạ. Lời của Trần Quân Hữu vừa nói xong, thì Miêu Dịch đứng bên cạnh Hầu Thần Hải liền nổi giận. Thân là con trai đầu của Miêu lão gia tử thì hắn biết rõ tình huống của Bùi Đông Lai như lòng bàn tay. Vậy mà lúc này có người dám mở miệng nói Bùi Đông Lai là thành viên của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện. Chu đội trưởng, ông thông qua con đường nào mà biết được đồng chí Tiểu Bùi là thành viên của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện? Còn nữa, vì sao mà người của phân cục lại không nhận được tin tức này? Bởi vì trước khi đi thì Miêu lão gia tử đã từng dặn Miêu Dịch hỏi Bùi Đông Lai đến đây làm gì, không nên để bại lộ thân phận của Bùi Đông Lai. Đối với việc này thì Miêu Dịch cũng không có nói thân phận thật sự của Bùi Đông Lai cho Hầu Thần Hải biết mà chỉ nói Bùi Đông Lai là con của một người bạn Miêu gia. Miêu gia thân là ngôi sao sáng trong lĩnh vực đông y, thái độ làm người vô cùng tốt, từng nhiều lần chữa bệnh miễn phí, được cả Tây Nam thậm chí là cả nước ca tụng. Một gia tộc hiển hách như thế này lại có thể quan hệ với tập đoàn buôn lậu sao? Hầu Thần Hải không tin. Huống chi lấy ánh mắt của Hầu Thần Hải thì làm sao không nhìn ra Chu Mãnh có gì không đúng. Tách, tách. Đối mặt với chất vấn của Hầu Thần Hải thì mồ hôi lạnh của Chu Mãnh liên tục chảy ra, hắn chỉ thấy hai chân có chút nhũn ra. Bất quá, bằng vào tính chất tâm lý hơn người của mình mà Chu Mãnh không để cho bản thân ngã xuống. Chu Mãnh,
trả lời câu hỏi của tôi. Biểu hiện của Chu Mãnh làm cho Hầu Thần Hải càng thêm xác định suy đoán của mình, hắn đề cao giọng nói, chất vấn. Hầu, cục trưởng, tôi. Chu Mãnh có chút nói năng lộn xộn, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Đúng rồi, Đông Lai đâu? Lúc này, không đợi Chu Mãnh trả lời, Miêu Dịch nghĩ đến cái gì, thầm mắng mình hồ đồ rồi hỏi. Miêu Thúc, cháu ở trong này. Trong phòng thẩm vấn, nghe được câu hỏi của Miêu Dịch thì Bùi Đông Lai lên tiếng trả lời. Bốn tên thủ hạ của Chu Mãnh bị biến cố bất thình lình làm cho cả kinh, lúc này nghe Bùi Đông Lai mở miệng thì bọn hắn mới ý thức được cái gì, vội vàng buông lỏng Bùi Đông Lai ra. Đông Lai, cháu có sao không? Miêu Dịch đi vào phòng, thấy Bùi Đông Lai không có bị thương gì thì lại càng thêm lo lắng. Không sao đâu chú Miêu. Bùi Đông Lai không có để ý đến Khúc Phong đang há hốc mồm ở bên cạnh, hắn đi đến trước người Miêu Dịch, khẽ lắc đầu. Đông Lai, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe Bùi Đông Lai nói không có việc gì thì Miêu Dịch yên lòng, sau đó nhíu mày hỏi. Cháu cùng với mấy người bạn học đến đây du lịch, lên máy bay thì gặp hắn. Bùi Đông Lai nói xong thì liếc mắt nhìn Khúc Phong, nói. Hắn trêu chọc một vị bạn học nữ của bọn cháu, bị cháu ngăn cản nên hai bên đã cãi vã với nhau. Sau đó, sau khi xuống máy bay thì hắn mang theo một đám người đến chặn đường, muốn trả thù bọn cháu. Cuối cùng cháu đánh cả đám người bọn hắn. Ách! Nghe được Bùi Đông Lai trả lời, Khúc Phong mở miệng, cố gắng giải thích cái gì nhưng mà những điều này đều là sự thật, khiến hắn không thể nào phản bác được. Mắt thấy Khúc Phong không phản bác được thì Miêu Dịch nhướng mày nhìn về phía Hầu Thần Hải, nói. Hầu cục trưởng, hắn ngậm máu phun người, nói Đông Lai là thành viên của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện. Theo tôi thấy thì hắn là người có bụng dạ khó lường. Vừa đánh trống vừa la làng, bụng dạ khó lường. Lời nói ra rồi thì giống như bát nước đổ đi, có mấy lời không thể nói lung tung. Trong lúc nhất thời, những lời nói lúc nãy của Bùi Đông Lai không ngừng vang lên bên tai của Chu Mãnh. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hầu Thần Hải nghe vậy cũng không chất vấn Chu Mãnh mà là hỏi Trần Quân Hữu. Trần sở trưởng, trừ đồng chí Tiểu Bùi ra thì mấy người tham gia vào vụ đánh nha đã thẩm vấn xong chưa? Đã điều tra xong, trong đó bốn người đang là bảo vệ tại công ty UIT thuộc tập đoàn Vạn Sơn. Trần Quân Hữu nói xong liền chỉ vào Khúc Phong. Hắn gọi là Khúc Phong, là cháu ngoại của Từ Vạn Sơn chủ tịch tập đoàn Vạn Sơn. Lập cập. Lại nghe Trần Quân Hữu mở miệng, Chu Mãnh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân mình phát run, hàm răng và lập cập vào nhau. Hầu Thần Hải trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại cục trưởng nơi Chu Mãnh đang làm việc. Tạ cục trưởng, tôi cho ông thời gian 30 phút, ông phải có mặt tại đồn cảnh sát ở sân bay. Điện thoại được chuyển, Hầu cục trưởng ra lệnh sau đó chỉ vào Chu Mãnh, giọng nói lạnh lùng. Trước khi Tạ Vĩnh Dân đến đây thì không cho phép hắn bước ra khỏi phòng nửa bước. Hô, hô, bịch. Nghe được mệnh lệnh của Hầu cục trưởng thì Chu Mãnh sợ tới mức hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt tối sầm, thân hình ngã xuống mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ách, thấy một màn như thế thì Khúc Phong đứng ở một bên liền há to mồm, hai cái chân không ngừng run lên, một cỗ chất lỏng chảy ra từ giữa hai chân của hắn. Khúc Phong gian nan nghiêng đầu ngó về phía Bùi Đông Lai. Giờ phút này, hắn không tỏ ra vui vẻ nữa mà thay vào đó là vẻ hoảng sợ nhìn vào Bùi Đông Lai, giống như muốn hỏi tại sao lại như vậy. Bác sĩ Miêu, đồng chí Tiểu Bùi, thật sự là có lỗi, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý công bằng, nếu quả thật trong đội ngũ của tôi có xuất hiện kẻ bại hoại thì tôi tuyệt đối không nương tay. Tôi sẽ cho mọi người một công đạo. Hầu Thần Hải bước lên vài bước, xin lỗi đối với Miêu Dịch và Bùi Đông Lai rồi giải thích. Cảm ơn ngài. Bùi Đông Lai nhìn ra được Hầu Thần Hải chính là một công bộc của nhân dân cho nên đáng được tôn trọng, hắn liền mở miệng cảm ơn. Vậy thì làm phiền Hầu cục trưởng rồi. Vẻ mặt Miêu Dịch dịu đi một ít, sau đó nhớ ra cái gì, hướng Trần Quân Hữu hỏi. Đúng rồi Trần sở trưởng, người bị Đông Lai đánh có trở ngại gì không? Chỉ là bị thương một chút mà thôi. Trần Quân Hữu trả lời nhưng mà trong lòng thì vô cùng kinh ngạc. Tên đại hán bị Bùi Đông Lai đánh kia nhìn qua vết thương có vẻ dọa người nhưng mà trên thực tế lại không có vết thương chí mạng. Việc này thì nhiều nhất là xử phạt tiền mà thôi. Vậy là tốt rồi.
Tuy rằng Miêu Dịch vô cùng coi trọng Bùi Đông Lai nhưng mà từ xưa đến nay người của Miêu gia làm nghề y đều là người lương thiện, vì thế nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn hy vọng có thể dùng pháp luật để giải quyết chứ không vận dụng những mối quan hệ đặc thù để giải quyết. Nghe được Miêu Dịch nói thế thì trong lòng Trần Quân Hữu thổn thức không thôi, đồng dạng là người thế mà hành động của Miêu Dịch và Khúc Phong lại khác xa nhau. Trần Quân Hữu, vì muốn điều tra rõ đầu đuôi chuyện này nên ông để cho người của ông tiến hành điều tra thân phận của bốn tên bảo vệ của công ty Uyết kia, có gì cần giúp đỡ thì cứ mở miệng. Hầu Thần Hải trầm ngâm một phen, làm ra an bài. Mặt khác, trước khi Tạ Vĩnh Dân đến đây thì tôi mặc kệ ai gọi điện tới, ông nhất định phải cam đoan đem Chu Mãnh giao vào tay của Tạ Vĩnh Dân, hơn nữa chuyển lời của tôi đến Tạ Vĩnh Dân. Nói với ông ta rằng buổi giao ban vào thứ hai tuần sau thì ông ta phải đem kết quả cùng quá trình xử lý báo cáo cho tôi. Vâng, Hầu Cục trưởng. Nghe được mệnh lệnh của Hầu Thần Hải thì trong lòng Trần Quân Hữu không khỏi vui vẻ, vội vã cúi đầu lĩnh mệnh. Hiển nhiên hắn biết rõ, nếu Hầu Thần Hải đã làm ra quyết định này thì Chu Mãnh nhất định sẽ gặp bi kịch. Bác sĩ Miêu, tối nay tôi cần phải tham gia một buổi hội nghị quan trọng của thị ủy nên cần thời gian để chuẩn bị tài liệu. Sẽ không có thời gian để dùng cơm với anh. Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì Hầu Thần Hải mang theo vài phần xin lỗi hướng Miêu Dịch cười cười. Nhớ về giúp tôi vấn an Miêu lão gia, hôm nào tôi sẽ đến nhà để thăm Miêu lão gia. Cảm ơn Hầu Cục trưởng, anh cứ lo công việc của anh đi, không cần phải quan tâm đến tôi. Miêu Dịch mỉm cười gật đầu. Thấy Miêu Dịch gật đầu đáp ứng thì Hầu Thần Hải nhìn qua Bùi Đông Lai rồi mỉm cười. Đông Lai, chúng ta nên đi chưa? Miêu Dịch hướng Bùi Đông Lai hỏi. Bùi Đông Lai đến Tây Nam chủ yếu là muốn an ủi Hạ Y Na, hiện giờ khúc nhạc đệm này đã kết thúc tự nhiên là không muốn ở đồn công an này nữa. Tự mình đưa Hầu Thần Hải, Miêu Dịch và Bùi Đông Lai đi ra khỏi đồn công an. Sau đó, Trần Quân Hữu lại trở vào phòng thẩm vấn, liếc mắt nhìn Chu Mãnh. Dựa theo mệnh lệnh của Hầu Cục trưởng thì nhốt hắn ở phòng này, nếu hắn phản khách thì cứ hầu hạ hắn vào. Mặt khác, một lần nữa tiến hành thẩm vấn với bốn tên bảo vệ của công ty Uyết kia. Trần Quân Hữu làm ra một loạt an bài, chỉ vào Khúc Phong bị dọa đến tè ra quần. Đưa hắn nhốt vào một phòng khác, báo cho người nhà hắn đến nhận người. Vâng, Trần Sở trưởng. Mấy tên cảnh sát liền nhận lệnh. Ra khỏi đồn công an, đám người Ngô Vũ Trạch đã đứng đợi ở đây thấy Bùi Đông Lai cùng Miêu Dịch đi ra thì cũng không có đi lên mà là đứng nguyên tại chỗ chờ Bùi Đông Lai cáo từ với Hầu Thần Hải cùng Miêu Dịch. Đông Lai, Miêu gia gia biết cậu đến Tây Nam thì vô cùng cao hứng. Đặc biệt để cho tôi qua đây gặp cậu, hơn nữa người còn nói chuyện dùng tập đoàn Đông Hải để mở rộng Đông Y. Sau khi tiến Hầu Thần Hải lên ô tô thì Miêu Dịch mỉm cười nói với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai nghe vậy, cười khổ nói. Chú Miêu, không phải là cháu đi một mình đến đây. Khi nói chuyện thì Bùi Đông Lai chỉ đám người Ngô Vũ Trạch đứng cách đó không xa. Cậu xem là tôi hồ đồ rồi. Miêu Dịch thấy đám người Ngô Vũ Trạch thì vỗ vỗ cái trán, nói. Như vậy đi, Đông Lai, trước tiên cậu cùng với bạn của mình xử lý chuyện của mình xong đi. Chờ sau khi xử lý xong mọi việc thì cứ gọi cho tôi sẽ đi đón cậu. Được. Bùi Đông Lai gật gật đầu. Dù sao khi đến đây thì mình cũng cần phải đến thăm Miêu lão gia tử một chút. Bùi Đông Lai, cậu không sao chứ? Mắt thấy Miêu Dịch rời đi thì đám người Ngô Vũ Trạch liền chạy lên, trong đó Tằng Khả Tâm liền hỏi. Khả Tâm, nếu mà có việc gì thì nó có thể bình yên đứng ở đây sao? Trang Bích Phàm đỡ kính mắt một chút rồi giải thích. Bùi Đông Lai mỉm cười lắc lắc đầu. Tớ không sao, đúng rồi, các cậu đã liên lạc với Y Na chưa? Chúng tớ vừa mới bàn bạc một chút, đợi cậu ra rồi mới liên lạc với cậu ta. Ngô Vũ Trạch nói xong chừng hai mắt, nói. Đông Lai, ca cho rằng cuộc điện thoại này thì chú là người thích hợp nhất. Ừ. Nghe được lời đề nghị của Ngô Vũ Trạch thì Trang Bích Phàm, Cổ Văn Cảnh, Tằng Khả Tâm cùng Dương Tĩnh đều gật đầu. Các nàng biết được chuyện Hạ Y Na từng theo đuổi Bùi Đông Lai, hơn nữa cho đến bây giờ trong lòng Hạ Y Na thì nàng vẫn thích Bùi Đông Lai. Cho nên. Bọn hắn biết chỉ có Bùi Đông Lai mới có thể an ủi được Hạ Y Na. Mắt thấy mọi người đã nhất trí thì Bùi Đông Lai cũng không nói gì thêm mà lấy điện thoại di động ra rồi bấm số của Hạ Y Na. Xin lỗi, thuê bao quý khách. Nghe được giọng nói này thì Bùi Đông Lai ngẩn ra, nói. Tắt điện thoại rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đúng à,
chúng ta cũng không biết nhà của Ina ở đâu, hiện giờ không liên lạc được với cậu ấy thì làm cách nào tìm được cậu ấy đây? Tăng Khả Tâm cùng Dương Tĩnh mở miệng hỏi. Để tớ hỏi người quên đã. Bùi Đông Lai cúp điện thoại rồi bấm số của Music. Đông Lai, có gì thế? Điện thoại được chuyển, Music mang theo vài phần tò mò hỏi. Bùi Đông Lai hỏi ngắn gọn. Là như vậy chú Miu, chú có biết nhà tang lễ của Tổng tư lệnh quân khu Tây Nam ở đâu không? Thì ra cậu là bạn học của cháu ngoại Tổng tư lệnh. Music nghe vậy thì tỉnh ngộ, trả lời. Đông Lai, lễ truy điệu của Tổng tư lệnh được cử hành tại nhà tang lễ SS, bất quá bây giờ đã qua 12 giờ, chắc lễ truy điệu đã kết thúc rồi. Đã kết thúc rồi sao? Nghe được Music nói thế thì trong lòng Bùi Đông Lai trầm xuống. Đã biết, cảm ơn chú Miu. Đông Lai, hỏi được không? Thấy Bùi Đông Lai cúp điện thoại, Ngô Vũ Trạch hỏi. Bùi Đông Lai gật gật đầu, lại nói. Đã hỏi được, bất quá chúng ta đã đến chậm rồi, lễ truy điệu vừa mới kết thúc xong. À, Tăng Khả Tâm kinh ngạc mở to miệng. Vậy làm sao bây giờ? Tớ tìm người hỏi nhà của Ina ở đâu rồi sau đó chúng ta đến nhà cậu ấy. Bùi Đông Lai biết sau khi lễ truy điện kết thúc thì người chết sẽ được hỏa táng sau đó được người thân đem cho cốt đi mai táng ở mộ. Vì thế hắn liền đề nghị đi đến nhà Ina. Tôi không phạm pháp, các người dựa vào cái gì mà bắt giam tôi. Coi như lúc Bùi Đông Lai rời đi khỏi đồn công an thì Khúc Phong đã từ trong khiếp sợ lấy lại được tinh thần, vô cùng tức giận nói. Các người đây là giam giữ phi pháp. Dựa vào quy định của pháp luật thì công dân có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát để điều tra. Bởi vì biết được thân phận thật sự của Khúc Phong, thêm vào đó đối với hành vi đánh chống la làng của Chu Mãnh thì cảnh sát của đồn công an đã không thích. Lúc này đối mặt với lời kêu gào của Khúc Phong thì một giọng nói lạnh lùng của một người cảnh sát vang lên. Còn nữa, cậu tụ tập đánh nhau đã làm trái pháp luật. Hiện tại thông báo cho cha mẹ cậu để đến đây nộp phạt rồi nhận người. Tôi không đánh người mà. Ngược lại, chúng ta là người bị hại, các ông cần phải bắt tên hỗn đản kia mới đúng. Khúc Phong hổn hển phản bác nói. Người ta đã nộp tiền rồi, nếu cậu không thông báo cho cha mẹ của mình thì. Một tên cảnh sát nghiêm túc nói. Tôi gọi là được chứ gì. Khúc Phong khóc không ra nước mắt, không hề lý luận mà là lấy điện thoại rồi gọi cho mẹ của hắn. 5 phút sau. Trong một hội sở quốc tế dành cho nữ ở Xuân Thành, một người phụ nữ đang làm đẹp sau khi nghe được một cuộc điện thoại thì liền tức giận mà mắng vài câu. Sau đó đuổi thợ trang điểm đi, trực tiếp bấm số điện thoại của con mình. Tiểu ưng, con làm sao vậy? Điện thoại được chuyển thì từ mẫu liền giáo huấn, nói. Cậu của con vừa gọi điện thoại tới nói ra Tiểu Phong ở Đông Hải trước khi lên máy bay thì có xung đột với một tên nào đó. Con phái người đi giúp nó kết quả là bị bắt vào đồn công an, hiện tại đồn công an còn muốn để cho cậu và mợ của con đến lĩnh người, rốt cuộc là tại sao? Mẹ, để con gọi điện thoại hỏi một chút rồi gọi lại cho mẹ sau. Đầu bên kia điện thoại, Tự Ưng đang ở tập đoàn Vạn Sơn biết rõ mẹ của mình rất quan tâm đến người bên nhà mẹ đẻ thì chịu đựng tính tình của bà ấy, rồi trả lời. Nói xong, hắn liền bấm số điện thoại khác. Chuyện gì đó? Không phải là phái Chu Mãnh đi lĩnh người rồi sao? Như thế nào mà ta còn nghe nói đồn công an để cho cậu, mợ của ta đi đến đồn công an để lĩnh người? Điện thoại được chuyển, Tự Ưng liền hỏi thẳng. Từ thiếu, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức. Người mà em họ của ngày Xích Mích có quan hệ với Miêu gia, Miêu Dịch mang theo Hầu Thần Hải đến đồn công an. Chu Mãnh tên ngu ngốc kia nói rằng tiểu tử đó có quan hệ với tập đoàn buôn lậu thuốc phiện để mang tiêu tử kia đi. Kết quả là hắn đã bị đánh bật ngược trở lại. Đầu bên kia điện thoại, mặt ngoài là người quản lý công ty bảo vệ huyết nhưng thực tế là tay sai trung thành nhất của Tự Vạn Sơn, Lôi Đại Bưu trả lời. Mẹ nó, đồ phế vật, có một chút chuyện như thế mà cũng không lo xong. Tự Ưng tức giận mà chửi má nó. Từ thiếu, nghe nói Hầu Thần Hải lên tiếng muốn xử lý nghiêm khắc việc này. Cho nên không thể vận dụng được quan hệ bên Bạch Đạo. Ngài hãy để cho cậu và mợ ngài đi đến đó nộp phạt đi. Lôi Đại Bưu khuyên nhủ. Hắc, không ngờ rằng lần này đã trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tự Ưng nghe vậy, giận quá thành cười, nói. Có quan hệ với Miêu gia ư? Hắc, trắng chơi không được thì tao chơi đen. Từ thiếu, ngài xem khi nào động thủ, tôi lập tức cho người của tôi đi chuẩn bị. Trong lòng Lôi Đại Bưu vừa động,
biết được vị thái tử gia này đã nổi giận. Không vội, trước tiên cứ xử lý chuyện của tập đoàn Hạ Thị đã, miếng thịt béo này đang bị nhiều người nhìn chằm chằm vào, chúng ta phải nuốt vào bụng trước mới được. Tự ưng khẽ vuốt cái đọc chọc lốc của mình, vẻ mặt âm trầm nói. Còn về phần mấy tên cùi bắp kia thì trước hết để bọn hắn nhảy nhót một hồi đi đã, coi như là phần thưởng của bọn hắn. Nghe được Tự ưng nói tiếp thì Lôi Đại Bưu không có hé răng. Bởi vì ở hắn xem ra, nếu Tự ưng đã nói như vậy thì đã tuyên án tội chết cho tên kia, hắn biết rõ so với cha của Tự ưng là Từ Vạn Sơn thì Tự ưng là một người ác hơn, độc hơn, làm chuyện gì cũng không kiêng nể. Dùng một câu lưu truyền trong Hắc Đạo Tây Nam, nếu Tử Thiếu muốn người nào chết canh ban thì Diêm Vương không dám để hắn sống qua canh năm. Nhưng mà, hắn không biết, chơi đen, Bùi Đông Lai là tổ sư gia. PS, 20 thành có thêm CS nữa. Mặt trời ngã về phía Tây, lúc này không khí tại Nghĩa Trang vô cùng ấm áp nhưng lại vô cùng thống khổ vì sự chia lìa. Cho của ông ngoại Hạ Y Na đã được hạ huyệt, dường như mọi người đã rời đi. Dưới trời chiều, Hà mẹ con Tống Hân, Hạ Y Na giống như là những bức tượng điêu khắc, đứng ở trước bia mộ, không nhúc nhích. Giờ phút này, hai người đã không còn khóc nữa. Dường như, nước mắt của các nàng đã khô lại rồi.